nhị đương gia, tam đương gia, chúng ta trở về đi, thất sát môn có lẽ không xong rồi. Những năm này, nói chúng ta không có cảm tình với thất sát môn là giả, nhưng lúc này đã chẳng khác gì lấy trứng chọi đá, chúng ta cần gì phải liều mạng, chúng ta cùng lắm mang theo mọi người rời khỏi thị hoang thế giới, cứ tới Phong Vân Sơn, bọn chúng có thể làm gì được chúng ta chứ? Hổ Sơn nói với Mạc Kình Thiên và Ma Linh yêu nữ. Hổ Sơn, đa tạ. Viêm Hỏa vỗ vai Hổ Sơn, nói. Nhưng mà trưởng môn không có mặt, chúng ta không thể lui, cứ chờ trưởng môn về rồi tính sau. Địa Long trầm giọng nói. Chủ nhân không có chết, trong linh hồn của ta vẫn còn liên hệ, chủ nhân hiện tại tuyệt đối không có chết, hắn nhất định sẽ trở về. Những năm gần nó với mọi người rằng trưởng môn không có chết, Địa Long cũng nói cho mọi người tình hình thực tế, huyết hồn ấn trong đầu của nó vẫn còn. Ta cũng tin tưởng Địa Long, đến thì đến đi, cũng chưa tới mức cuối cùng phải đi. Đường Ngũ Lưng mang trường kiếm, trong mắt bắn ra sát ý dữ dội. Phạm Thống, âm quỷ bên kia truyền tin tức gì? Ma Linh yêu nữ nhíu mày, hỏi Phạm Thống ở sau lưng. Phu nhân, đã truyền tin tức tới, âm quỷ và thương hội Phong Linh đã an bài tốt rồi, vạn nhất lúc này chúng ta thật sự tới thời khắc cuối cùng, chỉ cần có thể đi tới đó là có thể lập tức rời khỏi thị hoang thế giới. Phạm Thống nói, chúng ta còn có bao nhiêu tinh thạch thế giới? Ma Linh yêu nữ tiếp tục hỏi. Phạm Thống ảm đạm, nói nhỏ. Những năm gần đây này, chúng ta tiêu hao quá nhiều, mỗi một lần vận dụng phi hổ chiến hạm và trận pháp, tiêu hao tinh thạch thế giới với con số khủng bố, chiến lợi phẩm không bù đắp nổi, thiên su, vấn thân mạc, âm quỷ, phong đô tam hồn, thiên su ngày đêm luyện chế chiến hạm và tỏa giá khôi lỗi, cũng không cách nào vượt qua tiêu hao khổng lồ, huống chi tự chúng ta cũng cần phi hổ chiến hạm. Ma Linh yêu nữ nghe vậy. Nàng nhíu mày, nói. Ngươi cứ việc nói thẳng ra, rốt cuộc còn duy trì bao lâu? Phạm Thống nói. Đừng nói là duy trì, nếu không phải thương hội Phong Linh âm thầm giúp đỡ, chúng ta đã sớm không ứng phó nổi. Nghe nói trong thương hội Phong Linh, đối với An Tiểu Thư đã nhận rất nhiều oán hận, không cách nào giúp chúng ta nữa. Cho nên, nếu bọn họ phát động thế công, chỉ sợ chiến hạm của chúng ta không duy trì được bao lâu. Ai? Mọi người nghe vậy. Trong nội tâm trầm trọng đến cực điểm, những năm qua, nếu không có hạm đội phi hổ chiến hạm tồn tại, thất sát môn đã sớm bị san bằng thành bình địa, cuối cùng cũng không thể lưu lại trong huyết sát thâm uyên. Nếu đến thời khắc cuối cùng, ta ngày mai liều với bọn chúng, các ngươi đi trước đi. Ánh mắt Mộc Vương bắn ra sát ý. Mộc Vương, đến thời điểm cuối cùng, lưu được núi xanh lo gì không có củi đốt. Mạc Kình Thiên nói với Mộc Vương, ta sinh ra là người thị hoang thế giới. Dù chết cũng phải chết trong thị hoang thế giới nội, mấy năm qua có thể kết bạn với các ngươi, cũng không uổng đời này của ta. Mộc Phương lập tức cười cười, lúc này cười với đám người Mạc Kình Thiên, giờ này khắc này, mặc dù tức giận vẫn thong dong như cũ. Mạc Kình Thiên hít sâu một hơi, nói. Bọn chúng lúc này tới quá nhiều người, không ít nửa hỗn độn và ngụy hỗn độn, không phải chúng ta có thể chống lại, khí thế hung, quang minh chính đại tập kết đại quân, cũng không lập tức bắt đầu công kích. Xem ra lúc này bọn chúng đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Cùng lắm liều với chúng. Đúng, liều với chúng. Mặt trời chiều ngã về tây, tà dương như tuyết, trên sườn núi có 10 thân ảnh đằng đằng sát khí đứng đó. Thất sát môn và Tây Vương phủ nho nhỏ, lại dám động người Vạn Thiên Liên Minh, lúc này phải cho tất cả người trong thị hoang thế giới và thế giới biết hậu quả khi đắc tội Vạn Thiên Liên Minh, sáng sớm ngày mai. Huyết tẩy dư nghiệt cuối cùng của thất sát môn và Tây Vương Phủ, đến lúc đó thương hội Phong Linh cũng không thể buông tha. Một lão giả sắc mặt âm trầm, sát ý bắn ra khỏi mắt, quanh người hắn có khí tức chấn động dữ dội. Âm Hỏa đại nhân, nhưng thương hội Phi Linh đã gia nhập Vạn Thiên Liên Minh chúng ta, còn có thương hội Phong Linh âm thầm che chở, nếu chúng ta đối phó, sợ rằng có người mượn cớ. Một nam tử trung niên tiến lên nói nhỏ, hắn cung kính với lão giả trước mặt. Nam tử trung niên này chính là chấp sự tụ phẩm lâu trong thị hoang thế giới. 3. Nam tử trung niên vừa dứt lời, trên mặt đã ăn cái tát, sắc mặt lão giả cực kỳ âm trầm, sắc mặt mọi người chung quanh run run, ánh mắt mang theo vẻ sợ hãi. Một đám phế vật, chỉ là thất sát môn cùng Tây Vương phủ tiểu thế lực, đối phó một đám thế lực không lên nổi mặt bàn như thế cũng phí tới 8 năm, ngược lại chết tổn thương không ít, tổn thất thảm trọng, còn có thương hội Phi Linh, tuy cũng không lên mặt bàn. Nhưng mà nghe nói thương hội Thải Vân buôn bán phi hổ chiến hạm, tọa giá khôi lỗi đều xuất phát từ thương hội Phi Linh kia,
giá trị của nó tuy không lớn, nhưng cũng không ít, trọng yếu nhất là trực tiếp ảnh hưởng tới địa vị và sinh ý của tất cả thế lực thương hội chúng ta ở thế giới bên ngoài. Hiện tại đã làm cho thương hội Thải Vân có dấu hiệu một nhà độc đại, cho nên lúc này phải tiêu diệt Thất Sát Môn cùng Tây Vương Phủ, thương hội Phi Linh cũng không thể lưu, không thể tiêu diệt hiển nhiên, vậy phải dùng cách khác. Âm Hỏa, cần gì phải tức giận, chúng ta đã tới đây, vậy phải thanh trừ tất cả, có người của Tụ Phẩm Lâu và Âm Hỏa ngươi, thương hội Phong Linh có Thôn Linh, thương hội Kỳ Phong có Liệt Địa, thương hội Linh Thiên có Dương Mộc ta, tăng thêm Nam Thiên Môn, Đông Tinh Xã, còn có Bác Đấu Môn nữa. Muốn tiêu diệt Thất Sát Môn cùng Tây Vương Phủ nho nhỏ này không phải dễ dàng như bóp chết con kiến hay sao? Một nam tử mặt đỏ nói ra. Âm Hỏa nghe vậy, ánh mắt hơi co rút, hàn quang trong mắt bắn ra ngoài, sát ý không thêm che giấu, nói. Sáng sớm ngày mai, huyết tẩy dư nghiệt Thất Sát Môn và Tây Vương Phủ, ta muốn cho kẻ khác biết, đợi upsilon.ng đến Tụ Phẩm Lâu ta, đợi upsilon.ng đến Vạn Thiên Liên Minh sẽ có hậu quả gì? Thành Đông Tinh, trong đình viện thương hội Thải Vân, An Thi Giao lẳng lặng đứng đó, ánh mắt của nàng vô cùng ngưng trọng, hoàng chủ sự từ bên ngoài đi vào trong, ánh mắt hơi chấn động, lập tức đứng trước mặt An Thi Giao, nói nhỏ. Nhị tiểu thư, vừa mới nhận được tin tức, có lẽ ngày mai bọn chúng sẽ ra tay với Thất Sát Môn, lúc này sợ rằng Thất Sát Môn trốn không thoát, Âm Hỏa, Liệt Thổ, Thôn Linh, Dương Mộc những người kia không phải kẻ yếu. Đám cường giả Tụ Phẩm Lâu các thế lực kia cũng muốn tiêu diệt Thất Sát Môn. Trước đó bọn họ đã giết Linh Đốn, Tụ Phẩm Lâu sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy, nếu Lâm Thiên còn ở đây thì tốt rồi, chỉ tiếc thời điểm này hắn lại không có mặt. An Thi Giao nhíu mày, khẽ cắn môi, nói. Tụ Phẩm Lâu đã sớm tính toán chúng ta sẽ nhúng tay vào, trước đó đã an bài tốt, nếu chúng ta trực tiếp ra tay, bọn chúng sẽ mượn cớ. Hoàng chủ sự nói. Cấp trên sẽ không cho chúng ta nhúng tay vào, ý của cấp trên là chúng ta bảo vệ thương hội Phi Linh là tốt rồi, bọn họ quan tâm chính là thương hội Phi Linh, cũng may tiểu thư có dự kiến trước, an bài thương hội Phi Linh trước gia nhập Vạn Thiên Liên Minh, thời điểm này Tụ Phẩm Lâu cũng không dám động tới thương hội Phi Linh, âm thầm còn có thể phụ trợ Thất Sát Môn, bằng không Thất Sát Môn và Tây Vương Phủ cũng khó có thể chèo chống tới thời điểm hiện tại. An Thi Giao cười khổ, nói với Hoàng chủ sự. Ngươi cho rằng Thất Sát Môn nếu thật bị diệt, bọn họ sẽ bỏ qua cho thương hội Phi Linh hay sao, ta đoán chừng bọn chúng cũng đối phó thương hội Phi Linh. Quả thật không thể địch lại, chúng ta đã tận nhân sự, hiện tại cũng chỉ có thể xem thiên mệnh, chẳng lẽ người Thất Sát Môn thật sự cho rằng lục trưởng môn còn không có vẫn lạc sao, nhiều năm như vậy, ta sợ rằng không xảy ra kỳ tích đâu, trong thị hoang thế giới này, đã có người sớm đào ba thước đất, cũng không có phát hiện cái gì. Hoàng chủ sự nói. Chuẩn bị thế giới trùng động, nếu Thất Sát Môn thực đến bước cuối cùng không chống đỡ nổi, phải an bài bọn họ đều rời khỏi thị hoang thế giới. An Thi Giao nói nhỏ. Nhị tiểu thư, chúng ta trả giá đã rất nhiều, nếu... Hoàng chủ sự gật gật đầu, sau đó ánh mắt khẽ chấn động một hồi, nói với An Thi Giao. Nếu lục trưởng môn thực ngoài ý muốn xảy ra, chúng ta có thể không làm. An Thi Giao nghe vậy, nhìn thẳng vào ánh mắt Hoàng chủ sự, hỏi. Hoàng chủ sự, dứt bỏ thương hội, người cảm thấy Lâm Thiên sẽ thế nào? Hoàng chủ sự suy tư một hồi, nói. Dứt bỏ thương hội, lục trưởng môn tuy còn trẻ tuổi, nhưng là người có thể kết giao, có thể làm cho thất kiếm, thất sát, âm quỷ trung tâm quy hàng, chỉ dựa vào thực lực là không được, còn cần nhân cách nghị lực, cho dù là lão hủ ta cũng không thể bắt bẻ. Dứt bỏ thương hội, Lâm Thiên là bằng hữu của ta, ta giúp đỡ thất sát môn là đương nhiên, vì thương hội. Ta giúp thất sát môn, là đầu tư, đến lúc đó thất sát môn vĩnh viễn sẽ nhớ rõ vào thời điểm khó khăn nhất là ai đứng sau lưng giúp bọn họ, vì gia tộc ta không thể mất minh hữu thương hội Phi Linh này. An Thi Giao nói. Hôm sau, lúc bình minh đã có từng đoàn người tới sơn mạch huyết đô, sương mù bao phủ các nơi, trong sơn mạch gió mát thổi qua bầu trời, mang theo cảm giác ẩm ướt mát lạnh, xuân ý giạt rào. Những năm gần đây, sơn mạch huyết đô hoang vu đã không còn nữa. Đổi lại là khu vực sinh cơ bừng bừng. Ầm ầm. Trong sơn mạch huyết đồ bao la, giữa sơn mạch có rất nhiều xương sớm bao phủ, đột nhiên có âm thanh run động mạnh truyền ra, từng đạo khí tức đánh thức cả sơn mạch thức dậy. Thất Sát Môn, Tây Vương Phủ, hôm nay nhận lấy cái chết. Trong sơn mạch, hôm nay âm thanh kinh thiên động địa nương theo sát khí vang vọng trời cao, lập tức vô số người tụ tập trong sơn mạch huyết đô, dừng lại trước cứ điểm cuối cùng của Thất Sát Môn.
Hạp gốc, đây vốn không phải cứ điểm, nhưng sau khi bố trí trận pháp lợi hại, cho dù là chim cũng không thể bay qua, đây cũng là cánh cửa cuối cùng giữ gìn Thất Sát Môn và Tây Vương Phủ hiện tại, nếu như bị xé rách, khi đại quân tiếp cận, Huyết Sát Thâm Uyên sẽ khó giữ. Bên ngoài hạp gốc có Mạc Kình Thiên bố trí đại trận, cho dù là cường giả thông thiên cảnh đỉnh phong cũng có thể chống lại, khó có thể công phá đại trận, cố sức phá trận sẽ trả cái giá bằng máu quá lớn. Phía sau đại trận có thể nhìn thấy mấy trăm chiến hạm lơ lửng trước hạp gốc, chiến hạm Thất Sát Môn đã sớm biến thành ác mộng của đối thủ. Đặc biệt là 20 chiếc chiến hạm cấp 3, uy lực của nó còn mạnh hơn cả trăm cường giả thông thiên cảnh cao giai đỉnh phong, liên hoàn oanh tạc, ngay cả cường giả thông thiên cảnh cao giai đỉnh phong cũng không thể chống lại. Cho dù là nửa hỗn độn, ngụy hỗn độn đại đạo cảnh sơ giai nghe hơi là phải chạy, loại tình huống này, cố sức phá trận, muốn phá hủy Thất Sát Môn sẽ trả cái giá quá lớn. Loại trả giá này làm nhiều người phải đau lòng nhỏ máu. Ầm ầm. Khi tiếng hét vang lên, bên ngoài cứ điểm có mấy trăm vạn người lao tới, trên trăm chiến hạm bày trận đối địch, giữa không trung, mây đen áp đỉnh, che khuất bầu trời. Trên cứ điểm có hơn 10 đạo thân ảnh nhìn chằm chằm vào, Mạc Kình Thiên áo dài xám run lên, sắc mặt âm trầm, nói. Quả nhiên có ý định ra tay vào hôm nay, nửa hỗn độn và ngụy hỗn độn không ít, xem ra vì tiêu diệt Thất Sát Môn. Những thương hội và thế lực này cam lòng hạ vốn gốc. Khí tức âm minh dạ xoa âm hàn, ánh mắt như máu lưu động, giọng nói như đến từ cửu u địa ngục, nói. Từ tin tức của thương hội Thải Vân truyền tới, lúc này thương hội Kỳ Phong, tụ phẩm lâu dùng âm hỏa, thôn linh, dương mộc bốn người cầm đầu, đều là đại đạo cảnh cao giai hậu kỳ đỉnh phong nửa hỗn độn và ngụy hỗn độn, mà Đông Tinh xã, Bắc Đấu Môn, Nam Thiên Môn triệu tập các đệ tử không dưới 200 vạn người. Mà Thất Sát Môn và Tây Vương Phủ cộng lại không tới 30 vạn. Ánh mắt Mạc Kình Thiên nhìn qua phương xa, sau khi nhìn ra xa, thu hồi ánh mắt nói. Bốn đại đạo cảnh đỉnh phong nửa hỗn độn cùng ngụy hỗn độn, trong thị hoang thế giới này không ai có thể ngăn cản nổi, còn có Tham Lang, Trúc Hỏa và Chu Thiệu Khôn, chúng ta chỉ có Mộc Vương có thể đối phó một người, toàn lực đối phó. Ai? Mọi người nghe vậy, thần sắc vô cùng ngưng trọng, thực lực cách xa quá lớn. Lúc này đối thủ đã dùng toàn lực, dùng thực lực còn sót lại của Tây Vương Phủ và Thất Sát Môn khó mà trèo chống nổi. Thật sự không được, chúng ta lui về Phong Vân Sơn, sau đó lại báo thù. Hổ Sơn nói, cho dù muốn lui cũng phải giết nhiều một chút mới được. Thiên Xu nghiến răng nghiến lợi, sau đó nói với Vấn Thân Mạc và Bạch Kinh Đường bên cạnh. Cho bọn chúng nếm thử lợi hại của phi hổ chiến hạm đi. Không có vấn đề. Nhất định sẽ làm cho chúng trả cái giá bằng máu. Vấn Thân Mạc Bạch Kinh Đường trầm giọng nói. Sợ rằng phi hổ chiến hạm cũng không thể vận dụng thời gian quá dài, trong tay chúng ta không còn bao nhiêu tinh thạch thế giới. Phạm Thống nói với mọi người. Mọi người nghe vậy, lập tức chịu không ít đả kích, không thể vận dụng phi hổ chiến hạm đại biểu cho cái gì thì bọn họ hiểu rõ, không có phi hổ chiến hạm, Thất Sát Môn và Tây Vương Phủ không thể chống lại đối thủ. Trưởng môn sẽ trở về sao? Nếu trưởng môn có thể trở về, dùng thực lực của trưởng môn đối kháng Huyết Phách lúc trước, muốn đối phó những người này chẳng khác gì giết con sâu cái kiến. Thất Thải Yêu Ưng ngẩng đầu, nói với mọi người. Trưởng môn sẽ trở về sao? Nếu trưởng môn có thể trở về, dùng thực lực của trưởng môn đối kháng Huyết Phách lúc trước, muốn đối phó những người này chẳng khác gì giết con sâu cái kiến. Thất Thải Yêu Ưng ngẩng đầu, nói với mọi người. Trưởng môn. Trong mắt mọi người đều mang theo vẻ chờ mong, nếu trưởng môn có thể trở về, nguy cơ tự giải. Hắn trở về, 8 năm, cho dù không có chuyện gì, hôm nay sẽ vặp vặn trở về. Mạc Kình Thiên đứng chắp tay, khẽ thở dài, bỗng nhiên sắc mặt biến hóa, nói. Bọn chúng bắt đầu động thủ, muốn cường công phá trận. Đến đây đi, đến một giết một, dù chết cũng phải làm cho chúng trả cái giá bằng máu. Sắc mặt Đường Ngũ rét lạnh. Sát ý trong mắt bắn ra ngoài. Ầm ầm. Bên ngoài cứ điểm, Bắc Đấu Môn, Đông Tinh xã, Nam Thiên Môn các thế lực nhỏ liên minh, lúc này sát khí bốc lên cuồn cuộn, bóng người che khuất bầu trời, sát khí trùng thiên bao phủ tất cả. Siêu siêu. Giữa không trung, hơn 10 đạo thân ảnh nhảy ra, sắc mặt âm trầm, ánh mắt đầy sát ý, gương mặt cười lạnh, sát khí cuồn cuộn che khuất không gian, cho cả sơn mạch Huyết Đô cũng sinh ra gió nổi mây phun. Trong đó có không ít người quen, Tham Lang, Chu Thiệu Khôn, Trúc Hỏa. Đều ở trong đó. Bày trận. Mạc Kình Thiên phất ống tay áo lên, cả hạp gốc lập tức run lên,
màn sáng cực lớn bao phủ không gian, che khuất bầu trời, bao quanh hạp cốc vào trong đó, cẩn thận che đậy đại trận phái dưới. Chu Thiên hộ tinh trận, không nghĩ tới Thất Sát Môn nho nhỏ còn có nhân tài như thế, chỉ tiếc có người đã nói cho chúng ta biết cách phá trận rồi. Bên ngoài màn sáng có mười mấy đạo thân ảnh bộc phát khí tức kinh người, sát ý bộc phát theo tiếng quát thật to, từng cột sang chói mắt bộc phát hàn quang ngập trời. Giữa không trung khí ngút trời tỏa ra, hơn 10 người đã sớm ăn ý, bọn họ đứng ở các phương vị, từng cột sáng phóng lên trời, hơn trăm vạn người hoan hô, tiếng giống đinh tai nhức óc vang lên, mười mấy đạo thân ảnh đều bắt đầu phá trận. Ầm ầm, cột sáng đáp xuống, mỗi một cột sáng đều có thể phá vỡ không gian, phá hủy tất cả thành cho tàn, màn sáng rơi xuống đã làm đại trận rạn nứt. Hơn 10 đại đạo cảnh nửa hỗn độn và ngụy hỗn độn công kích. Bốn đại đạo cảnh cao giai đỉnh phong nửa hỗn độn ngụy hỗn độn, đại trận ta bố trí cũng sẽ bị thiên địa uy áp chân áp, không cách nào chống lại. Sắc mặt Mạc Kình Thiên tái nhợt, hắn lảo đảo lui ra phía sau. Lúc này hào quang giữa không trung rạn nứt, một tiếng nổ mạnh kinh thiên vang vọng trong không gian, hào quang từ các cột sáng này bắn ra chung quanh. Khí kình khủng bố quét ngang qua hạp gốc, không gian đã bị nghiền nát, lập tức vỡ ra các hướng, màn sáng tan vỡ lộ ra hư không đen kịt. Khí tức ngập trời bộc phát ra các hướng, ngay sau đó ánh mắt mọi người nhìn thẳng vào hạp gốc. Trên hạp gốc, chiến hạm Thất Sát Môn và 30 vạn người đối mặt 200 vạn kẻ địch, chênh lệch quá to lớn, trên hạp gốc có mấy chục vạn đệ tử Thất Sát Môn và Tây Vương phủ cầm linh khí, khí tức hội tụ lại sinh ra khí thế kinh người, đều là những người dũng cảm, đến thời điểm này, tất cả mọi người chỉ có liều chết chiến một trận, đã không còn đường lui nữa. Phụ thân, chúng ta thật không giúp đỡ sao? Nhìn Thất Sát Môn bị vây công thật sao? Trên không trung, Ôn Tuấn Hùng hỏi Ôn Thiên Cương. Tuấn Hùng, chúng ta bây giờ hỗ trợ có làm được cái gì, Thất Sát Môn cũng chết, chúng ta không tham dự đã là bo bo giữ mình, trước kia có Tây Phương Cầu Bại là nhân tài, ngươi kết giao với hắn, ta cũng âm thầm hỗ trợ Thất Sát Môn một chút, nhưng bây giờ Tây Phương Cầu Bại chết chắc, không có khả năng còn sống, Huyết Phách và Huyết Thiên Đế lúc đó thật sự đồng quy vu tận với nhau, Thất Sát Môn đã đến cuối cùng. Ôn Thiên Cương nói với Ôn Tuấn Hùng. Phụ thân, thế nhưng mà... Ôn Tuấn Hùng còn muốn nói điều gì, cũng là bị Ôn Thiên Cương đánh gãy lời nói. Tuấn Hùng, người làm đại sự không nên cứng nhắc, không phóng khoáng vừa vặn rất tốt, ta nhận được tin tức, ta cũng có thể trở về trong tộc, đến lúc đó ngươi sẽ theo ta trở về, ở trong tộc có tài nguyên và điều kiện cho ngươi, với thiên phú của ngươi, ở trong thị hoang thế giới đều có thể liên tiếp đột phá, trở về trong tộc. So với những thanh niên tuấn tài khác cũng không chênh lệch quá nhiều. Giữa không trung, Thất Sát Môn và Tây Vương Phủ đứng trên không trung, đám người ma linh yêu nữ, âm minh giả xoa đứng trước nhất, hai mắt đầy hận ý ngút trời, cũng không thấy âm quỷ và phong đô tam hồn, bọn họ thực lực không kém, nhưng mà những năm này vẫn âm thầm thủ hộ, tác dụng thậm chí còn trên đám người địa long trên chiến trường rất nhiều. Mộc Phương, đầu hàng đi, hôm nay chúng ta chỉ tiêu diệt Thất Sát Môn, nếu ngươi đầu hàng. Còn có cơ hội. Trước hạp gốc, ánh mắt Tham Lang nhìn chằm chằm vào Mộc Vương, khóe miệng cười trào phúng. Tham Lang, Mộc Vương ta là loại người nào, nếu hôm nay không đuổi tận giết tuyệt các ngươi, ta cam đoan cũng phải lột ra các ngươi ra, hừ. Mộc Vương hừ lạnh một tiếng, Mộc thuộc tính áo nghĩa khí lập tức khởi động, thân là hậu nhân của Huyết Thiên Đế, huyết mạch trong thị hoang thế giới, ở trong thị hoang thế giới hắn không phải thừa nhận uy áp gì. Mộc Vương, gian ngoan mất linh không phải chuyện tốt, người căn bản không phải đối thủ. Trúc Hỏa lạnh nhạt nói. Dư nghiệt thị hoang thế giới mà thôi, hậu nhân Huyết Thiên Đế nên chết từ sớm. Ánh mắt âm hỏa nhìn thẳng vào Mộc Vương, sát ý không chút che giấu. Hừ, ít nhất bằng ngươi còn không thể giết ta, ngươi còn chưa đủ tư cách, muốn giết bổn vương, có bản lĩnh các ngươi phái cường giả tuyên cổ cảnh đến thị hoang thế giới này đi, dựa vào thế lực sau lưng của các ngươi. Còn không có cường giả tuyên cổ cảnh đâu, niết bàn cảnh ở trong thị hoang thế giới cũng bị áp chế xuống đại đạo cảnh, các ngươi có tư cách gì giết ta, buồn cười. Mộc Phương trào phúng. Hừ, lúc này ngươi chắp cánh cũng khó thoát, chết chắc. Âm hỏa âm trầm, sát ý lộ ra, hắn nhìn người bên cạnh. Dương Mộc, ngươi và ta cùng đối phó Mộc Phương, Thôn Linh, ngươi đối phó nữ độc công kia, còn lại giao cho liệt thổ cùng Tham Lang, giết không tha. Sát. Một đám cường giả quát lên, khí thế mênh mông bắn ra ngoài, sát ý quét qua tất cả, sát khí của cường giả cấp bậc này, người thực lực thấp đứng không vững. Đều cẩn thận một ít,
thật sự không ngăn cản nổi, dựa theo kế hoạch. Mạc Kình Thiên nhìn lên không trung, thần sắc ngưng trọng khó che giấu, đối phương có quá nhiều cường giả, Thất Sát Môn và Tây Vương Phủ có cường giả nhưng đều bị áp chế. Nếu trong trung thiên thế giới, hắn cũng không thúc thủ vô sách như vậy. Đáng tiếc thì hoang thế giới mấy năm gần đây cải biến cực lớn, tuy nhiên vẫn chỉ là tiểu thế giới mà thôi. Sau lưng đám vương bát đản này là những thế lực có đa khí không nhỏ, vậy mà lấy nhiều khi ít. Phạm Thông oán hận không thôi, nhưng cũng không có cách nào. Nhớ kỹ, bất kỳ địa phương nào cũng so nắm tay ai lớn hơn. Đường Ngũ vỗ vai Phạm Thông nói. Chỉ khi bọn chúng sợ mới có thể giảng đạo lý với ngươi, giảng công bằng với ngươi, chỉ có kẻ yếu mới yêu cầu công bằng, nhưng bọn chúng không biết, công bằng chân chính không nằm trên người kẻ yếu. Sát! Bên ngoài hạp gốc, trên 200 vạn người hét lớn, đại quân tiếp cận, trước hạp gốc bóng người nhiều như châu chấu, rậm rạp chằng chịt che khuất bầu trời, trong đó có tiếng yêu thú giống to, hiển nhiên có người thú tộc. Phi hổ chiến hạm. Trong Thất Sát Môn, phi hổ chiến hạm lập tức hoạt độn, quang cầu khủng bố bao phủ thiên địa. Chiến hạm công kích. Bên ngoài hạp gốc, tất cả chiến hạm của thương hội hoạt động. Trước phá những chiến hạm này. Đám người Trúc Hỏa, Tham Lang, Chu Thiệu Khôn hét lớn, từng cột nguyên lực bạo phát ra, hơn 10 cường giả lao tới hạp gốc, đầu tiên muốn phá hủy chiến hạm của Thất Sát Môn. Động thủ. Không cần Mạc Kình Thiên phân phó, Thất Kiếm, Thất Sát, Viêm Hỏa, Mộc Vương, Tam Thú lướt đi. Thất Tinh Diệt Không Kiếm Trận. Thất Tinh Thiên Sát Trận. Cay, ta ưa thích loại này. Thôn Linh cười to, hắn đánh ra một quyền cách không vào Ma Linh yêu nữ, lời nói rất lỗ mảng. Ánh mắt dâm bản quyền nhưng động thủ không chút nương tay. Ta không phải ngươi có thể đỡ upsilon.ng vào, ngươi tính toán là thứ gì? Ma Linh yêu nữ khinh thường nói ra một câu, thủ ấn biến hóa, một trường ấn kịch độc xuất hiện, nhanh như tia chớp lao thẳng tới phía trước. Hừ, chờ ta bắt ngươi, ngươi sẽ biết rõ ta đỡ upsilon.ng vào ngươi thế nào, ngươi cũng sẽ biết đồ vật của ta ra sao. Vẻ mặt Thôn Linh vô cùng dâm bản quyền. Nhưng hắn cũng không dám chạm vào kịch độc của Ma Linh yêu nữ, nhanh chóng lui ra phía sau. Ầm ầm. Cùng lúc đó, phi hổ chiến hạm cùng oanh tạc với chiến hạm của đối phương, không gian không ngừng chấn động. A hát. Không ít người vì thế bị liên lụy, hạm đội của đối phương bị phi hổ chiến hạm công kích phá hủy không ít, uy năng của phi hổ chiến hạm chính là ác mộng của đối thủ. Ầm ầm. Phi hổ chiến hạm liên tục oanh kích, không ngừng phá hủy không gian. Đánh đầu thắng đó không gì cản nổi, dùng năng lực khống chế của Bạch Kinh Đường, vấn thân mạc, 8 năm qua có không biết bao nhiêu kinh nghiệm chém giết, bởi vậy cũng có kinh nghiệm thuần thục, biết rõ sơ hở và điểm chưa đủ của đối thủ. Bành bành! Phi hổ chiến hạm có thể dễ dàng đánh nát và đánh chìm chiến hạm của đối thủ, hoàn toàn không thể ngăn cản. Sát! Trên không trung, cao thủ Thất Sát Môn, Tây Vương Phủ cùng Bắc Đấu Môn, Nam Thiên Môn, Đông Tinh Xã va chạm với nhau. Không gian lắc lư không ngớt, khí thế đập vụn hư không, giống như muốn xé nát thiên địa thành mảnh nhỏ. Thúc giục các loại áo nghĩa, các loại thuộc tính nguyên lực bắn ra chung quanh, công kích vô cùng khủng bố, năng lượng khủng bố quét qua các nơi, bao phủ toàn bộ hạp gốc vào bên trong, vô số vách núi vách đá và ngọn núi bị hủy thành các mảnh nhỏ, sơn băng địa liệt, thiên địa biến sắc. Sát, một cũng không lưu. Tham Lang hét lớn, linh hồn áo nghĩa mênh mông quét qua các nơi. Không ít đệ tử Thất Sát Môn bị hắn đánh chết, thân ảnh của hắn lao thẳng về phía vấn thân mạc, muốn phá hủy phi hổ chiến hạm của hắn. Hừ! Một bóng đen gầy gò như u hồn xuất hiện rất quỷ dị, lập tức âm khí mênh mông bao phủ các nơi. Âm minh dạ xoa, đây là tiểu thế giới, ngươi không thể chống lại ngụy hỗn độn như ta đâu. Tham Lang hét lớn một tiếng, hắn giao thủ với âm minh dạ xoa. Ầm ầm! Trong va chạm khủng bố. Địa Long hóa thành bản thể khổng lồ va chạm với Trúc Hỏa, va chạm khủng bố làm thiên địa run rẩy, không gian hỗn loạn và hạp gốc rạn nứt, phá vỡ ra một cái khe trong thâm uyên. Chỉ trong chốc lát, sơn mạch huyết đồ đã máu chảy thành sông, thây phơi khắp trốn. Lần trước ngươi có không gian áo nghĩa trốn đi, lúc này xem ngươi trốn thế nào. Thân ảnh Chu Thiệu Khôn và Điêu Thiện Hàn xuất hiện trước mặt Mạc Kình Thiên. Lần trước Chu Thiệu Khôn đã giao thủ với Mạc Kình Thiên. Chỉ nhưng mà Mạc Kình Thiên phải đi, hắn căn bản ngăn không được. Hai người sao? Áo xám của Mạc Kình Thiên run lên, hào quang màu đen tỏa ra các nơi. Tới đây đi, nhưng ta phải nói cho ngươi biết, cho dù là hai người các ngươi, hôm nay cũng không thể làm gì được ta.
Dõng dạc, không phải ỷ vào không gian áo nghĩa sao, muốn chết. Niêu Thiện Hàn quát một tiếng, khí thức băng hàn quét qua các nơi, lập tức bàn chân đạp vào hư không, khí thức hàn băng khủng bố quét ngang qua Mạc Kình Thiên, thân ảnh như điện, nương theo đó là một chưởng đóng băng không gian, lập tức xuất hiện trước mặt Mạc Kình Thiên. So hàn băng chi lực sao, vậy cứ thử xem. Ánh mắt Mạc Kình Thiên nhảy lên, trong mi tâm có hào quang màu xám bắn ra các nơi, linh hồn phân thân của hắn xuất hiện, giống như đúc bản thể của hắn, nhưng mà khí thức lại cách biệt một trời một vực. Phần phật, từ khi linh hồn phân thân xuất hiện, hàn ý lạnh giá tới cực điểm bạo phát ra, cả không gian xuất hiện khí tức băng xương rét lạnh. So hàn băng chi lực với ta, người muốn chết. Linh hồn phân thân của Mạc Kình Thiên lúc này không thèm nhìn một chưởng hàn băng của Điêu Thiện Hàn, đánh ra một chưởng nghênh tiếp đối thủ. Bành! Hai chưởng ấn va chạm vào nhau, thiên địa run lên, khí tức hàn băng mạnh hơn cả Điêu Thiện Hàn đánh thẳng tới phía trước, khí tức hàn băng của Điêu Thiện Hàn nứt vỡ từng khúc, thân thể lui ra phía sau. Phụt! Khóe miệng Điêu Thiện Hàn phun máu tươi, ánh mắt kinh hãi không nhẹ. Xùy! Thân ảnh Chu Thiệu Khôn lao về phía Mạc Kình Thiên. Phong thuộc tính nguyên lực rót vào trong cơ thể, không gian gào thét khắp nơi, chỉ trong nháy mắt tất cả trở nên ảm đạm, vòng xoáy âm phong quét qua thân thể Mạc Kình Thiên. Mạc Kình Thiên cười nhạt, thân ảnh của hắn biến mất tại chỗ không thấy gì nữa, hắn có thời gian cùng không gian áo nghĩa, từ tốc độ Mạc Kình Thiên như cá gặp nước. Ta nói rồi, hôm nay các ngươi không cách nào làm gì được ta đâu. Cùng một thời gian, linh hồn phân thân của Mạc Kình Thiên đã xuất hiện bên cạnh Chu Thiệu Khôn. Không có chỉ hoãn bất cứ lúc nào, bàn tay đánh ra, khí tức hàn băng bạo phát ra các hướng, băng xương đầy trời, một quyền ngưng tụ băng xương đầy trời như thái sơn áp đỉnh, từ trên cao giáng xuống. Tại sao lại mạnh như vậy? Chu Thiệu Khôn cảm giác khí tức hàn băng khủng bố thì biến sắc, không có thời gian do dự, trước mặt Mạc Kình Thiên, cho dù là linh hồn phân thân, đối mặt với tốc độ này, hắn không có chút ưu thế nào cả, ánh mắt trầm xuống, trong tay đánh ra một đạo cuồng phong. Một quyền đánh thẳng vào người đối thủ. Bành! Hai quyền đỡ upsilon.ng nhau, kình phong khủng bố phá hủy hư không, hàn băng chi khí cuồn cuộn phá hủy không gian. Không ổn! Sắc mặt Chu Thiệu Khôn đại biến, cánh tay của hắn run rẩy liên tục, bắt đầu từ nắm đấm hàn băng lan từ từ đến khuỷu tay, nguyên lực của hắn nhanh chóng khởi động đánh nát hàn băng đang bao phủ bản thân. Đạp đạp! Quá trình này vô cùng nhanh chóng. Thân ảnh Chu Thiệu Khôn không ngừng lui ra phía sau, ánh mắt kinh hãi, hắn phát hiện linh hồn phân thân của Mạc Kình Thiên từ thực lực đã mạnh hơn thị hoang thế giới áp chế rất nhiều. Không phải chỉ có nửa hỗn độn và ngụy hỗn độn có thể không bị tiểu thế giới chèn ép sao? Linh hồn phân thân của Mạc Kình Thiên lao tới lần nữa, lúc Chu Thiệu Khôn ổn định thân thể, phất tay biến hóa thủ ấn, năng lượng hàn băng minh mông biến thành đại điêu. Cô! Hàn băng đại điêu tuyết trắng, nó giống như vật sống. Móng vuốt sắc bén bóp nát hư không, năm đạo hàn băng lan tràn ra các hướng, lập tức tới trước mặt Chu Thiện Khôn. Thiệu Hàn lão đệ, người giúp vi huynh ngăn cản tên này một ít thời gian. Chu Thiệu Khôn lập tức ổn định thân thể, hắn nhìn đại điêu băng tuyết kia, bỗng nhiên nhìn qua Điêu Thiện Hàn bị đánh bay không xa, một tay bắt lấy đầu vai Điêu Thiện Hàn, dùng xu thế như bôn lôi ném hắn về phía đại điêu. Bành! Điêu Thiện Hàn thậm chí chưa phục hồi tinh thần lại. Thân thể va chạm với đại điêu hàn băng, móng vuốt xé rách thân thể của hắn, thân thể nát vụn thành từng khúc. Chu Thiệu Khôn, ngươi lại để ta đi chịu chết. Một đạo linh hồn lưu quang chật vật chạy ra ngoài, thân ảnh hư ảo của Điêu Thiện Hàn lao tới, ánh mắt như phun lửa nhìn thẳng vào Chu Thiệu Khôn. Sắc mặt Chu Thiệu Khôn trầm xuống, nói. Thiện Hàn lão đệ, ngươi làm chuyện gì ta không biết sao, ngươi lúc trước để muội muội của ngươi ở cạnh hỏa hổ, chính là muốn tạo dựng thế lực cho mình. Ở trong Đông Tinh xã cũng kéo bè kết phái, đơn giản là muốn vị trí xã trưởng của ta, thậm chí còn âm thầm liên thủ với Bắc Đấu Môn, Nam Thiên Môn, muốn chiếm đoạt Đông Tinh xã, ngăn cản Đông Tinh xã và Linh Thứ Tháp kết minh, ta không nói, không có nghĩa là ta không biết, ta hiện tại không tự tay giết người đó là xem tình cảm trước kia rồi. Sinh hồn phân thân, cũng đi chết đi. Khi Chu Thiệu Khôn nói xong, bản thể Mạc Kình Thiên xuất hiện quỷ mị sau lưng linh hồn phân thân của Điêu Thiện Hàn. Nguyên lực trong lòng bàn tay tuôn ra, vết nứt không gian lan ra các hướng, trực tiếp cắt linh hồn phân thân của hắn thành mảnh vỡ. Phần phật. Cùng lúc đó, Chu Thiệu Khôn nhanh chóng ngưng tụ thủ ấn, không gian phong bạo đầy trời, mây đen áp đỉnh, giữa không trung lăng không gió nổi mây phun,
vô số đạo trưởng ấn xuất hiện mang theo khí thế hủy diệt. Nếm thử thiên cuồng liệt phong ấn của ta. Chu Thiệu Khôn hét lớn một tiếng, vô số trưởng ấn đánh vào bản thể và linh hồn phân thân của Mạc Kình Thiên. Ken két. Khi Chu Thiệu Khôn quát to, vô số trưởng ảnh đánh xuống như mưa, rậm rạp chằng chịt, tầng tầng lớp lớp bao phủ linh hồn phân thân và bản thể Mạc Kình Thiên. Ngươi là người đầu tiên nhìn thấy ta dung hợp hồn thiên hàn băng bích long liên, xem như đây là vận khí của ngươi. Linh hồn phân thân của Mạc Kình Thiên nói chuyện, đột nhiên linh hồn phân thân run lên, khí tức hàn băng khủng khiếp bạo phát ra ngoài, năng lượng thiên địa biến hóa vô cùng nhanh chóng, trong chốc lát ngắn ngủn, linh hồn phân thân của Mạc Kình Thiên đã hóa thành đóa thanh liên khổng lồ rộng 100 mét. Thanh liên nở rộ, toàn thân xanh biếc, vô cùng động lòng người, giống như Mỹ Ngọc hoàn mỹ nhất thiên địa. Khí tức hàn băng ngập trời bạo phát ra ngoài, băng xương tán loạn các nơi, biên giới thanh liên 100 mét xuất hiện vết nứt không gian. Thanh liên tỏa ra khí tức băng hàn làm cho người ta nhìn thấy cũng sinh ra cảm giác hãi hùng khiếp vía, bất chi bất giác linh hồn cũng bị đóng băng, nhưng mà nó có hình dáng và màu sắc hấp dẫn ánh nhìn, ánh mắt người nhìn không nở rời đi. Niết bàn cảnh sơ giai, linh vật trời sinh niết bàn cảnh, linh hồn phân thân của ngươi dung hợp linh vật trời sinh niết bàn cảnh. Chỉ trong chốc lát, sắc mặt Chu Thiệu Khôn biến hóa như nhìn thấy quỷ, cảm giác mát lạnh lan tỏa khắp toàn thân. Oanh! Thanh liên không ngừng xoay tròn, khí tức hàn băng nhanh chóng quét qua các nơi, trường ấn va chạm dữ dội, vô số trường ấn mang theo khí tức hủy diệt đều đóng băng trong không gian hàn băng, lập tức đóng băng tầng tầng lớp lớp, trường ấn bị băng xương bao phủ, sau đó cứng lại, cả không gian cũng đông cứng nhanh chóng. Chu Thiệu Khôn! Thực lực ngươi chỉ là ngụy hỗn độn đại đạo cảnh cao giai sơ kỳ mà thôi, linh hồn phân thân của ta là niết bàn cảnh, cho dù trong tiểu thế giới và thế giới hỗn độn đều có áp chế, chỉ có thể áp chế xuống còn đại đạo cảnh đỉnh phong, nhưng tăng thêm giai vị niết bàn lại không phải là thứ ngươi có thể chống lại. Giữa không trung, Mạc Kình Thiên nói rất lạnh nhạt, linh hồn phân thân của hắn dung hợp hồn thiên hàn băng bích long liên, gần đây mới vừa vặn dung hợp thành công, thân là linh vật trời sinh. Nhưng nó còn mạnh hơn nửa hỗn độn cùng ngụy hỗn độn rất nhiều. Rầm rầm rầm. Mạc Kình Thiên vừa dứt lời, sau đó vô số tiếng nổ trầm đỡ upsilon C vang lên, không gian hàn băng trước mặt đông cứng lại, bị nổ tung, khí tứ hàn băng quét qua các hướng, hàn băng nghiền nát, cũng có thể nhìn thấy không gian sinh ra âm thanh răng rác vì không chịu nổi công kích, từng he hở như mạng nhện lan tràn ra vô cùng nhanh chóng, không gian hàn băng to như thế trực tiếp bị phá hủy thành hư không đen kịt. Phụt, Chu Thiệu Khôn phun máu tươi. Ngao. Lúc này trong thanh liên có tiếng long ngâm vang lên, lúc này long ảnh không ngừng gào thét, nó bành trướng lớn tới 1000 mét, nương theo khí thức hàn băng vô hình, đột nhiên xuất hiện bao phủ trước mặt Chu Thiệu Khôn. Long ảnh há mồm ra, miệng phun hàn băng chi khí, miệng lại thôn vệ Chu Thiệu Khôn. Sắc mặt Chu Thiệu Khôn hoảng hốt, cấp tốc lui ra phía sau, rồi đột nhiên hàn băng bạo phát, năng lượng trong thiên địa báo động. Trong lúc vô hình đã hình thành uy áp hàn băng làm người ta cảm thấy áp lực, linh hồn cũng bị đóng băng, căn bản khó có thể thoát thân. Ken két. Hư ảnh xích long há mồm, hắn nhanh chóng thôn phệ tất cả, thân thể Chu Thiệu Khôn bị hàn băng đóng băng, thân hình bắt đầu rạn nứt, trong miệng hư ảnh bích long, lúc này sắp hoàn toàn bị đánh chết, ánh mắt lộ ra kinh hãi vẻ sợ hãi, quát to. Thái thượng trưởng lão cứu ta. Thái thượng trưởng lão. Bản thể Mạc Kình Thiên nghe thế lập tức biến hóa, ánh mắt đánh giá chung quanh, ở đây cũng không có che giấu cái gì, tuy thực lực bản thể của hắn bị thiên địa áp chế, nhưng muốn tránh bản thể hắn quan sát rất khó, trừ phi thực lực của đối phương đạt tới mức khủng bố. Người bên ngoài cũng không phải đứa ngốc, biết rõ phái người tu vị niết bàn cảnh ra đấu với đại đạo cảnh cao giai nửa hỗn độn cùng ngụy hỗn độn chỉ như nhau, nếu là người bên ngoài, vậy. Nghĩ vậy, sắc mặt Mạc Kình Thiên biến sắc. Vậy mà dung hợp như thế linh vật trời sinh, vận khí tiểu tử ngươi rất tốt, không ngờ chuyến đi thị hoang thế giới lại có thu hoạch như vậy. Nhưng vào lúc này, giữa không trung đột nhiên có vết rách xuất hiện, một thân ảnh hư ảo xuất hiện trước mặt Chu Thiệu Khôn, hư ảnh này sắp bị cự long thôn vệ hoàn toàn, hắn lập tức thu Chu Thiệu Khôn vào trong tay. Đẩy đi! Cùng lúc đó thân ảnh hư ảo hời hợt đây cự long. Bành! Trường ấn đánh xuống, hư ảnh cự long bị đẩy lùi. Căn bản khó có thể chống lại thân ảnh vừa xuất hiện. Cự long bị đẩy lùi, hóa thành thanh liên như cũ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cùng lúc đó thân ảnh hư ảo lại xuất hiện chỗ khác, dẫn theo Chu Thiệu Khôn lui ra phía sau một ít,
một người sắc mặt già nua mặc trường bào, linh hồn lực minh mông tỏa ra ngoài, đây là linh hồn phân thân. Mỹ nhân nóng bỏng, ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta đâu. Cách đó không xa, thôn linh công kích đến, ma linh yêu nữ mang độc công, dựa vào các loại thủ đoạn rất khó chống lại nàng, nhưng trong thị hoang thế giới lại bị áp chế còn thông thiên cảnh cao giai đỉnh phong, đối mặt với đại đạo cảnh cao giai, không thể không bị uy áp thiên địa thị hoang thế giới áp chế, bởi vì chênh lệch quá lớn nên độc công không hiệu quả. Nhưng mà không biết tại sao ma linh yêu nữ, khí thế của nàng càng ngày càng mạnh, khí tức quỷ dị mang theo vẻ thánh khiết, thực lực của nàng trong lúc mơ hồ tăng lên thông thiên cảnh đỉnh phong. Bành! Nhưng cuối cùng sau khi kịch chiến trăm chiêu, thân ảnh thôn linh kéo ra vô số tàn ảnh, lập tức bao phủ ma linh yêu nữ, thừa cơ đánh một chưởng vào lưng ma linh yêu nữ. Phụt! Ma linh yêu nữ phun máu tươi, thân thể lảo đảo lui ra phía sau vài bước. Nói ngươi trốn không thoát, chính là trốn không thoát. Tàn ảnh ngưng tụ, tàn ảnh lại xuất hiện trước mặt ma linh yêu nữ, thôn linh cười dâm bản quyền, ánh mắt đỏ rực nhìn qua thân thể ma linh yêu nữ, nguyên lực minh mông chấn động, nương theo linh hồn công kích làm thiên địa chấn động dữ dội. Đối mặt thế công của thôn linh, sắc mặt ma linh yêu nữ biến sắc, uyển đột nhiên bàn tay của nàng run lên, khói độc bao phủ một hư ảnh dị thú xuất hiện, công kích thẳng vào thôn linh. Bành! Thôn linh cười lạnh, phất tay đánh ra một đạo hào quang, nó như đao quang đáng sợ, năng lượng khuếch tán ra ngoài, hư ảnh vạn thú đánh dị thú thành hư vô. Mỹ nhân nóng bỏng, ngoan ngoãn tới đây cho ta, nữ nhân gì ta cũng chạm qua rồi, nhưng chưa chạm qua ai toàn thân là độc, nhưng nếu là nữ tử hấp dẫn, ta không ngại đâu. Trong nháy mắt tiếp theo, thân ảnh thôn linh xuất hiện trước mặt ma linh yêu nữ, hắn cười dâm bản quyền, trong thời gian ngắn thế công không giảm, trưởng ấn vạn vẹo không gian, mang theo linh hồn lực minh mông đánh thẳng vào ma linh yêu nữ. Ma linh yêu nữ biến sắc, nàng lập tức lui ra phía sau nhưng lại chậm một chút, một chảo cua thôn linh đánh vào vai của nàng, tuy nàng cấp tốc lui ra phía sau, nhưng mà thôn linh đã có chuẩn bị, đánh ra vài đạo cấm chế rơi vào người ma linh yêu nữ. Xuy! Thân thể bị cấm chế, thân ảnh ma linh yêu nữ rơi xuống. Khặc khặc, trốn không thoát đâu. Sắc mặt thôn linh vui mừng, hắn cười to như điên đại, lập tức lao tới một chảo muốn bắt lấy ma linh yêu nữ. Xảy ra chuyện gì? Nhưng trong nháy mắt này sắc mặt thôn linh đại biến, thân ảnh lập tức ngây ngốc giữa không trung, ánh mắt vui vẻ của hắn biến thành kinh hãi, bắt đầu từ đồng tử, gương mặt hoảng sợ, làn da toàn thân đen kịt. A hát! Lúc này thôn linh không ngừng kêu thảm thiết, trong thân thể của hắn có độc dược đang bạo phát, toàn thân đen kịt. Xoẹt! Trong nháy mắt ngắn ngủi, trong làn da toàn thân thôn linh có vô số máu đen chảy ra ngoài, xoay quanh giữa không trung, đó là những vật nhỏ mắt thường không thể nhìn thấy, những vật nhỏ này rất dữ tợn, toàn thân gây ra chấn động không gian. Vô ảnh phệ tủy độc thư, đây là vô ảnh phệ tủy độc thư, độc nữ này có thứ đó. Nhìn không gian chung quanh những vật nhỏ này, ánh mắt thôn linh càng thêm kinh hãi, hắn giống như gặp phải quỷ, vô ảnh phệ tủy độc thư lai lịch và lợi hại thế nào, hắn thân là linh hồn áo nghĩa cho nên biết nhiều hơn người khác, bởi vì càng biết rõ nên càng sợ. Ta nói rồi ngươi không có tư cách, ngươi bây giờ còn không tin tưởng. Vào lúc này ma linh yêu nữ bị thôn linh cấm chế đã xuất hiện trước mặt thôn linh, cấm chế trên người biến mất không thấy gì nữa, thân thể uyển chuyển sinh ra khí tức lạ lẫm, khí tức này tỏa ra hào quang thánh khiết. Trong hào quang thánh khiết này, ma linh yêu nữ giống như thần nữ trên 9 tầng trời, không dính khói lửa, trần thế bất nhiễm, cao quý vô song, làm cho nhiều người nhìn lên, nếu phạm phải sẽ cảm thấy linh hồn rung động rất mạnh. Thôn linh vào lúc này ngây dại khi nhận ra khí thế của nàng. Ma linh yêu nữ giơ đầu ngón tay ra, thu vô ảnh phệ tủy độc thư vào trong tay trái, trong tay phải cầm một thanh kiếm, trường kiếm phát ra tiếng kiếm minh, một đạo kiếm quang tiêu bắn ra, xuyên thủng mi tâm thôn linh. Tu vị tuyên cổ cảnh, tuyên cổ cảnh. Mạc Kình Thiên nhìn qua hư ảnh già nua vừa xuất hiện, hắn cảm giác có chấn động khủng bố phát ra, đột nhiên sắc mặt hoảng hốt. Tâm thần Mạc Kình Thiên quan sát hư ảnh già nua, khí thức kẻ này rất giống với khí thức của huyết phách, khí thế chấn động kinh khủng kia, thân ảnh lão giả già nua không phải linh hồn thể tuyên cổ cảnh mới là lạ. Chỉ trong nháy mắt này, Mạc Kình Thiên có bình tĩnh cũng hít khí lạnh, chưa từng nghĩ tới trong lần tấn công này, Đông Tinh xã lại còn phái cường giả tuyên cổ cảnh đến. Tu vị tuyên cổ cảnh, không tới từ thế giới hỗn độn mới là lạ, đã bị thiên địa áp chế cũng có thể phát huy ra thực lực niết bàn cảnh cao giai đỉnh phong.
cho dù là linh hồn thể cũng rất khủng bố. Niết bàn cảnh cao giai đỉnh phong, đủ san bằng thì hoang thế giới thành bình địa, nhớ ngày đó thực lực của huyết phách thúc dục công kích kinh khủng cỡ nào. Người mang hồn thiên hàn băng bích long liên, thời gian, không gian, phong thuộc tính, thủy thuộc tính áo nghĩa, thiên phú tiểu tử ngươi không tệ, nhưng mà không phải thế giới hỗn độn đến, sợ rằng không có hậu trường quá lớn, giết liền giết, vốn linh hồn phân thân cố ý đến thì hoang thế giới một chuyến, cũng không có bất kỳ thu hoạch gì, huyết phách và huyết thiên đế đều chết thật rồi, tất cả nên chấm dứt. Hơi dừng một chút, lão giả này thả Chu Thiệu Khôn ra, sắc mặt vô cùng vui vẻ. Nhưng mà hiện tại, linh hồn phân thân của ta nếu dung hợp hồn thiên hàn băng bích long liên, cũng không uống ta ngàn dặm tới thị hoang thế giới một chuyến. Hư ảnh già nua đảo qua người Mạc Kình Thiên, hứng thú quan sát con mồi của mình, hắn đánh giá hồn thiên hàn băng bích long liên. Nhị ca, lúc này một bóng hình xinh đẹp lao thẳng tới, lập tức đứng bên cạnh Mạc Kình Thiên, khí tức sinh ra chấn động kỳ dị, trên người nàng tỏa ra khí tức thánh khiết, kịch độc bao phủ toàn thân lúc này biến mất không thấy. Khí tức thánh khiết này hô ứng thiên địa. Tam muội, ngươi. Mạc Kình Thiên nhìn qua ma linh yêu nữ, khí này tức biến hóa xuống, làm cho Mạc Kình Thiên ánh mắt than nhỏ, nói nhỏ. Ngươi cởi bỏ sao? Chỉ có thể như vậy, người này là linh hồn thể thu vị tuyên cổ cảnh sơ giai, ngươi một người không thể chống lại, đại ca không ở nơi này, cho nên chúng ta liên thủ đi. Ma linh yêu nữ cười nói dịu dàng, dung nhan khuynh quốc khuynh thành. Giơ tay nhấc chân sinh ra cải biến rõ nét, nhất là khí chất. Vừa dứt lời, bỗng nhiên bàn tay trắng nõn của ma linh yêu nữ run lên, trường kiếm chấn động, khói độc trên người biến mất, toàn thân sinh ra phong thuộc tính nguyên lực mênh mông. Từ khí tức khủng bố trên người ma linh yêu nữ chấn động, khí tức này làm phong viên biến sắc, thiểm điện lôi minh, không gian chấn động dữ dội. Ông! Trong nháy mắt tiếp theo, trường kiếm trong tay ma linh yêu nữ phá toái hư không. Kiếm quang như cầu vồng, như thiểm điện đâm thẳng vào thân ảnh già nua. Áo nghĩa linh khí đỉnh phong, khí tức này, nữ oa này tới từ đâu? Dường như phát hiện khí tức kiêng kỵ, lão giả hư ảo nhìn qua ma linh yêu nữ, trong mắt mang theo nghi hoặc bất định, thân ảnh cấp tốc tránh né một kiếm của ma linh yêu nữ. Linh hồn thể tu vị tuyên cổ cảnh, thì tính sao? Ma linh yêu nữ sinh ra khí thế siêu thoát thế gian, bóng dáng xinh đẹp lướt ngang, dáng vẻ thướt tha mềm mại. Hoàn toàn không quan tâm tới lão giả hư ảo này, kiếm quang xuất hiện lần nữa, hóa thành vô số hư ảnh làm không gian chấn động mãnh liệt, kiếm quang phô thiên cái địa quét ngang qua hư ảnh lão giả. Muốn chết, mặc kệ ngươi có lai lịch ra sao, đây là ngươi tự tìm. Lão giả biến sắc, phất tay mang theo thế công linh hồn minh mông, lập tức bao phủ kiếm quang của ma linh yêu nữ. Ngao! Hư ảnh bích sắc cự long lao thẳng về phía trước, công kích hàn băng ảnh hưởng tới thiên địa. Không gian bị đóng băng, lập tức lao thẳng vào lão giả. Ba người này giao thủ, nương theo thực lực vượt qua dự kiến của mọi người, ma linh yêu nữ và Mạc Kình Thiên đã làm không ít người phải nhìn trộm. Ba người giao phong làm toàn trường chú ý tới, năng lượng chấn động cả phiến thiên địa, người thực lực không đủ đều kinh hãi lạnh mình. Ngao! Bản thể khổng lồ của Kim Viên chấn động chiến trường, hắn chú ý tới đối thủ thông thiên cảnh, hắn bị người ta đẩy lui, có thân thể biến lớn thật nhanh. Nhiệt xúc, ta thu thập ngươi trước. Một thân ảnh cao lớn lập tức lao thẳng về phía Kim Viên, thân hình rất tráng kiện, nhưng mà cùng lúc này so sánh với Kim Viên, thân thể của hắn không khác gì con kiến. Nhưng lúc này thân thể bạo phát khí thế khủng bố, nhưng so với Kim Viên còn cường hãn hơn mấy lần, không thể so sánh được. Ầm ầm, thân ảnh người này mang theo khí thế khủng bố, làm cho không gian rút run rẩy không ngớt, tu vị đại đạo cảnh cao giai bao phủ cả không gian. Khí tức uy áp bao phủ làm thân thể khổng lồ của Kim Viên bị trói buộc lại. Kim Viên cẩn thận. Đám người Thiên Xu, Viêm Hỏa hét lớn, nhưng lúc này cả bọn cảm thấy vô cùng nguy hiểm, căn bản không cách nào hỗ trợ, quan trọng hơn là, căn bản không có thực lực hỗ trợ, nếu đối phương đối phó bọn họ tự thân khó bảo toàn, không thể chống lại. Người tới chính là Thương Hội Kỳ Phong Liệt Thổ, đại đạo cảnh cao giai đỉnh phong ngụy hỗn độn, so với Liệt Phong lúc trước còn mạnh hơn nhiều. Đi chết đi. Liệt Thổ hét lớn, bàn chân đạp vào hư không, thân thể của hắn lao lên trời như thiểm điện, thổ thuộc tính nguyên lực bạo phát toàn diện, một quyền công kích tới phía trước, nhất thời không gian cũng bị một quyền này làm run rẩy. Oanh! Dưới thanh thế khủng khiếp kia, giai vị và khí thế khủng bố của Liệt Thổ áp chế, thân thể lôi đình xuất hiện trên đầu Kim Viên,
hắn đánh ra một quyền xuống đỉnh đầu Kim Viên, đại đạo cảnh cao giai đỉnh phong ra tay với thông thiên cảnh Kim Viên, không cần nói cũng biết kết quả. Lão tử liều mạng với ngươi. Kim Viên quát to một tiếng, uy áp giai vị khủng bố cũng không thể ngăn cản Kim Viên tự bạo, vào thời điểm này ánh mắt Kim Viên không sợ hãi. Trên không trung, không ít cường giả thất sát môn dùng tâm thần quan sát, nhưng tự thân khó bảo toàn, ngay cả phi hổ chiến hạm cũng không biết lúc nào không còn tinh thạch thế giới. Bạch Kinh Đường và Vấn Thân Mạc đều thúc giục khôi lỗi của mình chiến đấu, cho nên mỗi cường giả thất sát môn chỉ có thể trơ mắt nhìn mà không thể tương trợ. Vào thời điểm một quyền kia sắp đánh vào đỉnh đầu Kim Viên, đột nhiên trên trời xanh có tiếng cười nhạt truyền ra, tiếng cười tuy không lớn, nhưng âm thanh ầm ầm như phong bạo không ngừng quét qua các nơi, truyền rõ ràng vào tai của mọi người. Dám đỡ Upsilon.ng đến thất sát môn ta, động đến huynh đệ của ta, như vậy nhất định phải chết không nghi ngờ. Nghe tiếng nói này, trong nháy mắt vô số ánh mắt ở đây đều chấn động, rất nhiều thân ảnh run rẩy, trong nội tâm kinh hỉ, sắc mặt vui mừng lộ rõ trên mặt. Chỉ trong nháy mắt này, một quyền sắp đánh vào đỉnh đầu Kim Viên hóa thành hào quang tử kim đánh vào đỉnh đầu Kim Viên, lôi đình phá không quét ngang các nơi, đánh thẳng vào một quyền kia. Bành! Trong va chạm kinh người kia, âm thanh trầm đỡ Upsilon, C vang lên, tử kim điện mang khuếch tán khắp chân trời. Khí tức hủy diệt làm liệt thổ không ngừng lui ra phái sau vài bước, ánh mắt kinh ngạc nhìn lên không trung. Xuy. Trong vô số ánh mắt đang quan sát, một thân ảnh to lớn và gương mặt có vết sẹo dài xuất hiện. Là hắn, trưởng môn trở về. Là trưởng môn trở về, giết bọn chúng, nợ máu trả bằng máu. Nhìn thấy thân ảnh này xuất hiện, rất nhiều đệ tử và cường giả thất sát môn đang chiến đấu lập tức chấn động, lúc này hét lớn một tiếng. Các đệ tử thất sát môn như được uống thuốc trợ tim. Tên này không có việc gì, không biết mấy năm qua trốn đi đâu, hại ta thật khổ. Mạc Kình Thiên đứng xa than nhẹ một tiếng, hắn lại chật vật không nhỏ, bản thể và linh hồn phân thân, còn có ma linh yêu nữ liên thủ cũng không thể chống lại linh hồn phân thân của lão giả. Sắc lang đã trở về. Ma linh yêu nữ cười vui vẻ. Thân ảnh khổng lồ của Kim Viên đứng trên không trung, vừa rồi hắn cảm nhận được khí tức tử vong. Đột nhiên nhìn thấy trước mặt có thân ảnh quen thuộc, sau khi kinh ngạc lại quát lên. Thiếu, huynh đệ, người trở về A Hát, ta biết ngay ngươi không có việc gì. Kim Viên đại ca, người muốn làm ta bị điếc sao? Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn qua Kim Viên, lúc này bản thể khổng lồ của Kim Viên há to miệng ra, bởi vì gần trong gang tấc nên âm thanh đinh tai nhức óc. Huynh đệ A Hát, thật xấu hổ, ta quên. Kim Viên xấu hổ, lập tức thu hồi bản thể. Nhìn qua liệt thổ, nói với Lục Lâm Thiên. Tên này rất mạnh, ta suýt nữa không gặp lại ngươi rồi. Ngươi lui xuống trước đi, giao cho ta là tốt rồi, động tới huynh đệ của ta, ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho hắn. Lục Lâm Thiên cười nhạt, lúc này nhìn qua liệt thổ với sắc mặt âm trầm. Ngươi là người phương nào? Dường như liệt thổ cảm giác hào khí có phần khác biệt, liệt thổ nhìn qua Lục Lâm Thiên, sắc mặt vô cùng nghi ngờ. Khí tức trên người đối phương không phải rất cao, nhưng lực lượng kinh khủng và lôi điện lại không phải tầm thường. Đợi Upsilon.ng đến thất sát môn ta, động huynh đệ của ta, trước khi ngươi chết nên nhớ kỹ, người lấy mạng ngươi là trưởng môn thất sát môn Tây Phương cầu bại. Lục Lâm Thiên trầm giọng nói. Dõng dạc, nhìn xem ngươi có bổn sự gì mà cuồng vọng như thế. Liệt thổ quát lớn, áo dài run lên, thổ thuộc tính áo nghĩa phóng thích ra ngoài. Thổ thuộc tính nguyên lực cuồng bạo làm không gian chung quanh thân thể hắn chấn động mãnh liệt, không gian chung quanh rung động, gió nổi mây phun. Ầm ầm. Chỉ trong nháy mắt này, thuộc tính áo nghĩa kinh thiên động địa bạo phát ra ngoài, trong lúc mơ hồ mang theo tiếng sấm nổ mạnh, dùng xu thế như bôn lôi bao phủ liệt thổ. Cùng lúc này, dùng liệt thổ làm trung tâm, lực lượng trầm trọng bao phủ không gian chi lực nặng nề trói buộc tất cả, lập tức lan tràn ra nhanh chóng bao phủ Lục Lâm Thiên. Thân thể Lục Lâm Thiên đông cứng lại, rất khó nhúc nhích. Thổ chi đại đạo, dùng đạo làm dẫn, thiên băng địa liệt, long sát quyền. Cuối cùng thổ thuộc tính áo nghĩa nặng nề bao phủ các nơi, sát ý từ một quyền của liệt thổ bộc phát, lúc hắn quát lên, một đạo thủ ấn quỷ dị xuất hiện, hạp cốc bừa bộn, đại địa nổ vang, đất rung núi chuyển, ngọn núi chấn động sụp đổ, thanh thế khủng bố làm tim người ta đập nhanh, người thực lực thấp nhao nhao trốn đi còn không kịp. Ngao. Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi đại địa run rẩy, đất rung núi chuyển giống như núi lửa phun trào, đại địa rạn nứt ra, mặt đất sinh ra khe hở đáng sợ,
tiếng long ngâm cuồn cuộn, lập tức ngưng tụ thành 5 con thổ long. Đột nhiên 5 con thổ long đáng sợ ngẩng đầu giống vang, năng lượng chấn động đáng sợ bao phủ các nơi, những nơi đi qua, không gian bắn ra tung tóe, 5 vết nứt không gian đen kịt tạo thành thông đạo thâm thúy, chúng nhìn Lục Lâm Thiên sau đó gào thét thật to. Vận dụng thổ chi đại đạo, liệt thổ lĩnh ngộ thổ chi đại đạo sắp đạt tới niết bàn, đây chính là một kích toàn lực của liệt thổ. Chỉ sợ liệt thổ muốn lập uy rồi, muốn một chiêu giải quyết trưởng môn thất sát môn Tây Phương cầu bại vừa xuất hiện. 5 đầu thổ long xuyên phá hư không bay đến, ánh mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên, đạp không đứng đó, hắn kết xuất thủ ấn nhìn thì như rất chậm, nhưng tu vị đến trạng thái nhất định, kỳ thực tốc độ nhanh đến mức tận cùng, thậm chí thời không loạn chung quanh thân thể, trực tiếp ảnh hưởng tốc độ, làm cho tốc độ của mình nhanh hơn, tốc độ của đối phương vô hình đã chậm lại. Thổ chi đại đạo sao? Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhíu lại, thì thào nói nhỏ. Âm dương hóa ngũ hành sinh vạn vật trong thiên địa. Ngay thời điểm Lục Lâm Thiên vừa dứt lời, đột nhiên năng lượng thiên địa run rẩy, năng lượng thiên địa nương theo thiên uy bộc phát dữ dội, dùng Lục Lâm Thiên làm trung tâm, đột nhiên kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại áo nghĩa trên người tuôn ra, kim, hoàng, thanh, xích, lam 5 hào quang tương liên rất lộng lẫy, giống như mặt trời tỏa sáng. Dưới thiên uy khủng bố này, ngay cả lão giả hư ảnh linh hồn phân thân tuyên cổ cảnh đang đấu với ma linh yêu nữ, Mạc Kình Thiên cũng phải nhìn lên không trung. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào, trong vòng xoáy hư không mênh mông, hào quang mang theo sắc thái truyền kỳ dung hợp với nhau, tương liên thành một đám hào quang, tạo thành một đồ án. Đồ án đen trắng này bao phủ thị hoang thế giới vào bên trong, trời cao rung chuyển, thiên địa sụp đổ, uy áp thiên địa bao phủ hư không, dưới uy áp thiên địa mênh mông này, linh hồn tất cả mọi người run rẩy, nguyên lực toàn thân khó điều động. Oanh! Thiên uy mênh mông, không gian chấn động, cuồng phong gào thét. Năng lượng khủng bố áp xuống, lực lượng hủy diệt lan tràn ra giống như trong tận thế. Xoẹt! 5 đầu thổ long căn bản không thể tiếp xúc với hào quang đen trắng, toàn thân chúng nỏ tung, hoàn toàn biến thành tro bụi. Ngũ hành tụ âm dương, diệt! Lúc này thân ảnh Lục Lâm Thiên đáp xuống, phất tay thu liễm hào quang đen trắng bao phủ bầu trời, hào quang nhanh chóng quay về trong tay Lục Lâm Thiên. Tại toàn trường rung động, liệt thổ sợ hãi không cách nào nhúc nhích được. Ánh mắt của hắn khiếp sợ, Lục Lâm Thiên lại đánh hào quang đen trắng vào trong đầu liệt thổ trên. Trong ánh mắt hoảng sợ của nhiều người, thân thể liệt thổ bị lực lượng khủng khiếp bao phủ thân thể vặn vẹo và nổ tung. Bành! Thân thể liệt thổ nổ từ đầu nổ tới thân thể, trực tiếp nổ, năng lượng khủng khiếp lan tràn, liệt thổ nhanh chóng biến thành tro bụi. Liệt thổ đã chết không thể chết lại, thần hồn câu diệt, hài cốt không còn. Thật là khủng khiếp. Không ngờ có uy áp mênh mông như thế. Liệt thổ bị miểu sát. Đại đạo cảnh cao giai đỉnh phong bị miểu sát, thần hồn câu diệt. Xì xào. Nhìn cảnh tượng này, không ít người nuốt nước bọt, trong thiên uy to lớn kia, liệt thổ ngụy hỗn độn đại đạo cảnh cao giai đỉnh phong bị đánh chết ngay lập tức, đây là thực lực khủng khiếp cỡ nào. Điều này đại biểu cái gì, chỉ sợ niết bàn cảnh sơ giai cũng không thể làm được. Lấy nhiều khi ít, lần trước tha các ngươi một mạng. Không ngờ dám đỡ upsilon.ng vào hậu nhân của ta, xem ra mấy năm qua các ngươi không đặt huyết thiên đế ta vào trong mắt. Thời điểm mọi người rung động trước thực lực khủng bố của Tây Phương cầu bại, lúc này có tiếng quát truyền tới. Lời nói không lớn nhưng ba chữ này lại có sức nặng hơn Tây Phương cầu bại quá nhiều, hoàn toàn chấn nhiếp vô số người. Một thân ảnh to lớn xuất hiện, bỗng nhiên hai tay vung lên, trong lòng bàn tay sinh ra hấp lực khổng lồ, bỗng nhiên không gian run lên. Lúc này Dương Mộc và Âm Hỏa đang vây công Mộc Vương bị không gian hút không thể chống cự được, lập tức bay về tay của Huyết Thiên Đế, hắn hóa trảo thành trưởng vỗ vào đâu hai tên này. Đồ rác rưởi cũng dám giễu võ Dương Oai trong thị hoang thế giới, chết đi. Thân ảnh quát lớn một tiếng, đầu của Dương Mộc và Âm Hỏa nổ tung. Bành bành! Hai tiếng nổ trầm đỡ Upsilon, C vang lên, Âm Hỏa cùng Dương Mộc hai ngụy hỗn độn đại đạo cảnh cao giai đỉnh phong bị đánh chết như con sâu cái kiến, thần hồn câu diệt, hài cốt không còn. Huyết phụ tiêu tán, quần áo cũng không sót lại. Huyết Thiên Đế. Rất nhiều ánh mắt nhìn qua thân ảnh to lớn kia, thân NSA đứng giữa không gian, người này giống như chúa tể thiên địa, bá đạo tuyệt luân, thiên uy nhàn nhạt truyền ra. Người này chính là Huyết Thiên Đế, Huyết Thiên Đế xuất hiện tì giữa không trung. Đám người đang quan sát kinh ngạc ngây người,
chỉ trong chốc lát nhìn thấy Tây Phương Cầu bại và Huyết Thiên Đế xuất hiện, biến hóa cỡ này làm nhiều người hoảng hốt. Dạ tỷ, không có sao chứ? Thân ảnh Lục Lâm Thiên xuất hiện bên cạnh Âm Minh Dạ Xoa. Trưởng môn, ta còn chịu đựng được, phu nhân và Mạc Tiên Sinh đã khó có thể trèo trống. Âm Minh Dạ Xoa lúc này vui mừng, cố nén đau đớn nói một câu. Ta trước giải quyết đám này. Lục Lâm Thiên gật đầu, ánh mắt nhìn qua Tham Lam đối phó Âm Minh Dạ Xoa. Tây Phương trưởng môn, ta biết sai rồi, người tha cho ta đi, ta sẽ rời đi. Nhìn thấy Tây Phương Cầu bại, xuất hiện, toàn thân Tham Lam mềm nhũn ra, ánh mắt run rẩy, lập tức có ý định bỏ chạy thục mạng. Đúng đến người Thất Sát Môn, chết. Thời điểm Tham Lang vừa mới quay đầu bỏ chạy, bên tai Tham Lang có tiếng nói đầy sát ý vang lên, ánh mắt Tham Lang hoảng sợ, uy áp khủng khiếp bao phủ thân thể của hắn. Lục Lâm Thiên lập tức đánh ra một chưởng hủy diệt, đánh thẳng vào người Tham Lang. Bành! Tiếng nổ tung như lôi đình vần vũ, thân thể Tham Lang hóa thành mảnh vỡ tiêu tán trong hư không. Đi chết đi! Thời điểm mọi người chưa kịp phản ứng, cách đó không xa Địa Long bị vây công vết thương chồng chất. Máu tươi đầm đìa, trúc hỏa quát lớn đầy sát ý. Xoẹt. Sau đó thân thể trúc hỏa như thiên thạch lao thẳng tới phía trước, đột nhiên không gian ở ngay đầu trúc hỏa chấn động, một nắm đấm đánh thẳng vào đầu trúc hỏa. Phanh. Một quyền này đánh nát đầu trúc hỏa, cho tới lúc chết trúc hỏa vẫn không hiểu vì sao mình chết. Ta trở về. Sau đó thân ảnh Lục Lâm Thiên xuất hiện bên cạnh Mạc Kình Thiên và Ma Linh Yêu Nữ. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn qua linh vật trời sinh trên linh hồn phân thân của Mạc Kình Thiên, lại nhìn Mạc Kình Thiên sắc mặt tái nhợt, khóe miệng chảy máu, còn có Ma Linh Yêu Nữ đang bị thương máu tươi đầm đìa, sắc mặt âm trầm nhìn qua lão giả linh hồn lực kia. Là lão thất phu này gây tổn thương cho ngươi sao? Mạc Kình Thiên nhìn qua thân ảnh trước mặt, lúc này khôi phục tinh thần, nói. Thực lực lão thất phu này rất mạnh, huynh đệ A-Hát, rốt cuộc ngươi đã về, 8 năm này ngươi hại ta thật thảm. Ta và Thất Sát Môn không có nửa điểm quan hệ, ngươi không thể sai xử ta đâu. Thật có lỗi, trở về muộn một tí. Lục Lâm Thiên khẽ cười khổ, nhìn qua thân ảnh hư ảo kia. Lão thất phu này có tu vị tuyên cổ cảnh, khó đối phó. Ma Linh Yêu Nữ nhìn Lục Lâm Thiên, rồi mắt mang theo vui mừng và sợ hãi, nhưng không biết tại sao từ từ bình tĩnh lại. Lục Lâm Thiên nhìn qua Ma Linh Yêu Nữ, trong lúc mơ hồ khí tức trên người nàng làm Lục Lâm Thiên kinh ngạc. Ma Linh Yêu Nữ cho Lục Lâm Thiên cảm giác khác lạ, cảm giác này là thần thánh, không dám khinh nhờn. Nhưng Lục Lâm Thiên lại có chút kinh ngạc, Ma Linh Yêu Nữ vẫn tu luyện độc công và linh hồn áo nghĩa, lúc này thể hiện ra phong thuộc tính áo nghĩa, trong tay cầm trường kiếm linh khí tỏa ra uy năng mênh mông, hoàn toàn không dưới long hồn kiếm giáp. Đan điền chữ vạn của hắn dường như có liên hệ gì đó với nàng, nhưng cảm giác này hiện ra rồi biến mất. Linh hồn thể tuyên cổ cảnh sao? Lục Lâm Thiên nhìn qua thân ảnh già nua này, linh hồn thể đến tuyên cổ cảnh không cường hãn và bá đạo như huyết phách, nhưng cũng rất khó đối phó. Tiểu huynh đệ, giao tên này cho ta đi. Thân ảnh Huyết Thiên Đế xuất hiện bên cạnh Lục Lâm Thiên, nhìn lão giả với ánh mắt đầy hàn ý. Ngươi chính là vạn tù chi tôn Huyết Thiên Đế, ngươi không phải chết rồi sao, tại sao có thể đi ra? Mắt thấy Huyết Thiên Đế xuất hiện với khí thế rung động lòng người, giống như chúa tể thiên địa. Lão giả già nua vô cùng hoảng hốt. Linh hồn phân thân tuyên cổ cảnh sơ giai mà thôi, bản thể của ngươi không có bị diệt, cho nên chuyện ở nơi này ngươi chắc chắn sẽ biết. Huyết Thiên Đế nhìn qua lão giả già nua nói một câu. Huyết Thiên Đế, ngươi muốn thế nào? Thân ảnh già nua trầm xuống, nói. Ba. Lão giả vừa dứt lời, không gian chấn động, một tát đánh thẳng vào mặt của ta. Gương mặt của lão giả già nua này đột nhiên sưng lên. Cho dù là linh hồn thể cũng ảm đạm đi nhiều. Thời điểm ta nói chuyện, ngươi nghe là được rồi, ngàn vạn đừng xen vào, nếu không ta không ngại cho ngươi ăn tát. Huyết Thiên Đế nói một câu rất bá đạo. Bản thể của ngươi có thể biết rõ, vậy nói với Vạn Thiên Liên Minh và Chiến Thiên Liên Minh rằng, nói Huyết Thiên Đế ta đã dung thế Niết Bàn. Huyết Thiên Đế trầm giọng nói. Dung thế Niết Bàn, ngươi dung thế Niết Bàn. Thân ảnh già nua nghe xong. Hắn như nhìn gặp quỷ nhìn thẳng vào Huyết Thiên Đế, ánh mắt như sắp rơi ra, vô cùng hoảng hốt. Có chút sổ sách, sau này ta sẽ từ từ tính toán, nếu lại đến thị hoang thế giới, ta sẽ không bỏ qua, nhớ chưa? Huyết Thiên Đế nói một câu, đôi mắt huyết sắc của hắn mang theo uy áp chấn động tâm thần người khác.
Ta ghi nhớ. Thân ảnh lão giả già nua run lên, lập tức rời đi. Ghi nhớ là tốt rồi, nhưng mà ngươi cũng không cần đi, đến thì hoang thế giới diễu võ dương oai, đương nhiên phải trả cái giá thật lớn. Huyết Thiên Đế nói. Huyết Thiên Đế, ngươi muốn làm gì? Sắc mặt lão giả đại biến, trong mắt hắn mang theo vẻ sợ hãi, hắn là cường giả tuyên cổ cảnh sơ giai, trong 3000 đại thế giới, tu vị của hắn xem như cường giả chính thức, cảm giác sợ hãi tim đập nhanh này hắn chưa trải qua rất lâu rồi, nhưng đối mặt với Huyết Thiên Đế hắn lại có cảm giác này. Chết! Hai mắt Huyết Thiên Đế bắn ra sát ý lạnh lẽo, ánh mắt của hắn lạnh giá nhìn lão giả già nua. Huyết Thiên Đế, ta liều với ngươi. Lão giả hư ảo lúc này vô cùng âm trầm, linh hồn lực bạo phát, hiển nhiên không muốn bó tay chịu chết. Trong thế giới của ta, ngươi chỉ là sâu kiến, làm gì có sức phản kháng, so với huyết phách, ngươi còn kém xa vạn dặm. Huyết Thiên Đế nói một câu, thế công linh hồn của lão giả bị áp chế. Bành! Ngay lúc này không gian rung rung, trên trời cao có khí tức mạnh mẽ bạo phát ra ngoài, lập tức khí tức huyết tinh tràn ngập, cột sáng huyết sắc phá không bay ra, năng lực hủy diệt đáng sợ bạo phát dữ dội, lập tức đánh thẳng vào lão giả già nua. Bành! Cột sáng huyết sắc giáng xuống, lão giả già nua hình thần câu diệt, cột sáng này có thể thôn phệ tất cả linh hồn, đường đường linh hồn phân thân tuyên cổ cảnh lại bị tiêu diệt trong nháy mắt. Trong sơn mạch huyết đô, đám người đứng ngoài xem lúc này vô cùng an tĩnh. Nhìn thấy lão giả linh hồn phân thân tuyên cổ cảnh bị tiêu diệt, bọn họ không biết nói gì. Oanh! Lúc linh hồn phân thân của lão giả bị diệt, đột nhiên đại địa nổ vang, giống như trong đại địa có gì đó lao nhanh, trên bầu trời có năng lượng quỷ dị xuất hiện, bỗng nhiên thiên uy giáng xuống làm mọi người run rẩy. Xảy ra chuyện gì, ta bị gì thế này? Ta giãy giụa không được, nguyên lực đình trệ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lúc này đám người trên chiến trường không thể giãy giụa. Bị cấm chế, lực lượng không gian trói buộc rất mạnh, nguyên lực trong cơ thể bị áp chế không thể vận chuyển. Hơn 170 vạn người bị áp chế, trực tiếp lơ lửng trên không trung, người các đại thương hội, Bắc Đấu Môn, Nam Thiên Môn cho dù có tu vị gì cũng đều bị áp chế, không có lực phản kháng, hoàn toàn bị đè bẹp trên hư không. Vào lúc này trời xanh rung động, trên không trung có tiếng sấm sét nổ vang, phong vân biến hóa, đại địa nổ vang, cuồng phong gào thét, thiên hôn địa ám. Dị tượng ngang trời. Lúc này tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn qua thân ảnh khôi ngô kia, ai nhìn hắn cũng có cảm giác như đối mặt với thiên địa, linh hồn như đông cứng lại. Tất cả sinh linh trong thị hoang thế giới đều cảm thấy linh hồn run rẩy, thiên địa biến sắc, dị tượng ngang trời. Huyết Thiên Đế đứng trên không trung, lời nói bá tuyệt thiên hạ, giọng nói như sấm vang vọng khắp thị hoang thế giới. Tất cả sinh linh trong thị hoang thế giới nghe đây. Ở trong thị hoang thế giới này phải tuân thủ quy tắc, người xúc phạm quy tắc, Huyết Thiên Đế ta sẽ không buông tha, giết. Không tha. Sau đó trên không trung diễn ra cảnh tượng vô cùng huyết tinh, thiên địa run rẩy, từng âm thanh trầm thấp không ngừng nổ vang. Rầm rầm rầm. Vô số âm thanh nổ vang vang lên liên tục, hơn 100 vạn thân ảnh kia nổ tung, huyết vụ như mưa máu rơi vãi khắp sơn mạch, hơn 100 vạn đại quân biến thành vũng máu, thần hồn tiêu tán. Huyết tinh bao phủ thiên địa, mưa máu thẩm thấu khắp sơn mạch huyết đô. Xì xào. Huyết Thiên Đế tức giận, giơ tay nhấc chân đổ sát trăm vạn người, cảnh tượng này quá khủng bố và huyết tinh, mọi người nhìn cảnh tượng này đều nuốt nước bọt, tim đập rộn lên, toàn thân vô lực, hai chân run rẩy, sắc mặt tái nhợt. Rốt cuộc Lục Lâm Thiên đã biết, vì sao ban đầu ở trong di tích Hắc Thủy trong ngục giam, bảy bộ xương khô có thể trải qua nhiều năm như vậy tín niệm lại bất diệt. Thân thể đã chết cũng phải bảo vệ Huyết Thiên Đế dung thế niết bàn, người này có nhân cách mị lực rất lớn, trời sinh chính là thượng vị giả, có thể làm cho người ta cam tâm thần phục, làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào, cam nguyện xông pha khói lửa, có thể ngưng tụ mọi người với nhau, lại là ác mộng của kẻ địch. Dung thế niết bàn, Huyết Thiên Đế, về sau thị hoang thế giới sẽ biến thiên rồi. Mạc Kình Thiên ngẩng đầu nhìn qua bầu trời, ánh mắt hắn rung động không thể bình tĩnh được. Kiếm trưởng lão, người tự tiện đi. Lục Lâm Thiên lúc này không biết lúc nào đã bắt một lão giả, ánh mắt của hắn run rẩy, hắn vô cùng bỡ ngỡ, đó là Đông Tinh Xá Kiếm Đoạn Hồn trưởng lão. Phụt. Ma Linh yêu nữ lúc này phun máu tươi, sắc mặt bắt đầu tái nhợt. Vào đêm, trong sơn mạch huyết đô dần dần đã khôi phục bình tĩnh, nhưng đám người tụ tập quan sát cuộc chiến không có rời đi, cũng CS người thất sát môn cùng Tây Vương Phủ đang thu thập hiện trường.
Trước đại chiến chưa từng có người nào nghĩ tới kết quả này, Huyết Thiên Đế và Tây Phương Cầu Bại đột nhiên xuất hiện, dùng xu thế bá đạo kết thúc chiến trường, tất cả thế lực lớn và liên minh bị Huyết Thiên Đế tiêu diệt. Tháp chủ, chúng ta nên đi. Trong màn đêm có một người nói ra, một lão giả nói với đại hán bên cạnh, đây chính là tháp chủ linh thú tháp Ôn Thiên Cương. Ai? Ôn Thiên Cương siết chặt nắm đấm, sắc mặt tái nhợt, thì thào nói. Lúc này Ôn Thiên Cương ta mắt mù, bằng không sau này trở về trong tộc, địa vị sẽ cải biến rất lớn. Tháp chủ chỉ muốn đạt mục đích bảo hiểm mà thôi, trách không tháp chủ được. Một lão giả khác nói. Ta kém Tuấn Hùng, sợ đầu sợ đuôi, cơ hội như vậy lại bỏ mất. Ôn Thiên Cương thở dài, lập tức nói. Tuấn Hùng đâu rồi? Thiếu tháp chủ đi trước, hắn nói không có thể diện gặp Tây Phương trưởng môn. Một người nói với Ôn Thiên Cương. Ôn Thiên Cương nghe vậy, nói nhỏ. Đây là ta sai, có lẽ, cả đời Tuấn Hùng có lẽ đã hủy trong tay ta. Trong tuyết sát thâm uyên, trong không gian rộng lớn, vào đêm vẫn đèn đuốc sáng trưng, toàn bộ thất sát môn và Tây Vương phủ nhiệt huyết sôi trào, có một ít kích động nước mắt lưng tròng, có lẽ cũng cảm thán tìm được đường sống trong cõi chết. Thời gian 8 năm này, người thất sát môn cùng Tây Vương phủ chưa từng được phóng thích tâm tình như hôm nay. Tất cả mọi người biết rõ, về sau trong thị hoang thế giới sẽ không có người nào dám trêu chọc Tây Vương phủ cùng thất sát môn, bởi vì Huyết Thiên Đế và Tây Phương Cầu Bại trở về. Người thế nào, có nặng lắm không? Trong đình viện, Lục Lâm Thiên khôi phục bộ dáng vốn có, nhìn Ma Linh yêu nữ sắc mặt tái nhợt, nàng lúc này vẫn xinh đẹp và cao ngạo, nhưng có thêm vài phần thê lương. Người đang lo lắng cho ta sao? Ma Linh yêu nữ sinh ra rung động, gật đầu sau đó hỏi Lục Lâm Thiên, tuy nàng vẫn nóng bỏng hấp dẫn như cũ, nhưng lúc này lại có khí chất thánh khiết không thể khinh nhờn, khí chất cao quý làm thiên địa rung động. Lục Lâm Thiên nhíu mày, hắn mơ hồ cảm thấy khí tức trên người Ma Linh yêu nữ biến hóa không ít, loại biến hóa này làm Lục Lâm Thiên khó hiểu. Ngươi là sắc lang đáng chết, lo lắng cho ta, nhất định là có ý đồ gây rối, ngươi tốt nhất nên thành thật cho ta. Ma Linh yêu nữ chu miệng, lại cười nói với Lục Lâm Thiên. Ta là áp trại tướng công của ngươi, ta có bất kỳ ý đồ gì cũng là danh chính ngôn thuận. Lục Lâm Thiên nói ra. Nghe vậy, đôi mắt Ma Linh yêu nữ rung động, ánh mắt nhìn hắn nhưng không nói gì. Lục Lâm Thiên sờ sờ mặt mình, nói. Như thế nào, trên mặt ta có thứ gì sao? Hai mắt Ma Linh yêu nữ chậm rãi nhìn thẳng vào Lục Lâm Thiên, ánh mắt mang theo cô tịch. Lúc này khẽ cắn môi, nói. Không nghĩ tới ta lại ở trong thị hoang thế giới thời gian dài như vậy, lại ở cùng sắc lang ngươi lâu như thế, nhưng cuối cùng vẫn phải chia tay, nếu sau này. Cái gì, ngươi phải đi sao? Lục Lâm Thiên nghe vậy, ánh mắt đại biến, nội tâm của hắn dường như mất cái gì đó. Luôn luôn có lúc từ biệt. Ma Linh yêu nữ nhìn Lục Lâm Thiên, bó tố tùm vung lên, nói. Ngươi trở về đi. Ta cần điều thức chữa thương, ta và nhị ca đã thương lượng, sáng sớm ngày mai sẽ đi, về sau thị hoang thế giới này không ai có thể làm gì được ngươi. Nhìn qua dung nhan động lòng người trước mặt, Lục Lâm Thiên muốn nói cái gì đó, lập tức chậm rãi rời phòng. Vào lúc Lục Lâm Thiên quay người đi, ánh mắt Ma Linh yêu nữ run lên, trên người sinh ra khí tức bất đồng, sau một lát mới áp chế được. Vì cái gì ta không thể bỏ sắc lang này được, chẳng lẽ thực thích hắn sao? Điều đó không có khả năng, cũng không có khả năng. Sáng sớm hôm sau, mọi âm thanh đều bắt đầu, bóng tối lui dần, nắng sớm đánh thức sinh linh. Trên huyết sát thâm uyên, trời xanh nhu hòa, gió mạnh thổi đi mùa huyết tinh của ngày hôm trước. Giữa không trung, mấy chiếc tọa giá khôi lỗi thiểm điện đang lượn vòng quanh không trung, Hổ Sơn và các đệ tử Phong Vân Sơn vỗ vai chào từ biệt các huynh đệ thất sát môn. Huynh đệ, thay ta cáo biệt sư tổ. Nhớ rõ đến lúc đó đi Phong Vân Sơn tìm ta. Mạc Kình Thiên nói với Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên gật gật đầu, nhưng trong lòng thì thất lạc khó hiểu. Siêu siêu. Từng đạo thân ảnh bay lên cao, mấy trăm đạo phỉ thế giới Phong Vân Sơn vào hôm nay chỉ còn một nửa, trong 8 năm qua đã vẫn lạc không ít. Trong đám người có bóng dáng uyển chuyển bay lên, đường cong rung động lòng người. Ngươi phải đi, chẳng lẽ lần sau gặp mặt. Ta còn phải gọi ngươi là yêu nữ hay sao? Lục Lâm Thiên hỏi bóng dáng xinh xắn kia. Ma Linh yêu nữ nghe vậy, nàng quay người nhìn xuống, đôi mắt dễ thương nhìn qua gương mặt sẹo kia, ánh mắt chấn động, sau một lát, nói nhỏ. Nếu là còn có cơ hội gặp lại,
đến lúc đó ngươi tự nhiên sẽ biết rõ. Lục Lâm Thiên nghe xong, nhìn qua dung nhan mê người kia, trầm giọng nói. Không bao lâu nữa, ta sẽ đi Phong Vân Sơn tìm ngươi, ta là áp trại tướng công của ngươi, ngươi là nữ nhân của ta. Nghe vậy, ở giữa không trung, thân thể mềm mại của ma linh yêu nữ dần dần run lên, đôi mắt mê người chấn động, sau một lát mới nói. Ngươi là áp trại tướng công của ta, không có nghĩa ta sẽ là nữ nhân của ngươi, muốn trở thành nam nhân của ta, ngươi bây giờ còn chưa đủ, nếu có một ngày ngươi đứng trên vạn thế đối quyết, thương khung chiến trường, khi đó ngươi mới có tư cách. Ma linh yêu nữ vừa dứt lời, bóng dáng xinh đẹp bay lên, biến mất sau tỏa giá khôi lỗi thiểm điện. Huynh đệ, ta đi trước, đến lúc đó Phong Vân Sơn gặp lại. Khi Mạc Kình Thiên tiến vào tỏa giá khôi lỗi cũng nói vọng lại. Siêu siêu. Sau đó các tọa giá khôi lỗi xoay lại, lập tức biến mất không thấy trong không trung. Lai lịch nha đầu kia lớn như thế, đây là lần đầu tiên ta nhìn lầm, ai? Trong thiên trụ giới, Tam Kỳ lão nhân than nhẹ một tiếng. Kỳ lão, ngươi nhìn ra lai lịch của nàng. Lục Lâm Thiên hỏi Tam Kỳ lão nhân trong thiên trụ giới. Nha đầu kia lai lịch quá lớn, lớn không phải bình thường, ngươi bây giờ biết rõ cũng không có chỗ tốt gì với ngươi cả. Lúc ngươi biết thì ngươi sẽ biết. Trong thiên trụ giới, Tam Kỳ lão nhân lại dùng ngữ khí quái lạ nói với Lục Lâm Thiên. Ta cũng bội phục tiểu tử ngươi, rất có dũng khí, dĩ nhiên dám đánh chủ ý lên nha đầu kia, ta dám cam đoan, nếu đám tồn tại sau lưng nha đầu kia biết ngươi theo đuổi nàng, tuyệt đối sẽ xé xác ngươi ra, cho dù là ta lúc toàn thịnh cũng không có mặt mũi này. Kỳ lão, mặt mũi ngươi lúc này không đáng tiền rồi sao? Lục Lâm Thiên nói rất nhẹ nhõm, nhưng mà nội tâm Lục Lâm Thiên biết rõ Tam Kỳ lão nhân biết rõ thế lực sau lưng ma linh yêu nữ vô cùng to lớn, có lẽ thế lực này giống như cảnh văn sau lưng Độc Cô gia tộc ở Trấn Thanh Vân lúc đó, là một quái vật khổng lồ với mình. Nói nhảm, mặt mũi Tam Kỳ lão nhân ta không đáng tiền sao, nhớ ngày xưa trong tộc nha đầu kia có không ít lão gia hỏa nhờ vả ta đấy. Tam Kỳ lão nhân ở trong thiên trụ giới nói vọng ra. Nhưng từ khí tức của nha đầu kia, địa vị trong tộc cực cao, tính toán, nói ngươi bây giờ cũng không hiểu, cứ nói thế này đi, ghế trưởng lão trong Vạn Thiên Liên Minh và Chiến Thiên Liên Minh nếu biết rõ thân phận của nha đầu này, tuyệt đối sẽ cung kính, cho dù là trưởng thượng cũng không dám vô lễ. Yêu nữ này có địa vị lớn như thế. Lục Lâm Thiên khó tin, trưởng lão trong Vạn Thiên Liên Minh và Chiến Thiên Liên Minh đều có thực lực không tầm thường, về phần trưởng thượng càng không cần nói cũng biết. Thế nào, sợ rồi đúng hay không? Nhà đầu kia không phải ai đều có thể đỡ Upsilon.ng vào, thanh niên tuấn tài trong cả thượng thanh đại thiên thế giới, cho dù là thiên tài đỉnh cấp nhất, có thể có tư cách chỉ đếm được trên đầu ngón tay mà thôi. Tam Kỳ lão nhân cười hắc hắc nói với Lục Lâm Thiên. Sợ, ta sợ lúc nào, mặc kệ nàng có thân phận gì, ta chỉ biết nàng mà thôi, ta đã hôn qua rồi, nàng là nữ nhân của ta, mặc kệ nàng có thân phận gì, đến lúc đó ta sẽ nói cho nàng biết, ta đủ tư cách. Lục Lâm Thiên trầm giọng nói, nhớ ngày đó, cảnh văn sau lưng Độc Cô gia tộc với hắn mà nói khác biệt như trời và đất, cuối cùng mình vẫn chứng minh mình có tư cách. Có tiền đồ, ta thích, không có bị hù sợ, chứng minh ta không nhìn lầm người, ta nhất định giúp tiểu tử ngươi, nếu tiểu tử ngươi thật sự thành công, ta rất muốn nhìn một chút, đến lúc đó sắc mặt những lão gia hỏa kia đặc sắc như thế nào, ha ha ha. Tam Kỳ lão nhân lớn tiếng cười nói. Giống như lúc này hắn còn hứng thú hơn cả Lục Lâm Thiên. Trưởng môn. Phạm Thống đến trước mặt Lục Lâm Thiên, thấy ánh mắt Lục Lâm Thiên vẫn nhìn lên không trung, nói. Trưởng môn, phu nhân đi, chúng ta trở về đi. Tất cả mọi người trở về đi. Lục Lâm Thiên gật đầu nói. Sau khi quay về huyết sát thâm uyên, Lục Lâm Thiên đi gặp Mộc Vương và Huyết Thiên Đế. Huyết Thiên Đế tối hôm qua cũng đặt chân trong huyết sát thâm uyên. Nhìn thấy Tây Phương cầu bại, và Huyết Thiên Đế lão tổ xưng huynh gọi đệ, Mộc Vương và Bảo Châu công chúa khó tin, lập tức cung kính với Tây Phương cầu bại. Lục Lâm Thiên cũng không có giấu giếm Mộc Vương, nói cho Mộc Vương biết thân phận chân thật của mình, chuyện này làm cho Mộc Vương và Bảo Châu công cháu khó tin nổi. Lục Lâm Thiên tìm Huyết Thiên Đế, hắn cũng muốn thương nghị chuyện trong thị hoang thế giới, hiện tại Huyết Thiên Đế mới là chủ nhân chính thức của thị hoang thế giới, Bắc Đấu Môn các thế lực đã bị tiêu diệt. Cũng cần hỏi thăm ý của Huyết Thiên Đế mới được. Lâm Thiên tiểu huynh đệ, ngươi tới đúng lúc, ta có việc cần tìm ngươi. Huyết Thiên Đế mỉm cười,
căn bản không quan tâm chuyện Lục Lâm Thiên giải quyết Bác Đấu Môn thế nào, lập tức nói với Lục Lâm Thiên. Ta vừa mới đi ra, ta không hứng thú với chuyện bên ngoài, nhưng mà hiện tại đối ngoại của thị hoang thế giới cần một người đảm đương, thị hoang thế giới cũng không thể quá loạn, cho nên ta vừa rồi thương lượng với Tiểu Mộc, về sau Tiểu Mộc và Tây Vương Phủ cũng gia nhập vào Phi Linh Môn. Vừa dứt lời, Huyết Thiên Đế nói nhỏ. Ta đã quên, Phi Linh Môn tạm thời còn gọi là Thất Sát Môn, Tây Vương Phủ sẽ sát nhập vào Phi Linh Môn, dù sao Tây Vương Phủ cũng không có tiền đồ gì lớn, gia nhập Thất Sát Môn cũng là chuyện tốt. Nghe vậy, Lục Lâm Thiên sững sờ một lát, lại nhìn Huyết Thiên Đế và Mộc Vương, ánh mắt nghi hoặc không thôi. Lục Tây Phương trưởng môn, ta và Lão Tổ đã thương lượng qua, Tây Vương Phủ và Thất Sát Môn những năm qua đồng cam cộng khổ, gia nhập Thất Sát Môn đã không có vấn đề gì. Hơn nữa đối với Tây Vương Phủ về sau cũng có được chỗ tốt, với thiên phú của Tây Phương trưởng môn, chắc chắn sẽ không phải vật trong ao, ngày sau là chúng ta được thơm lây đấy. Huyết Thiên Đế mỉm cười, trong tươi cười dường như mang theo một ít gian trá, nói. Lâm Thiên tiểu huynh đệ, quyết định như vậy đi, chuyện trong thị hoang thế giới, về sau Thất Sát Môn xử lý là tốt rồi, ta nhàn rỗi không có việc gì, cũng gia nhập Thất Sát Môn của ngươi, về sau có chuyện náo nhiệt đừng quên ta, đương nhiên. Có chỗ tốt cũng đừng thiếu ta, ha ha ha. Bà mẹ nó. Ánh mắt Lục Lâm Thiên mở to, hắn nuốt nước bọt, lập tức nhìn không được than nhẹ. Hôm nay là thời gian gì, Tây Vương Phủ muốn nhập vào Thất Sát Môn, đường đường vạn tù chi tôn Huyết Thiên Đế cũng tự mình gia nhập Thất Sát Môn. Nửa canh giờ sau, Lục Lâm Thiên mới rời khỏi đình viện của Huyết Thiên Đế cùng Mộc Vương, sau đó trên đường đi gặp Phạm Thống, nói là âm quỷ cùng Phong Đô Tam Hồn còn có thương hội Thải Vân An thi giao đến. Tình huống âm quỷ cùng Phong Đô Tam Hồn, Lục Lâm Thiên ngày hôm qua đã từ chỗ Vấn Thân Mạc và Bạch Kinh Đường biết được rồi. Những năm này, vì bảo toàn thương hội Phong Linh, thương hội Thải Vân An thi giao ra sức nỗ lực, thương hội Phong Linh đã là gia nhập Vạn Thiên Liên Minh, nhưng mà địa vị trong Vạn Thiên Liên Minh không cao, thương hội Phong Linh hiện tại chỉ có địa vị chấp sự. Chấp sự tự nhiên chính là âm quỷ, chính bởi vì như thế, những năm gần đây Thất Sát Môn và Tây Vương Phủ trốn tránh. Nhưng mà thương hội Phong Linh vẫn có thể tồn tại. Cũng bởi vì thương hội Phong Linh âm thầm trèo trống, Thất Sát Môn và Tây Vương Phủ mới có thể trèo trống lâu như vậy, trong đó có không ít là thương hội Thải Vân An thi giao âm thầm hỗ trợ. Nghe An thi giao đến đây, Lục Lâm Thiên bảo Phạm Thống thông chi đệ tử hạch tâm hai canh giờ sau đến đại điện, hắn cũng tự mình đi tìm An thi giao. Trong đình viện tinh xảo, An thi giao lặng lặng ngồi đó, bên người có hoa quả đệ tử Thất Sát Môn đưa tới. Càng ngày càng xinh đẹp, còn càng ngày càng có khí chất, làm cho người ta tim đập thình thịch. Thời điểm này lời nói ung dung truyền tới, thân ảnh Lục Lâm Thiên xuất hiện trong đình viện nhỏ, nhìn nữ tử trước mặt rồi cười nói vui vẻ. Vài năm không gặp, miệng lưỡi ngươi trơn tru không ít, vừa mới nghe nói Mạc tiên sinh và phu nhân của ngươi rời đi, có phải không có người quản ngươi, đã dám miệng lưỡi trơn tru. An Thi Giao nhìn thân ảnh khôi ngô trước mặt, cười nhạ, ánh mắt phong tình. Cái này, Lục Lâm Thiên lập tức xấu hổ cười cười. Tốt, ngươi không có việc gì là tốt rồi, nếu ngươi không xuất hiện, thế giới sẽ biến thiên đấy. Nhìn Lục Lâm Thiên xấu hổ, An Thi Giao cười cười, lập tức nói. Nhưng mà ngươi vừa xuất hiện, vẫn biến thiên nha, 200 vạn người vẫn lạc, máu chảy thành sông, nghe nói một linh hồn phân thân tuyên cổ cảnh cũng bị diệt. Vừa dứt lời, ánh mắt dễ thương của An Thi Giao chấn động một hồi. Ánh mắt nhìn Lục Lâm Thiên rung động không ít. Lục Lâm Thiên nhún nhún vai, nói với An Thi Giao. Đây cũng không phải là ta làm, là Huyết Lão ca động thủ, ta cũng không có thực lực kia. Dung thế niết bàn, vạn tù chi tôn Huyết Thiên Đế thật sự là đại thủ đoạn, không hổ là người khủng bố trong truyền thuyết, về sau bất kể là Vạn Thiên Liên Minh hay là Chiến Thiên Liên Minh, sợ rằng cũng không dám lại ra tay trong thị hoang thế giới, lúc này bọn họ trả cái giá lớn thảm trọng. Ít nhất trước mắt sẽ không quay lại. An Thi Giao nói. Chuyện này nói thế nào? Lục Lâm Thiên nghi hoặc hỏi An Thi Giao, Vạn Thiên Liên Minh và Chiến Thiên Liên Minh sau này không dám lại ra tay với thị hoang thế giới. Chuyện này làm cho Lục Lâm Thiên không rõ. Ngày hôm qua Huyết Thiên Đế cũng cố ý bảo linh hồn phân thân tuyên cổ cảnh truyền lời, nói hắn đã là dung thế niết bàn. An Thi Giao biết Lục Lâm Thiên không biết rất nhiều việc, cũng không chút kỳ quái, huống chi việc này người ngoài không biết rõ. Đôi mắt dễ thương nhìn qua Lục Lâm Thiên, nói. Người biết bát đại gia tộc trong đại thế giới không? Biết rõ. Lục Lâm Thiên gật đầu,
những chuyện này thì hắn rõ, trong Thượng Thanh Đại Thiên thế giới hỗn độn, tổng cộng có 8 đại gia tộc và 2 đại liên minh, 10 thế lực này có thực lực cường hãn nhất Thượng Thanh Đại Thiên thế giới, theo thứ tự là Hoàng gia, Phong gia, Đường gia, Lôi gia, Lý gia, Băng gia, Hỏa gia, Mộc gia, 2 đại liên minh là người của Thượng Thanh Đại Thiên thế giới. So với 2 đại liên minh, trong 8 đại gia tộc đều phủ lên sắc thái thần bí, làm cho người ta khó đoán được. Tục truyền thực lực của mỗi gia tộc trong 8 đại gia tộc Thượng Thanh Đại Thiên thế giới đều là đỉnh cấp, có thực lực siêu thoát thế ngoại, bàng quan, trường tồn trong thiên địa, căn bản khó nhìn thấy bọn họ. Nhưng cũng không ảnh hưởng tới uy danh của 8 đại gia tộc, chỉ cần là người biết rõ 8 đại gia tộc, cũng biết được sự khủng bố của 8 đại gia tộc này. An Thi Giao nói, 8 đại gia tộc này là 8 đại cổ tộc, là tồn tại cổ xưa trong thế giới hỗn độn. Nghe nói mỗi người trong 8 đại cổ tộc đều có nghĩa vụ thủ hộ thế giới. Đối với 8 đại cổ tộc, trách nhiệm này là trách nhiệm bẩm sinh của họ, bọn họ cần phải bảo hộ tất cả thế giới. Ở trong thế giới hỗn độn, với tư cách tồn tại xưa nhất, bọn họ vừa ra đời đã được thiên địa chiếu cố, tự nhiên cũng có trách nhiệm bẩm sinh, không có gì là kỳ quái. Lục Lâm Thiên gật đầu, lập tức nói với An Thi Giao. Nhưng mà chuyện này có liên quan gì tới việc Vạn Thiên Liên Minh và Chiến Thiên Liên Minh không dám ra tay với Thị Hoang thế giới sao? An Thi Giao ngẩng đầu, mỉm cười, nói. Vạn tù chi tôn huyết thiên đế dùng thế niết bàn, Thị Hoang thế giới tuy không phải của hắn, nhưng mà hắn bây giờ là Thị Hoang thế giới, huyết thiên đế hoàn toàn có thể khống chế cả Thị Hoang thế giới, kể cả tự bạo Thị Hoang thế giới, một thế giới tự bạo, sợ rằng cấp độ hóa hồng cảnh cũng khó sống nổi, trọng yếu nhất là... 8 đại cổ tộc tuyệt đối sẽ không cho phép xảy ra chuyện này, bọn họ sẽ không cho phép bất cứ thế giới nào bị hủy diệt, nếu ai hủy diệt một thế giới, kẻ đó sẽ là tử địch của 8 đại cổ tộc. Sẽ bị 8 đại cổ tộc liên thủ vây quét, cho dù là 2 đại liên minh cũng không dám làm như vậy. Thì ra là thế, ta hiểu rồi. Lục Lâm Thiên cười vui vẻ. Người khác có lẽ không hiểu, nhưng mà Lục Lâm Thiên sau khi nghe xong đã hiểu rõ, tất cả thế giới đều được diễn sinh từ thế giới hỗn độn. Tiểu thế giới bị diệt, sẽ sinh ra một ít ảnh hưởng tới thế giới hỗn độn, tất cả thiên địa uy áp trong tiểu thế giới đều là áp chế người có thực lực mạnh phá hủy tiểu thế giới. Mà nếu ai phá hủy một thế giới, sẽ tạo ra ảnh hưởng tới thế giới hỗn độn, thân là 8 đại cổ tộc mạnh nhất trong thế giới hỗn độn, có quan hệ tới đại năng dung hợp thế giới hỗn độn chi nguyên, sở dĩ phải ra tay thay người nọ, đó là việc cần làm. Cho nên hiện tại huyết thiên đế dung hợp thị hoang thế giới. Cho dù thế giới hỗn độn người sẽ không thế nào với huyết thiên đế, thậm chí tính toán ra, huyết thiên đế bởi vậy mà có chút liên hệ với thế giới hỗn độn. Bởi vậy Vạn Thiên Liên Minh và Chiến Thiên Liên Minh lại gây phiền toái cho thị hoang thế giới, vạn nhất chọc thị hoang thế giới tự bạo, sợ rằng 8 đại cổ tộc cũng sẽ không bỏ qua cho người 2 đại liên minh. Người 2 đại liên minh mạnh hơn nữa cũng không dám chọc người 8 đại cổ tộc, huống chi bây giờ bọn họ thảm bại trong thị hoang thế giới. Mà đó chỉ là mấy thế lực và gia tộc nhỏ trong Vạn Thiên Liên Minh và Chiến Thiên Liên Minh mà thôi, cũng không có quá nhiều quan hệ với Vạn Thiên Liên Minh hoặc là Chiến Thiên Liên Minh. Về sau thị hoang thế giới xem như an toàn, Lục Lâm Thiên cảm thấy nhẹ nhõm không ít, lúc này cho dù không chọc người Vạn Thiên Liên Minh cùng Chiến Thiên Liên Minh, bọn họ ít nhất sẽ không dám báo thù hiển nhiên, bởi vì cái giá phải trả quá lớn. Tâm tình nhẹ nhõm không ít, Lục Lâm Thiên và An Thi Giao cũng nói chuyện thật lâu. Thương hội có không ít chuyện cần bàn, rời khỏi tiểu sảnh, Lục Lâm Thiên lại đi tới đại điện. Trong đại điện, tất cả đệ tử hạch tâm của Thất Sát Môn đều ở trong đại điện, nhưng mà hôm nay có phần đặc biệt, không ít nhân vật trọng yếu của Tây Vương Phủ đều ở đây, chuyện này làm cho không ít đệ tử Tây Vương Phủ và Thất Sát Môn ngạc nhiên. Trước mắt mọi người nhìn Lục Lâm Thiên và Mộc Vương đi cùng với nhau, lập tức hành lễ. Bái kiến trưởng môn, bái kiến Mộc Vương, mọi người hành lễ. Lục Lâm Thiên và Mộc Vương cùng ngồi xuống, nhưng mà Mộc Vương cũng rất khách khí, hoàn toàn xem mình thành hậu bối, ngược lại khách khí với Lục Lâm Thiên. Mọi người lập tức chia vị trí cho mình, Lục Lâm Thiên nhìn các thân ảnh quen thuộc trong Thất Sát Môn. Lúc này Âm Quỷ và Phong Đô Tam Hồn đều tới đại điện, Thất Kiếm, Bảy Sát, Âm Minh Dạ Xoa, Địa Long, Phạm Thống, Kim Viên cũng có mặt, ánh mắt Lục Lâm Thiên vui vẻ tuyên bố Mộc Vương và cả Tây Vương Phủ sáp nhập vào Thất Sát Môn. Xác nhập. Tin tức này truyền ra, tất cả đệ tử hạch tâm của Thất Sát Môn cùng Tây Vương Phủ kinh ngạc. Thời điểm Lục Lâm Thiên tuyên bố huyết thiên đế cũng gia nhập Thất Sát Môn, ánh mắt tất cả mọi người đều đặc sắc, đặc biệt là đối với đệ tử Thất Sát Môn mà nói,
Vạn Tù Chi Tôn Huyết Thiên Đế cũng gia nhập Thất Sát Môn, về sau Thất Sát Môn có cường giả tọa chấn, nó đại biểu cho cái gì thì mọi người biết rõ. Thất Sát Môn sắp rầm rộ rồi. Vạn Tù Chi Tôn Huyết Thiên Đế gia nhập Thất Sát Môn, về sau Thất Sát Môn chính là bá chủ thị hoang thế giới, chúng ta cho dù đi ra ngoài cũng có chỗ dựa. Thất Sát Môn rầm rộ. Trong đại điện, có người hưng phấn hoa chân múa tay, Vạn Tù Chi Tôn Huyết Thiên Đế gia nhập Thất Sát Môn, không thể nghi ngờ trở thành thuốc an thần cho tất cả người Thất Sát Môn. Huyết Thiên Đế cũng gia nhập Thất Sát Môn, đối với Tây Vương Phủ mà nói, tự nhiên không có vấn đề, những năm qua đồng cam cộng khổ với Thất Sát Môn, cùng chung hoạn nạn, cũng sớm có thể dung hợp với nhau. Cuối cùng Lục Lâm Thiên tuyên bố, Mộc Phương về sau chính là Thất Sát Môn phó trưởng môn, Huyết Thiên Đế chính là Thất Sát Môn hộ môn tôn sứ. Tuyệt hơn là, hiện tại Thất Sát Môn có chuyện gì, Lục Lâm Thiên trực tiếp giao cho Mộc Phương, trong ánh mắt ngạc nhiên của Mộc Phương, Lục Lâm Thiên cười hắc hắc rời khỏi đại điện. Những chuyện rườm rà này, Lục Lâm Thiên thật vất vả tìm được một người tiếp thu, tự nhiên phải bỏ chạy. Nhưng mà ngày hôm sau, Lục Lâm Thiên muốn lười biếng cũng không có biện pháp, gần đây Thất Sát Môn rất thiếu tiền, thay ra Tây Vương Phủ đã sớm không còn đủ lương thực, so với Thất Sát Môn còn thảm hại hơn, ngay cả tất cả nhẫn chữ vật trong chiến đấu, trên cơ bản đều bị Huyết Thiên Đế đánh nát, không có quá nhiều thu hoạch. Bởi vậy, Phạm Thống ngày hô sau đã đi tới trước mặt Lục Lâm Thiên đòi tiền, cũng may Lục Lâm Thiên hiện tại không thiếu tiền, bảo Phạm Thống trực tiếp đi thương hội Thải Vân đòi là được. Sư phụ lão nhân ra lưu lại trong Vạn Thiên Tạp rất nhiều tinh thạch thế giới, đầy đủ tiêu hao một hồi. Nhưng mà Lục Lâm Thiên cũng không có quá dễ dàng, tinh thạch thế giới nhiều, nhưng khi Thất Sát Môn phát triển, tiêu hao cũng như hồng thủy, có không thể tiêu hao nổi. Phạm Thống rời đi đã giao một ngọc giản tin tức cho Lục Lâm Thiên, nói là Linh Thứ Tháp đưa tới. Linh Thứ Tháp? Lục Lâm Thiên nhíu mày, những năm này Linh Thứ Tháp có tình huống gì Lục Lâm Thiên cũng có biết hiểu, mấy năm qua Linh Thứ Tháp không có hỗ trợ, nhưng cũng không bỏ đá xuống giếng. Cầm ngọc giản tin tức, tâm thần Lục Lâm Thiên quan sát, bên trong có 8 chữ lớn, không mặt mũi gặp nhau, không thể tương kiến. Hô! Lục Lâm Thiên hít sâu một hơi, người giao ngọc giản này, Lục Lâm Thiên không cần suy đoán cũng biết, trừ Ôn Tuấn Hùng ra không còn người khác. Thời gian từ từ trôi qua, cả thị hoang thế giới mấy ngày nay cũng sôi trào không ngớt, Vạn Tù Chi Tôn Huyết Thiên Đế vẫn còn sống. Căn bản không cần truyền ra, tất cả mọi người đều biết rõ, ngày đó Huyết Thiên Đế hét lớn một tiếng, người trong thị hoang thế giới đều rõ. Mà nghe nói Huyết Thiên Đế giận dữ, đánh chết 200 vạn người của Vạn Thiên Liên Minh cùng Chiến Thiên Liên Minh, tất cả mọi người hít khí lạnh. Trưởng môn Thất Sát Môn Tây Phương Cầu Bại đánh chết mấy cường giả cũng bị người ta thêm mắm thêm muối, sinh động như thật. Vào thời điểm này, Thất Sát Môn cũng dùng tốc độ nhanh nhất khống chế thị hoang thế giới. Huyết Thiên Đế cũng gia nhập Thất Sát Môn, Bắc Đấu Môn bị phá hủy, Thất Sát Môn tiếp thu thị hoang thế giới, tất cả không có vấn đề, chỉ là thời gian mà thôi. Một ít chuyện rườm rà có đệ tử hạch tâm Thất Sát Môn đi hoàn thành, Lục Lâm Thiên cũng tránh quấy rầy. Hoàng hôn, tà dương như máu, bầu trời biến hóa. Trên ngọn núi cao Vepsilon T trong mây, thân ảnh Lục Lâm Thiên đứng chắp tay nhìn trời, nhìn tà dương như máu, trong đầu nghĩ đến chuyện trên đại lục Linh Vũ. Lục Lâm Thiên lĩnh ngộ tân sinh đại đạo, trong nháy mắt đó hắn tiến vào một loại trạng thái kỳ diệu, dĩ nhiên có thể tương liên với đại lục Linh Vũ thế giới, nhìn thấy toàn cảnh của Linh Vũ thế giới, cũng thấy các thân ảnh quen thuộc nhưng càng làm nội tâm Lục Lâm Thiên nhớ nhung. Hô! Thật lâu sau đó, Lục Lâm Thiên khẽ ngẩng đầu, từ từ hít sâu một hơi, tinh quang trong mắt sáng ngời, mình nhất định phải cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn mới được, chỉ có biến thành cường giả chính thức, mới có thể bảo vệ Linh Vũ thế giới. Mà Linh Vũ thế giới chính là gốc rễ của hắn, hắn cũng cần Linh Vũ thế giới. Tiểu tử, đa sầu đa cảm như vậy không giống ngươi tí nào. Trong thiên trụ giới, từ lần trước Lục Lâm Thiên không có phong tỏa thiên trụ giới, Lục Lâm Thiên vẫn không đóng thiên trụ giới, bởi vậy Tam Kỳ Lão Nhân vẫn có thể quan sát tình cảnh bên ngoài. Kỳ Lão, ngươi không phải bế quan rồi sao? Lục Lâm Thiên nói nhỏ, Kỳ Lão từ lần vào trong biển máu lúc trước, hắn đạt được rất nhiều chỗ tốt. Linh hồn khôi phục rất nhiều. Là bế quan, nhưng đột nhiên nhớ tới một chuyện. Tam Kỳ Lão Nhân nói. 20 năm sắp qua rồi, người còn nhớ lời ta nói không? Nhớ rõ. Lục Lâm Thiên nói, lúc trước Kỳ Lão bảo mình và Kim Viên đến thị hoang thế giới tôi luyện 20 năm, nói là 20 năm sau sẽ có an bài khác,
tính toán ra, thời gian 20 năm sắp tới rồi. Lục Lâm Thiên nói nhỏ. Tính toán ra cũng còn hơn một năm. Thời gian cũng không còn nhiều lắm, thị hoang thế giới này xong, ngươi nên chuẩn bị đi, có thể rời khỏi thị hoang thế giới, vốn cho rằng thời gian 20 năm, tối đa tôi luyện cũng chỉ có thể đạt tới ngộ chân cảnh là khó lường rồi, nghĩ tới ngươi lại biến thái như thế, dĩ nhiên đã đến bán đạo chi cảnh, xem ra, ta phải an bài lần nữa mới được. Tam kỳ lão nhân nói với Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên cười nhạt một tiếng, 18-19 năm qua, mình ở thiên trụ giới hơn một nửa thời gian, bởi vậy tương đương với mấy trăm năm, còn có hỗn độn âm dương quyết, đến bán đạo chi cảnh, Lục Lâm Thiên chính mình cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nhưng hắn cực kỳ thỏa mãn. Không biết kỳ lão có an bài gì? Lục Lâm Thiên hỏi Tam kỳ lão nhân. Tam kỳ lão nhân nói. Lúc trước ta nói rồi, ta sẽ phụ đạo giúp ngươi nhanh chóng trở thành cường giả, tìm kiếm con đường thích hợp cho ngươi đi, đến thị hoang thế giới, ta cũng thường xuyên quan sát ngươi. Nhưng hiện tại đã khác so với những suy nghĩ ban đầu của ta, tiểu tử ngươi căn bản không cần ta chỉ đạo, ngươi đã sớm tìm ra đường của mình, đi còn cao hơn dự kiến của ta, cho nên sau này ta không quyết định thay ngươi nữa. Vừa dứt lời, Tam kỳ lão nhân than thở, Tề Thiên trụ giới đối với Lục Lâm Thiên mà nói có tác dụng quá lớn. Tiểu tử, đây là lần cuối cùng ta quyết định giúp ngươi, đại khái còn có một năm rưỡi nữa, hai đại liên minh sẽ tổ chức vạn thế đối quyết. Ta hy vọng ngươi đi tham gia vạn thế đối quyết. Vạn thế đối quyết. Lục Lâm Thiên nghe xong, ánh mắt run lên, hắn bố trí cấm chế, tử lôi huyền đỉnh xuất hiện bao phủ nơi này. Lục Lâm Thiên vừa dứt lời, hắn tiến vào tầng 6 thiên trụ giới, lúc này Tam kỳ lão nhân đã ở tầng 6 thiên trụ giới. Lúc trước người mang hỗn độn âm dương quyết, Lục Lâm Thiên cũng không dám quá bạo lộ bí mật hỗn độn âm dương quyết, bởi vậy mới đặt Tam kỳ lão nhân ở tầng 5 thiên trụ giới. Nhưng bí mật hỗn độn âm dương quyết đã bị huyết thiên đế nhìn trộm rõ ràng, Lục Lâm Thiên cũng sẽ không có giấu giếm nữa, cho nên dứt khoát đưa Tam kỳ lão nhân đến thiên trụ giới tầng thứ 6. Tam kỳ lão nhân nhìn Lục Lâm Thiên tiến vào thiên trụ giới, nói. Nhà đầu kia rời khỏi dây đã từng đề cập tới vạn thế đối quyết. Ân, Lục Lâm Thiên gật đầu, ma linh yêu nữ đã từng đề cập qua với mình, vạn thế đối quyết, thương khung chiến trường, chỉ có khi đi tới bước này. Mình mới có tư cách, đang định hỏi Tam kỳ lão nhân có biết việc này hay không, vội vàng hỏi. Kỳ lão, vạn thế đối quyết và thương khung chiến trường là thế nào? Tam kỳ lão nhân nhìn Lục Lâm Thiên, hỏi. Vạn thế đối quyết và thương khung chiến trường là hai việc khác nhau, vạn thế đối quyết ngươi chưa tham gia, vậy đừng nói tới thương khung chiến trường, ngươi chỉ có chiến thắng trong vạn thế đối quyết mới có cơ hội tham gia thương khung chiến trường. Vạn thế đối quyết. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên. Hắn cảm thấy huyết dịch trong người sôi trào. Vạn thế đối quyết, kỳ thật tính toán ra chính là một nơi chiến đấu liên tục, nhưng muốn chiến thắng lại không dễ dàng. Tam kỳ lão nhân nói với Lục Lâm Thiên. Hôm nay ta sẽ nói cho ngươi biết một ít, cũng để ngươi có chuẩn bị trong lòng. Vậy phiền toái kỳ lão. Lục Lâm Thiên gật đầu, lúc này nghe Tam kỳ lão nhân tự thuật. Tam kỳ lão nhân tự thuật, Lục Lâm Thiên mới biết được, cái gọi là vạn thế đối quyết. Chính là một lần quyết đấu do Vạn Thiên Liên Minh cùng Chiến Thiên Liên Minh cộng đồng tổ chức, là nơi cho người trẻ tuổi chiến đấu với nhau. Trong 3.000 đại thế giới, tuổi thọ của tu luyện giả có thể so sánh với thiên địa, nhưng với cường giả mà nói, tuổi thọ rất khủng bố, đồn đãi đến tuyên cổ cảnh sẽ có thể trường sinh, tuyên cổ bất diệt. Cho nên giới hạn được gọi là người trẻ tuổi, trong cả 3.000 đại thế đều công nhận là người tu luyện dưới ngàn năm. Tu luyện dưới ngàn năm xem như người trẻ tuổi. Trong 3.000 đại thế giới có rất nhiều vật và phương pháp kiểm tra tuổi, có thể trực tiếp kiểm tra tu luyện linh hồn và nguyên lực thời gian dài ngắn, dù ai cũng không cách nào tránh được kiểm tra, vượt qua ngàn năm sẽ không được tham gia. Vạn thế đối quyết sẽ do tất cả tiểu thế giới báo danh tham gia, sẽ đi tới tiểu thế giới trung tâm tiến hành thi đấu, sau đó số rất ít người thắng trận sẽ tiến tới trung thiên thế giới. Ở trung thiên thế giới, bọn họ phải đấu với người chiến thắng tới từ các tiểu thế giới khác nhau. Người chiến thắng cuối cùng đại biểu trung thiên thế giới đọ sức tầng cao hơn, cứ thế mà tính lên. Người chiến thắng cuối cùng sẽ đi tới đại thế giới, cũng chính là thế giới hỗn độn, ở trong thế giới hỗn độn sẽ đạt được chỗ tốt cực lớn. Nói cho đúng, nếu có thể tham gia vạn thế đối quyết sẽ thuận lợi đi tới đại thế giới, giống như muốn từ tiểu thế giới tiến tới trung thiên thế giới. Cho nên muốn đi vào thế giới hỗn độn phải chiến thắng liên tiếp,
muốn từ vạn thế đối quyết tiến vào thế giới hỗn độn, cần phải trải qua chiến đấu liên tục. Vạn thế đối quyết, thì ra là như thế. Sau khi Lục Lâm Thiên nghe xong, sắc mặt của hắn ngạc nhiên không ít, đây là tất cả thế giới trong Thượng Thanh Đại Thiên thế giới chiến đấu với nhau. Tam Kỳ lão nhân lườm Lục Lâm Thiên, nói. Như thế nào, người sợ sao, vạn thế đối quyết, tất cả thế hệ trẻ trong Thượng Thanh Đại Thiên thế giới đều tham gia, trong đó có không ít thế hệ bất phàm và hắc mã. Mỗi một lần vạn thế đối quyết đều xuất hiện nhân vật kinh tài tuyệt diễm, những người này không ai không phải con cưng của trời, vô cùng khó đối phó. Hô! Lục Lâm Thiên bình tĩnh lại, hắn tươi cười rất tươi, năm đó ở Linh Vũ Thế Giới, trong đại hội Tam Tông Tứ Môn, thập đại cường giả trẻ tuổi quyết đấu với nhau, chính mình không phải đối kháng với tất cả cường giả trẻ tuổi hay sao? Lúc trước Nguyên Nhược Lan, Lam Thập Tam, Tử Yên, Đạm Thai Tuyết Phi cũng không dễ đối phó. Mà mẫu thân Du Thược Lăng Thanh Tuyền và đại ca Dương Quá đều là hắc mã. Hắn một đường đi tới hôm nay, tất cả đã vượt qua Linh Vũ Thế Giới. Ánh mắt hăng hái, Lục Lâm Thiên sờ chớp mũi, ánh mắt như nhớ lại thân ảnh như tiên tử kia, nói. Vạn thế đối quyết, cuối cùng ta sẽ đi tới đó, ta nhất định sẽ đứng trước mặt nàng, trước thế giới hỗn độn nói mình có tư cách. Tam Kỳ lão nhân nói. Khẩu khí cũng không nhỏ, người cần phải ghi nhớ. Đặc biệt tại Chấn Thiên Thế Giới, những người trẻ tuổi bất phàm đều có thế lực lớn ủng hộ, vừa đột phá nhanh chóng mà thực lực rất mạnh, cho dù là thực lực của ngươi hiện tại, ta cam đoan, muốn chiến thắng các tiểu thế giới quá khó khăn, khó bảo toàn không gặp vài hắc mã, khi đó có nguy cơ bị loại rất cao. Nếu rất dễ dàng, ta không có hứng thú tham gia đâu. Lục Lâm Thiên mỉm cười, tiếp tục nói. Kỳ lão, thương khung chiến trường là thế nào? Thương khung chiến trường. Tam Kỳ lão nhân nhìn Lục Lâm Thiên, ánh mắt trong lúc mơ hồ mang theo rung động, ánh mắt chấn động lóe lên rồi biến mất. Thương khung chiến trường, người chưa thể tiến vào, cũng chưa cần biết rõ, thiên phú ngươi khủng bố, chỉ cần lĩnh ngộ tân sinh đại đạo, cho dù là trong thế giới hỗn độn cũng không có bao nhiêu người có thiên phú như ngươi. Nhìn Lục Lâm Thiên, Tam Kỳ lão nhân nghiêm túc nói. Nhưng ta có thể nói cho ngươi biết, ngươi muốn đám người sau lưng nha đầu kia nhìn thẳng. Vậy ngươi cần phải đứng ở nơi cao nhất thương khung chiến trường, khi đó ngươi mới có tư cách kia. Thương khung chiến trường, ta sẽ đi. Lục Lâm Thiên cười nhạt nói. Tam Kỳ lão nhân phải nhìn thẳng Lục Lâm Thiên, nói. Vạn thế đối quyết, trong tiểu thế giới chia làm ngộ chân cảnh cùng thông thiên cảnh, ta vốn cho rằng trong vòng 20 năm, ngươi có thể đến ngộ chân cảnh cũng đã là kỳ tích, chỉ cần thắng trong thế giới là được, ngược lại có thể đạt được không ít chỗ tốt. Đối với ngươi sẽ có trợ giúp rất lớn, đến lúc đó, ta lại có an bài khác, dùng năng lực của ta giúp ngươi trưởng thành nhanh hơn, cho nên ta vốn an bài, sau vạn thế đối quyết đằng cũng không có bao nhiêu việc cho ngươi, nhưng không nghĩ tới ngươi đã tới bán đạo chi cảnh. Vượt qua ta dự đoán của ta, ngay cả kim viên cũng đều đến thông thiên cảnh cao giai đỉnh phong. Đa tạ Kỳ lão. Kỳ lão rất quan tâm mình, Lục Lâm Thiên sao lại không biết, hắn lập tức thi lễ. Tiểu tử đừng làm thế. Lão tử không ăn nhất là kiểu cách này. Tam Kỳ lão nhân nhìn Lục Lâm Thiên, bĩu môi, nói. Thật muốn cảm ơn ta, nên đoạt danh hiệu quán quân vạn thế đối quyết đi, lão tử có hứng thú với chuyện này hơn. Lục Lâm Thiên rời khỏi thiên trụ giới đã là đêm khuya, trăng sáng trên cao, bầu trời tỏa sáng. Hôm sau, Lục Lâm Thiên đang muốn tìm Mộc Vương, ý định cùng Kim Viên bế quan một năm sau hắn sẽ rời khỏi thị hoang thế giới. Tham gia vạn thế đối quyết. Thời gian gần đây, Lục Lâm Thiên cũng muốn hảo hảo lĩnh ngộ xem có cơ hội đột phá bán đạo chi cảnh hay không, bán đạo chi cảnh và đại đạo cảnh có cách biệt thật lớn. Mà Kim Viên cũng muốn tham gia vạn thế đối quyết, đoạn thời gian này hắn phải chuẩn bị mới được. Nhưng mà thời điểm Lục Lâm Thiên muốn đi tìm Mộc Phương đã đi trước một bước, nhìn thấy Lục Lâm Thiên, lập tức tu bất đắc dĩ, nói. Ta nói Lục trưởng môn. Ngươi làm trưởng quầy vung tay thật tốt mà, nhưng ngươi có biết bây giờ thất sát môn có một đống chuyện lớn áp xuống, đầu của ta sắp nổ tung rồi đây. Lục Lâm Thiên cười hắc hắc, hắn tự mình kéo ghế, mời Mộc Phương ngồi xuống, nói. Ngươi tài giỏi nên làm việc nhiều, khổ cực Mộc Phương rồi. Ngươi cũng đừng nâng ta lên, lão tổ sẽ thu thập ta đấy. Mộc Phương cũng không dám tiếp nhận lời khách sáo của Lục Lâm Thiên, huyết thiên đế lão tổ xưng huynh gọi đệ với người ta. Hắn còn kém quá xa mà. Lục Lâm Thiên ấn Mộc Vương lên ghế, cười nói. Quan hệ giữa chúng ta, chỗ huyết lão ca cũng không sao đâu.
Mộc Phương ngồi xuống, ngẩng đầu lên nói. Ta có chuyện cần nói với ngươi, lão tổ tối hôm qua cũng đã rời khỏi thị hoang thế giới, bảo ta hôm nay báo cho ngươi biết. Huyết lão ca đi. Lục Lâm Thiên kinh ngạc, huyết thiên đế đi khi nào, Lục Lâm Thiên cũng không biết, nhưng mà nghĩ lại cũng bình thường, với thực lực huyết thiên đế, tăng thêm trong thị hoang thế giới này, huyết thiên đế muốn vô thanh vô tức rời đi cũng không ai có thể nhìn trộm. Mộc Phương nói, lão tổ nói muốn đi ra ngoài lưu lạc, tại thị hoang thế giới này khó mà tiến bộ được, nhưng mà về sau thị hoang thế giới sẽ càng ngày càng mạnh, không bao lâu nữa thị hoang thế giới sẽ có thể đột phá đại đạo cảnh, chỉ cần tu vị lão tổ tăng cường. Năng lượng thiên địa trong thị hoang thế giới sẽ càng ngày càng mạnh. Xem ra, huyết lão ca cũng không chịu ngồi yên. Lục Lâm Thiên than nhẹ, với tu vị thực lực của huyết thiên đế, hắn muốn đi ra ngoài có người biết là không có bao nhiêu, bởi vì huyết thiên đế dung thế niết bàn, về sau thị hoang thế giới sẽ càng ngày càng mạnh, ngay cả thực lực như huyết thiên đế vẫn điên cuồng theo đuổi thực lực, chuyện này làm cho Lục Lâm Thiên cảm thấy áp lực thật lớn. Lão tổ trước khi đi, lưu lại hai vật. Một chính là nhẫn chữ vật này. Hắn giao một túi gấm cho Lục Lâm Thiên, nói. Lão tổ bàn giao, đều giao cho ngươi, có thể dùng để phát triển phi linh môn. Lục Lâm Thiên mở ra xem, bên trong chính là mấy trăm nhẫn chữ vật, từ khí tức không phải nhẫn chữ vật bình thường, lập tức cầm một cái quan sát, bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Lục Lâm Thiên liên tục quan sát chiếc nhẫn khác, thần sắc trên mặt càng ngày càng đặc sắc. Nhìn thấy sắc mặt Lục Lâm Thiên biến hóa. Mộc Phương tươi cười, trong nhẫn chữ vật có gì thì hắn biết rõ ràng, tối hôm qua lão tổ giao cho hắn, hắn đã xem qua rồi, sáng hôm nay vẫn chưa bình tĩnh lại, thiếu chút nữa khó thở. Hô! Thời điểm kiểm tra tất cả nhẫn chữ vật, Lục Lâm Thiên hít sâu một hơi, hắn ngồi lên ghế, ánh mắt ngơ ngác nhìn đỉnh đại sảnh, nói. Bà mẹ nó, lần này phát tài rồi. Mộc Phương cười cười, nói với Lục Lâm Thiên. Đây là lão tổ sư môn lưu lại một phần bảo tàng, nói là trước dùng để phát triển phi linh môn, có chút cất chứa, về sau phi linh môn muốn phát triển cũng không thành vấn đề. Muốn phát triển ở nơi này, vậy phải có bạo động. Hai mắt Lục Lâm Thiên rung động, trong những nhẫn chữ vật này, có vô số tiên thiên linh khí, đan dược, linh dược, tài liệu luyện khí, khôi lỗi, rất nhiều công pháp chồng chất như núi. Lục Lâm Thiên quan sát những nhẫn chữ vật này. Bên trong có 10 kiện áo nghĩa linh khí, đủ làm cường giả tuyên cổ cảnh động tâm, cường giả niết bàn cảnh dốc sức liều mạng vì áo nghĩa linh khí, lúc này có 10 kiện đặt trước mặt Lục Lâm Thiên. Những đan dược kia cũng là đan dược cao cấp, còn có vài loại khôi lỗi cực kỳ đặc biệt, toàn thân có màu huyết sắc, không biết luyện chế thế nào, khí tức có phần tương tự huyết phách, huyết thiên đế, thiên khôi có hơn 1.000 con, chẳng khác nào có 1.000 thông thiên cảnh. Đạo khôi có 200, nhưng không có bản khôi. Khôi lỗi cấp đạo khôi trong tiểu thế giới đã phát huy tác dụng tới đỉnh điểm. Còn có tinh thạch thế giới, trong nhẫn chữ vật có quá nhiều tinh thạch thế giới, tâm thần Lục Lâm Thiên quan sát, toàn bộ là tinh thạch thế giới trung phẩm trong đó có 10 nhẫn chữ vật đều là tinh thạch thế giới trung phẩm. Mỗi một nhẫn chữ vật đều có diện tích không tầm thường, so với nhẫn chữ vật bình thường trong 3.000 đại thế giới còn lớn hơn không ít, một nhẫn chữ vật có 900.000 ức tinh thạch thế giới trung phẩm, tổng cộng 10 nhẫn chữ vật. Tổng cộng là 1.900.000 ức tinh thạch thế giới trung phẩm. Lục Lâm Thiên nhớ rõ ràng, trong thạch thất thứ ba của sư phụ lão nhân gia lưu lại tinh thạch thế giới chỉ mới 100 vạn ức tinh thạch thế giới trung phẩm. Nghe nói 100 vạn ức tinh thạch thế giới, trung phẩm hẳn tương đương với thân gia của một cường giả niết bàn cảnh đỉnh phong, có lẽ có chút ít niết bàn cảnh không có giá trị như thế. Nhưng 10 nhẫn chữ vật này có giá trị gấp 900 lần của sư phụ hắn lưu lại. Có nhiều của cải như thế. Lục Lâm Thiên biết rõ ràng, đâu chỉ phát triển phi linh môn A-Hát, quả thực là mở rộng thật nhanh. Mộc Phương nhìn thấy biểu lộ rung động của Lục Lâm Thiên, thỏa mãn cười cười, nói. Trưởng môn, thất sát môn lúc nào có thể xử thành phi linh môn, ta nghĩ đến thời điểm này có thể đường đường sửa lại thành phi linh môn, trong thị hoang thế giới không còn kẻ nào là đối thủ của chúng ta rồi. Nhanh, đến lúc đó ta sẽ tuyên bố với mọi người, phi linh môn vẫn tồn tại. Lục Lâm Thiên vừa dứt lời, ánh mắt nhìn Mộc Phương, cầm nhẫn chữ vật giao lại cho Mộc Phương. Những thứ này ngươi giữ đi, ta cầm cũng vô dụng. Trưởng môn, đây là lão tổ bảo đưa cho ngươi. Mộc Phương nói với Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên nhìn qua Mộc Phương, nghiêm mặt nói. Mộc Phương, huyết lão ca giao cho phi linh môn, ngươi bây giờ là phó trưởng môn thất sát môn, tự nhiên là phó trưởng môn phi linh môn, chẳng lẽ ngươi không phải phi linh môn sao?
đặt trong người của ngươi và ta không có bất kỳ điểm khác nhau, sau này chúng là nội tình của chúng ta, dùng để phát triển phi linh môn. Mộc Phương nghe vậy, hắn thu nhẫn chữ vật vào tay, ánh mắt kinh ngạc khó che giấu. Lục Lâm Thiên nhìn Mộc Phương, nói. Trong thị hoang thế giới này, chúng ta không còn địch thủ, nhưng bên ngoài thị hoang thế giới lại có không ít địch thủ đấy. Hiện tại chúng ta đều ở trong thị hoang thế giới, rễ của chúng ta ở trong thị hoang thế giới. Huyết Lão Ca là chủ nhân thị hoang thế giới, chúng ta không thể để thị hoang thế giới ngoài ý muốn được. Có chút chuyện không phải cứ cần Huyết Lão Ca ứng phó, chúng ta phải tăng cường, chỉ có trở nên mạnh hơn nữa mới có thể thủ hộ tất cả, thủ hộ thị hoang thế giới. Nghe vậy, nhìn qua Lục Lâm Thiên, Mộc Phương sinh ra rung động thật lớn, ngẩng đầu lên, nói. Trưởng môn, thực không dám đấu giếm, ngay từ đầu Lão Tổ bảo Tây Vương Phủ sát nhập với Phi Linh Môn, bản thân cũng gia nhập Phi Linh Môn, ta nhất thời không nghĩ ra, nhưng ta tin tưởng Lão Tổ, hiện tại ta rốt cục hiểu ánh mắt Lão Tổ độc cỡ nào, không phải ta có thể đủ nhìn thấu. Đúng rồi, bảy viên đại đạo hồn nguyên tinh này Lão Tổ bảo ngươi an bài thích đáng. Mộc Phương lại móc bảy viên đá đưa cho Lục Lâm Thiên. Đại đạo hồn nguyên tinh. Lục Lâm Thiên tiếp nhận, nhưng năng lượng và linh hồn trong đó lại không phải đại đạo cảnh có thể sánh bằng. Lục Lâm Thiên nhận ra lai lịch của những vật này, trong đại hoang, bảy khô lâu tín niệm bất diệt cầm theo bảy vật này, bảy người có quan hệ không tầm thường với Huyết Thiên Đế. Trong đại đạo hồn nguyên tinh này đều có quán đỉnh truyền thừa, chính là bảy huynh đệ của Lão Tổ khi còn sống trong Hắc Thủy Ngục giam lưu lại, bảy người này khi còn sống đều là trọng phạm của hai liên minh. Bị cấm chế trong Hắc Thủy Ngục giam, cuối cùng quen biết Lão Tổ, bảy người khi còn sống đều là đại đạo cảnh cao giai đỉnh phong, đã bước một bước vào Niết Bàn cảnh, đại đạo hồn nguyên tinh so còn mạnh hơn đại đạo hồn nguyên tinh bình thường, thích hợp cho người có tu vị thông thiên cảnh phục dụng. Đến lúc đó sẽ nhanh chóng bước vào đại đạo cảnh, nếu thông thiên cảnh cao giai ăn vào, lập tức đặt chân đại đạo cảnh cũng có thể. Mộc Phương nhìn qua Lục Lâm Thiên, nói. Lão Tổ cố ý bàn giao. Bảy đại đạo hồn nguyên tinh này tốt nhất nên giao cho người phi linh môn, chỉ tiếc không có mộc thuộc tính. Ta nhất định sẽ an bài thật kỹ, sẽ tìm truyền nhân cho bảy tiền bối này. Lục Lâm Thiên nói ra. Ánh mắt Mộc Phương hơi chấn động, ngẩng đầu nói với Lục Lâm Thiên. Ta phát giác thuộc tính bảy đại đạo hồn nguyên tinh vừa vặn giống hệt thuộc tính của bảy người thất kiếm, nếu để cho bảy người này ăn vào, thất kiếm là bảy huynh đệ, hiệu quả nhất định mạnh hơn không ít. Có lẽ trong lòng Lão Tổ có hoài niệm, nhưng mà bảy người này cao thấp không đều, đám người Diêu Quang chỉ là thông thiên cảnh cao giai. Vậy cứ cho đám người Diêu Quang đột phá đại đạo cảnh đi. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên, hắn thu nguyên tinh lại, bảy nguyên tinh này có thể nhanh chóng bồi dưỡng ra bảy niết bàn cảnh, cho thất kiếm là thích hợp nhất. Lập tức Lục Lâm Thiên nói với Mộc Phương mình muốn bế quan, chuyện này làm cho Mộc Phương khinh bỉ Lục Lâm Thiên, nhưng mà lại bất đắc dĩ. Lão Tổ xưng huynh gọi đệ với trưởng môn, hắn chỉ có thể nhận mà thôi, nhưng mà biết rõ đây là tín nhiệm tuyệt đối. Mộc Phương, trước khi bế quan, ta có một chuyện cần ngươi đi làm, cần ngươi hỗ trợ an bài. Lục Lâm Thiên dứt lời, hàn ý bộc phát. Cảm giác khí tức trên người Lục Lâm Thiên biến hóa, thần sắc lập tức nghiêm túc, nói. Nói đi, giao cho ta là được rồi. Sau khi bàn giao xong, Lục Lâm Thiên lấy một đống lớn đại đạo hồn tinh bình thường giao cho Mộc Phương. Ngày đó, đệ tử hạch tâm thất sát môn đều hội tụ, trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, tất cả đệ tử hạch tâm đều đạt được chỗ tốt rất lớn, chọn tiên thiên linh khí, đan dược tinh thạch, thiên tài địa bảo thích hợp với bản thân. Tất cả người có tu vị thông thiên cảnh đều đạt được đại đạo hồn tinh, cuối cùng rung động nhất chính là âm minh dạ xoa, địa long, đường ngũ, thiên su, âm quỷ. Kim Viên và đại đạo cảnh trung giai tên Trọng Linh của Tây Vương Phủ, là đại hán tu luyện linh hồn áo nghĩa, bảy người này nhiệt huyết sôi trào, nghẹn họng nhìn áo nghĩa linh khí trong tay của mình. Áo nghĩa linh khí, tu vị tuyên cổ cảnh cũng phải động tâm, niết bàn cảnh đủ liều mạng, âm minh dạ xoa và địa long, thiên su, đường ngũ, âm quỷ, Trọng Linh đạt được áo nghĩa linh khí, bọn họ kích động không nói ra lời, nội tâm rung động quá mạnh. Sau đó Lục Lâm Thiên không còn chuyện gì để làm. Cũng định bế quan, hắn mang theo không ít người tiến vào thiên trụ giới. Người có thể tiến vào thiên trụ giới đều là đệ tử hạch tâm, lúc này cũng chọn người của Tây Vương Phủ, bọn họ tiến vào thiên trụ giới khó tránh ngạc nhiên một phen. Âm quỷ, phong đô tam hồn, vấn thân mạc hiện tại mở rộng linh đường không ít tu luyện giả linh hồn áo nghĩa đều tiến vào thiên trụ giới, chuẩn bị luyện chế các loại chiến hạm,
hiện tại không thiếu tài liệu gì, chỉ thiếu thời gian và nhân thủ. Lúc này Lục Lâm Thiên cố ý dẫn Phạm Thống vào thiên trụ giới, hy vọng hắn có thể bế quan tu luyện thời gian ngắn, về phần tài nguyên tu luyện, đối với Phạm Thống hiện tại cần gì đều có, cũng không phải lo lắng. Hiện tại Phạm Thống cảm thấy bất đắc dĩ, hắn thiếu thời gian tu luyện. Luyện khí cứ luyện khí, phục dụng đại đạo hồn tinh bế quan, Kim Viên cũng phục dụng một viên đại đạo hồn tinh, bắt đầu tu luyện trong thiên trụ giới tầng thứ hai, hắn đạt được không ít chỗ tốt. Tiểu gia hỏa này này thật giàu vò quá lâu. Lục Lâm Thiên vào thiên trụ giới tầng thứ nhất, nhìn không gian trước mặt, hắn quan sát Thái A tỏa ra khí thế kinh người, tính toán thời gian trong thiên trụ giới, Thái A đã ở đây trăm năm rồi, chuyện này làm cho Lục Lâm Thiên cảm thấy lo lắng. Nhưng cảm nhận khí tức trên người Thái A, hắn không nhìn thấy có việc gì, Lục Lâm Thiên nhiều lần suy nghĩ cũng quyết định không quấy rầy Thái A. Trưởng môn, Thái A không có việc gì chứ? Âm Minh Dạ Xoa có chút không bỏ xuống được, mỗi ngày đều chờ đợi. Lục Lâm Thiên nhìn qua Thái A, ánh mắt chấn động, nói. Yên tâm đi, Thái A không có việc gì, có lẽ lúc này Thái A còn đạt được chỗ tốt rất lớn đấy. Thiên trụ giới tầng thứ 6, Lục Lâm Thiên xuất hiện ở tầng thứ 6, hắn nói với Tam Kỳ lão nhân vài câu, sau đó hắn tu luyện, thân ảnh khí huyết sát ngập trời xuất hiện trước mặt, chính là Đại Hồn Anh hấp thu huyết sát khí đi ra. Thời gian 8 năm, Đại Hồn Anh đã thôn phệ sạch sẽ khí huyết sát ngập trời huyết phách lưu lại, nhưng bây giờ cần thời gian dung hợp triệt để. Luyện hóa toàn bộ khí huyết sát huyết phách lưu lại, lúc này Đại Hồn Anh tỏa ra khí tức làm Lục Lâm Thiên run sợ. Không biết có đột phá đại đạo cảnh hay không? Một lát sau, Lục Lâm Thiên ngồi xuống, chuẩn bị lĩnh ngộ, hắn kẹt ở bán đạo chi cảnh không thể đột phá, đây là chuyện rất thống khổ. Dựa theo Tam Kỳ lão nhân và Huyết Thiên Đế hai người phân tích, không cách nào đột phá đại đạo cảnh, đó là phải lĩnh ngộ áo nghĩa đạt tới cân đối mới được. Lúc trước phục dụng 6 khỏa đại đạo hồn tinh, 6 đại đạo hồn nguyên tinh phân biệt là linh hồn áo nghĩa, thủy thủy hỏa phong áo nghĩa, tăng thêm không gian áo nghĩa. 6 viên đại đạo hồn tinh giúp 6 thuộc tính của Lục Lâm Thiên tiến bộ thật lớn, một lần hành động đạt tới bán đạo chi cảnh. Rồi sau đó đến Lục Lâm Thiên lĩnh ngộ âm dương chi đạo, kim mộc thủy hỏa thổ áo nghĩa tiến bộ rất lớn, tự nhiên sẽ không tồn tại quá nhiều vấn đề, nhưng mà thời gian áo nghĩa không có tiến bộ quá nhiều. Lục Lâm Thiên cảm giác mình không cách nào mở thiên trụ giới tầng thứ 7, có lẽ là do lĩnh ngộ thời gian áo nghĩa chưa đủ. Trong thị hoang thế giới gần đây đặc biệt bình tĩnh, đương nhiên, loại bình tĩnh này là so sánh với 8 năm trước. Từ khi thế lực Bắc Đấu Môn bị diệt, đại chiến kinh thiên lúc trước chấm dứt, nhưng mà bầu không khí tranh đấu trong thị hoang thế giới vẫn tồn tại, tranh đoạt diễn ra mỗi ngày. Bởi vì thị hoang thế giới cải biến, thậm chí có càng nhiều tu luyện giả bên ngoài tiến vào trong thị hoang thế giới. Không ít tu luyện giả vừa đến thị hoang thế giới đều phát hiện, năng lượng trong thị hoang thế giới đạt tới mức có thể so sánh với thể thế giới trung tâm, nói không chừng có cơ hội đột phá đến đại đạo cảnh, mà không cần đi trung thiên thế giới đột phá, hấp dẫn cỡ này với tu luyện giả dưới đại đạo cảnh có sức hút lớn lao. Thời gian dần qua, thời gian 1 năm đảo mất là kết thúc, thất sát môn mở rộng thật nhanh. Cả thị hoang thế giới đều nằm trong tầm khống chế của thất sát môn. Khi tin tức Huyết Thiên Đế gia nhập thất sát môn truyền ra, tất cả thế lực nhỏ đều muốn ôm đùi thất sát môn. Những người lúc còn lại của thất sát môn và Tây Vương Phủ lúc trước chưa đủ 30 vạn người, trong 1 năm ngắn ngủi đã đạt tới 100 vạn người. Trong 1 năm này, Linh Thứ Tháp cũng rời khỏi thị hoang thế giới, đối với việc Linh Thứ Tháp sống chết mặc bây, thất sát môn có không ít người bất mãn. Linh Thứ Tháp lúc trước không phát binh tương trợ, thiếu tháp chủ Ôn Tuấn Hùng đã rời khỏi thị hoang thế giới từ trước, đám người Bạch Kinh Đường và Viêm Hỏa sau khi thương nghị đã phát tin tức tới Linh Thứ Tháp, ảo Linh Thứ Tháp giải tán, không có trực tiếp động thủ, xem như cho Ôn Tuấn Hùng mặt mũi. Người cũ trong thất sát môn cũng biết, lúc trước thiếu tháp chủ Linh Thứ Tháp Ôn Tuấn Hùng có quan hệ với trưởng môn, nếu Ôn Tuấn Hùng vẫn còn, bọn họ cũng không động thủ với Linh Thứ Tháp. Nhưng mà Ôn Tuấn Hùng đã rời đi. Tăng thêm mọi người biết rõ lúc trước chính là Ôn Thiên Cương không tương trợ, cho nên không cần lưu mặt mũi. Linh Thứ Tháp nhận được tin tức thất sát môn đưa tới, không lâu lắm, không biết vì sao, Linh Thứ Tháp không nói gì, trực tiếp giải tán. Ôn Thiên Cương và một đám cường giả hạch tâm của Linh Thứ Tháp và đệ tử Linh Thứ Tháp đều rời khỏi thị hoang thế giới. Bắc Đấu Môn và các đại thương hội bị diệt. Thương hội Phi Linh và Thương hội Thải Vân trong 1 năm qua đã khống chế tất cả tài nguyên mua bán và giao dịch trong thị hoang thế giới. Đương nhiên,
cũng không có thương hội nhỏ tồn tại, nhưng mà quy mô của nó căn bản không có cách nào so sánh với Phi Linh Thương Hội, Thải Vân Thương Hội. Trong thiên trụ giới, Lục Lâm Thiên khoanh chân mà ngồi, khí tức toàn thân đều không có, nhìn ra xa còn tưởng rằng giống như tạo hóa, nếu không phải quanh thân thể hắn còn có gợn sóng có cảm giác giống như không gian loạn, sợ rằng sẽ có người tưởng rằng tạo hóa thật. Siêu! Đột nhiên, không gian run lên, gợn sóng có cảm giác không gian loạn chung quanh Lục Lâm Thiên đột nhiên nổi lên sóng to gió lớn, chấn động ngày càng kịch liệt, cuối cùng đạt tới tình trạng khủng bố. Tiếp đó, khi gợn sóng trong không gian chấn động mạnh mẽ nhất, thân ảnh Lục Lâm Thiên đột nhiên biến mất không thấy. Siêu! Tại không gian cũng có cảm giác thời không loạn, Lục Lâm Thiên thu thủ ấn lại, hai con mắt mở ra, tâm thần lan tràn ra chung quanh, trong mắt hiện lên sự vui vẻ. Tầng thứ 7. Lục Lâm Thiên thì thào nói, khuôn mặt mừng rỡ, trong tâm thần của hắn, lúc này hắn đã tới tầng thứ 7 thiên trụ giới, cũng đủ để chứng minh trong đoạn thời gian này lĩnh ngộ của hắn đối với thời gian đã có tiến bộ cực lớn. Áo nghĩa thời gian lần nữa tiến bộ, thế nhưng Lục Lâm Thiên cũng không có cảm giác được lúc này mình có dấu hiệu gì đột phá, trong lòng hắn có chút thất vọng nho nhỏ, thế nhưng hắn cũng không quá để ý. Muốn đột phá có đôi khi cần dựa vào kỳ tích, đến bước này, mọi thứ đã sẵn sàng chỉ thiếu gió đông mà thôi. Lúc này nên thích ứng thì tốt hơn, thuận theo tự nhiên so với cường cầu còn tốt hơn nhiều. Tâm thần lần nữa dò xét, khóe miệng Lục Lâm Thiên lần nữa hiện lên sự vui vẻ, lúc này những người tiến vào đây có người ở tầng thứ nhất, có người ở tầng thứ hai thiên trụ giới. Trong quá trình luyện hóa đại đạo hồn tinh, các loại thiên tài địa bảo, luyện hóa linh khí, những năm gần đây có không ít người thực lực đã tăng lên một mảng lớn. Khiến cho Lục Lâm Thiên kinh ngạc nhất chính là, Thiên Xu, Thiên Tuyền, Cảnh Tinh và Nhật Nguyệt cùng với một đại hán tu vi thông thiên cảnh cao giai đỉnh phong của Tây Vương Phủ, năm người này không ngờ lại đột phá tới đại đạo cảnh. Phạm Thống cũng đột phá không ít, tiến bộ cực lớn, Kim Viên cũng đột phá tới thông thiên cảnh cao giai. Tăng thêm đạt được một kiện linh khí áo nghĩa cùng với thực lực bản thể Hoàng Kim Long Viên của hắn, Lục Lâm Thiên đoán chừng thực lực của Kim Viên nếu một khi động thủ, không bị giai vị áp chế, đại đạo cảnh sơ giai bình thường sợ rằng gặp Kim Viên còn phải rơi vào thế hạ phong. Tính toán thời gian, ở trong thiên trụ giới cũng đã 60 năm, bên ngoài cũng đã qua một năm, vạn thế đối quyết mà một ít ân oán, hiện tại cũng là lúc nên giải quyết, Lục Lâm Thiên lập tức mang mọi người rời khỏi thiên trụ giới. Hoàng hôn. Trong một căn phòng nhỏ ở đình viện trong huyết sát thâm uyên, Lục Lâm Thiên nhìn thấy Mộc Vương. Trưởng môn, ta đã phái người cẩn thận tìm hiểu qua, trong vạn cổ thế giới sóng yên biển lặng, chuyện 20 năm trước cũng không có bao nhiêu người nhớ rõ. Tin tức mười mấy năm trước người chết trong thị hoang thế giới đã sớm bị thải hồng cốc trắng trợn tuyên bố ra bên ngoài. Mộc Vương vừa mới dứt lời, ánh mắt nhìn về phía Lục Lâm Thiên, ánh mắt rung động. Dùng ánh mắt giống như gặp quỷ nhìn Lục Lâm Thiên. Chuyện 20 năm trước trong lúc điều tra hắn cũng biết rõ ràng, thanh niên trước mắt xưng huynh gọi đệ với lão tổ không ngờ khi trước lại bị thải hồng cốc ép vào trong thị hoang thế giới. Chính vì biết rõ những thứ này cho nên Mộc Vương mới rung động, người mà hắn phái đi điều tra được, 20 năm trước thanh niên này chỉ mới có tu vi phá giới cảnh mà thôi. Mà một năm trước người có tu vi đại đạo cảnh cao giai đỉnh phong đã bị một trưởng đánh chết, thực lực như thế, chỉ có thời gian 20 năm, chuyện này đối với Mộc Vương mà nói. Hắn vô cùng khiếp sợ. Nhìn đạo thân ảnh trước mắt, Mộc Vương không khỏi thầm nghĩ trong lòng, thải hồng cốc, sợ rằng một khi Phương Chí Thành gì đó biết rõ, nếu như người đệ tử mà lúc trước hắn đuổi giết trong khoảng thời gian ngắn đã tới độ cao như vậy, mà người này ngay cả vạn tù chi tôn huyết thiên đế cũng phải tán thưởng, rung động, sợ rằng sẽ hối hận tới mức thối ruột thối gan a. Thải hồng cốc, ánh mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên, trong mắt hiện lên hàn ý nhàn nhạt. Lúc trước hắn bị đuổi giết ẩn nấp khắp nơi, mãi cho tới khi tiến vào trong thị hoang thế giới, chỉ chớp mắt cũng đã 20 năm. Ánh mắt Mộc Vương khẽ chuyển động, nói. Chuyện đằng sau ta đã để cho Bạch Kinh Đường tự mình đi xử lý. Lần này người định đối phó với thải hồng cốc thế nào? Lục Lâm Thiên cũng đứng dậy, đi hai bước, bỗng nhiên đứng chắp tay, trong mắt hiện lên hàng mang, nói. 20 năm trước ta đã từng nói qua. 20 năm sau ta tất diệt thải hồng cốc. Thải hồng cốc này chỉ cần lật tay là có thể diệt, thế nhưng dù sao thải hồng cốc cũng là người của chiến thiên liên minh, nghe nói còn có quan hệ với thiên thủy môn. Mộc Phương nhíu mày nói. Chiến thiên liên minh thì thế nào? Nếu như bọn họ muốn bảo toàn mặt mũi, ta không ngại đối chọi với cả chiến thiên liên minh.
Lần này ta cũng giết không ít người của Chiến Thiên Liên Minh và Vạn Thiên Liên Minh. Ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống, nói. Về phần Thiên Thủy Môn, cũng phải trả giá thật nhiều. Lần này người định mang theo bao nhiêu người? Mộc Vương hỏi Lục Lâm Thiên. Kẻ cuối cùng trưởng môn muốn đối phó là Thiên Thủy Môn cũng có thực lực không kém, còn có ghế hộ pháp ở trong Vạn Thiên Liên Minh. Ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống, nhìn bầu trời ngoài đình viện, khóe miệng nở nụ cười lạnh lẽo. Ta muốn Thất Sát Môn xuất động tất cả tinh nhuệ, tất cả, 3 ngày sau xuất phát tới vạn cổ thế giới. Xuất động tất cả tinh nhuệ của Thất Sát Môn, thực lực tổng thế rất mạnh, trong lòng Mộc Vương còn đang suy nghĩ, lúc này nghe vậy ánh mắt run lên, lập tức gật đầu nói. Vậy chơi lớn hơn một chút đi, ta đi sắp xếp, 3 ngày sau xuất phát. Thế nhưng nhiều người như vậy rời khỏi thị hoang thế giới, đi qua đường hầm không gian cũng bất tiện. Không sao, đường hầm thế giới hiện tại đang ở trong tay Thải Vân Thương Hội, phái người đi nói qua một tiếng là được. Lục Lâm Thiên nói. Ta hiểu rồi. Nói xong, Mộc Vương tức tốc đi sắp xếp, còn lại Lục Lâm Thiên một mình đứng chắp tay trong đình viện, ánh mắt nhìn lên trên ánh trời chiều như máu, khóe miệng nở nụ cười lạnh lẽo, âm hàn, lẩm bẩm nói. Phương Chí Thành, ta sắp trở lại, ngươi chuẩn bị cho tốt đi. 3 ngày sau, sáng sớm, khi phía đông vừa mới bắt đầu sáng rõ, dưới bầu trời hơi sáng, mây mù bao phủ từng dãy núi, đỉnh núi màu xanh hiện lên, mặt đất như được phủ một tầng lụa mỏng. Trên Huyết Sát Thâm Uyên, trong sơn mạch bao la lúc này có không dưới 30 vạn đệ tử bày trận, khí tức sắc bén, bên trên có mấy trăm đạo thân ảnh lơ lửng đạp không mà đứng, khí tức hùng hậu lan tràn, đều có uy năng khiến cho không gian vặn vẹo. Mộc Vương, chuyện ở đây giao cho ngươi. Trong tầng trời thấp, Lục Lâm Thiên đạp không mà đứng, miệng nói với Mộc Vương. Mộc Vương mặc long bào màu vàng, không giận mà uy khẽ phất tay nói. Đi đi. Trong thị hoang thế giới này sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, ta sẽ ở trong môn chờ tin tức tốt của người. Đi. Lục Lâm Thiên gật đầu, lập tức phất tay một cái, trong khoảnh khắc, trên Huyết Sát Thâm Uyên, vô số khí tức hùng hồn lập tức tuôn ra. Đám người Kim Viên, Thất Kiếm, Thất Sát, Âm Minh Dạ Xoa, Độc Long, Tam Thú Tương, Viêm Hỏa, từng đạo thân ảnh lướt đi, thân thể được từng đạo quang mang bao phủ lướt tới không trung. Mục tiêu chính là hơn 300 đầu khôi lỗi tỏa giá khổng lồ giống như che khuất ánh sáng bầu trời trên không trung. Trong Huyết Sát Thâm Uyên, Thất Sát Môn lúc này lại có động tĩnh quy mô lớn như vậy khiến cho tất cả mọi người lập tức chú ý, cơ hồ tất cả cường giả Thất Sát Môn đều xuất động, mấy chục vạn đệ tử tinh nhuệ nhất, khí tức mênh mông, cuồn cuộn kinh thiên động địa như vậy khiến cho người ta không khó liên tưởng ra. Sợ rằng Thất Sát Môn lại chuẩn bị có hành động nào đó. Nhìn động tĩnh quy mô lớn của Thất Sát Môn, sau đó lại rời khỏi thị hoang thế giới, cả thị hoang thế giới sôi trào. Ai cũng hiểu, sợ rằng Thất Sát Môn muốn đối phó với thế lực lớn nào bên ngoài a. Xuất động nhiều cường giả như vậy, đại chiến như vậy không cần phải nghĩ. Trên đài cao của đình viện, An Thi Giao nhìn đường hầm thế giới, sau khi nhìn thấy một đạo thân ảnh cuối cùng tiến vào đường hầm không gian nàng mới thu hồi ánh mắt, khẽ than một tiếng. Nhị tiểu thư, Thải Hồng Cốc kia lần này sợ rằng sẽ bị thị hoang thế giới xóa tên a. Hoàng chủ sự ở sau lưng An Thi Giao nói. An Thi Giao khẽ mở miệng, nói. Một Thải Hồng Cốc nho nhỏ cần gì phải làm ra hành động quy mô như vậy, mục tiêu chính thức của Lâm Thiên chính là Thiên Thủy Môn. Thiên Thủy Môn này trong Chiến Thiên Liên Minh cũng có được ghế hộ pháp, thực lực trong môn cũng không phải bình thường. Lần này trời sắc biến sắc rồi. Trong mắt Hoàng chủ sự hiện lên vẻ rung động. Lập tức cười khổ. Sáng sớm hôm sau, sắc trời còn chưa sáng, trong thành Thải Hồng đã có một đám người rậm rạp, đông nghịt đi tới quảng trường trong thành Thải Hồng. Hôm nay là ngày náo nhiệt nhất, tất cả mọi người đều muốn chiếm một vị trí tốt, có thể quan sát rõ ràng việc trọng đại ngàn năm có một này. Ngoài thành Thải Hồng, bốn phía là núi vây quanh, từng ngọn núi đột ngột mọc lên từ dưới mặt đất, thời gian dần dần trôi qua, trên dãy núi xanh biếc có mây mù lượn lờ, có cảm giác vô cùng mờ ảo. Khi sáng đầu tiên chiếu xuống thành Thải Hồng, trong toàn bộ thành Thải Hồng lập tức có vô số khí tức phóng lên trời. Quảng trường to lớn như vậy có đệ tử Thải Hồng Cốc cao ngất đứng chung quanh để bảo vệ trật tự, khí tức sắc bén tràn ngập khiến cho người có gan nhỏ một chút nhìn qua lập tức có cảm giác run sợ. Có người tinh mắt nhìn vào lại cảm thấy vô cùng nghi hoặc, hôm nay đệ tử trên quảng trường trong Thải Hồng Cốc này không ngờ đều là tinh anh của Thải Hồng Cốc. Dựa theo đạo lý mà nói,
Tuy rằng hôm nay là vạn thế đối quyết của vạn cổ thế giới, là một việc trọng đại, thế nhưng chỉ giữ trật tự bình thường mà nói, hẳn còn chưa tới mức xuất động tinh anh của Thải Hồng Cốc nhiều như vậy. Mà nhìn qua đám đệ tử này, những người tinh mắt lập tức có cảm giác giống như đang đề phòng cái gì đó, khiến cho người ta vô cùng nghi hoặc. Nhưng mà người sáng suốt cũng chỉ nghi hoặc mà thôi, lúc này không ai dám gây chuyện, trừ phi là muốn chết. Quấy rối trong vạn thế đối quyết, vạn thiên liên minh và chiến thiên liên minh sẽ không bỏ qua cho bọn hắn, trừ phi là ngốc mới dám quấy rối vào thời điểm này. Cho nên tuy rằng có chút nghi hoặc về đám đệ tử tinh anh của Thải Hồng Cốc vây chung quanh, sau khi nghi hoặc một lát mọi người cũng không quá để ý. Có lẽ lần này Thải Hồng Cốc vô cùng quan tâm tới việc này, cho nên mới phái tinh anh ra. Càng ngày càng có nhiều người tụ tập, chen chúc tới, sáng sớm, cả quảng trường này đã bắt đầu sôi trào. Bốn phía, trên các kiến trúc chung quanh lúc này có vô số người đứng xem. Ngàn năm một lần, việc trọng đại của cả Thượng Thanh Đại Thiên Thế Giới, chuyện này đối với vạn cổ thế giới mà nói, tuyệt đối náo nhiệt tới cực điểm. Thời gian trôi qua, sắc trời sáng rõ, mà ngay cả trên quảng trường lúc này dưới sự sắp xếp của Thải Hồng Cốc, từ trong thông đạo phía sau quảng trường lập tức có hơn chục đạo thân ảnh nối đuôi nhau đi ra. Trong lúc mơ hồ có khí tức không kém từ trong cơ thể những người này lan tràn ra, cả đám đều có thực lực không tồi. Từng đạo ánh mắt chung quanh lập tức nhìn vào hơn chục người này. Hơn 10 người này chính là 10 người dự thi ở trong vạn cổ thế giới này. Mặc dù nói chỉ cần phù hợp điều kiện là tất cả mọi người có thể dự thi, bất quá đối với tiểu thế giới như vạn cổ thế giới mà nói, cũng không có quá nhiều người tham gia. Dựa theo điều kiện lựa chọn, trước khi tiến hành quyết đấu trong vạn thế đối quyết đã phân ra thành hai tầng thứ là ngộ chân cảnh và thông thiên cảnh. Đối với tiểu thế giới mà nói, vạn cổ thế giới là một tiểu thế giới bình thường, người có tu vi ngộ chân cảnh chỉ có mấy, người có tu vi thông thiên cảnh trong thú tộc cũng có, chỉ là số lượng lại ít tới đáng thương. Thế nhưng so với một ít tiểu thế giới mà ngay cả người có tu vi ngộ chân cảnh cũng không có mà nói, vạn cổ thế giới đã mạnh hơn rất nhiều rồi. Đối với tiểu thế giới mà nói, tách thông thiên cảnh và ngộ chân cảnh ra thi đấu với nhau cũng chỉ là vạn thiên liên minh và chiến thiên liên minh muốn từ đó thu được một ít người có thiên phú không tồi vào trong minh mà thôi. Ai cũng biết, muốn tiến vào thế giới hỗn độn mà nói, dựa theo lệ như năm qua, không phải hậu bối danh môn đại phái hoặc là đại gia tộc thì khó có thể đoạt được cơ hội này. Hậu bối của những danh môn đại phái, đại gia tộc này chỉ cần có thiên phú đầy đủ, từ nhỏ đã nhận được tài nguyên tu luyện phong phú, được bồi dưỡng cao cấp, tuy rằng còn nhỏ tuổi thế nhưng đều có thực lực khủng bố. Thậm chí có đại môn đại phái, đại gia tộc còn có quan hệ họ hàng với thế giới hỗn độn. Cho nên chỉ cần thiên phú đầy đủ từ nhỏ đã được đưa tới thế giới hỗn độn tu luyện. Khi tới lúc vạn thế đối quyết sẽ trở lại, sau đó đại biểu cho gia tộc mình, đại biểu cho thế giới của mình mà tranh đoạt trong vạn thế đối quyết. Người chiến thắng cuối cùng trong vạn thế đối quyết căn bản không có một chút ngoại lệ nào. Bình thường đều xuất phát từ các đại môn đại phái hoặc là gia tộc trong các trung thiên thế giới. Những danh môn đại phái, đại gia tộc này bình thường vốn là người trong chiến thiên liên minh và vạn thiên liên minh, đối với việc chọn lựa người trẻ tuổi trong các tiểu thế giới và tiểu thiên thế giới đều là do hai đại liên minh phối hợp với các thế lực lớn chọn lựa ra người có thiên phú bất phàm tiến vào bên trong. Về phần vạn thế đối quyết cuối cùng, mỗi một người giao thủ đều có tu vi đại đạo cảnh, không có tới đại đạo cảnh căn bản không có tư cách nhúng tay vào. Trong tiểu thế giới, bình thường người có tu vi thông thiên cảnh sơ giai cũng cực kỳ thưa thớt, cơ hồ tất cả không có ai cho rằng trong tiểu thế giới sẽ có người đi tới vòng cuối cùng của vạn thế đối quyết, loại cơ hội giống như kỳ tích này không có, trừ phi là gặp quỷ. Mà người dự thi của các tiểu thế giới và tiểu thiên thế giới cũng biết rõ, dưới ngộ chân cảnh cũng chỉ mong biểu hiện bản thân tốt một chút, đến lúc đó nếu như có thể gia nhập những DN môn đại phái, đại gia tộc kia cũng đã đủ rồi. Người có tu vi thông thiên cảnh cũng không ngoại lệ, cũng chỉ nghĩ muốn biểu hiện bản thân tốt một chút. Đến lúc đó gia nhập một đại môn đại phái nào đó, chỉ cần kiếm được một chức vị nho nhỏ cũng không tính là quá kém, về sau tiền đồ vô hạn. Vạn thế đối quyết chính thức đến cuối cùng đều là người của đám đại môn đại phái, các đại gia tộc chơi đùa với nhau, không có quan hệ quá lớn với bọn họ. Trong mấy chục người có một nữ tử đặc biệt thu hút ánh mắt của mọi người, bộ dáng nhìn qua chừng 20 tuổi. Thế nhưng trong 3.000 đại thiên thế giới này, dung mạo của tu luyện giả và tuổi tác của bản thân tuyệt đối không có quan hệ bao nhiêu. Nhưng nữ tử này lại thanh tú thoát tục, xinh đẹp rạng ngời, tuyệt đối là một mỹ nhân mặc bộ váy dài màu xanh, thân thể mềm mại thướt tha.
Nữ tử này đứng đó khiến cho không ít người chung quanh lập tức vụng trộm nhìn về phía nàng, thế nhưng lại lập tức không dám nhìn thẳng, chỉ có thể đứng xa xa nhìn vào. Một ít người ở gần nữ tử này dưới khí tức áp chế vô hình nguyên lực trong thân thể đình trệ, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên nổi, chứ đừng nói lén nhìn. Mà cách nữ tử này không xa có một mỹ phụ nhân mặc cung trang, tuy rằng cũng tư sắc hơn người, thế nhưng so sánh với nữ tử này mà nói, trong lúc vô hình kém hơn rất nhiều. Hơn 10 người dự thi lên đài, cơ hồ tất cả mọi người chung quanh quảng trường lập tức nhìn vào hơn chục thanh niên nam nữ kia. Sau đó ánh mắt lại nhìn lên trên mấy chục chiếc ghế trên đài cao. Hiện tại đã có người phụ trách của hai đại liên minh trong vạn cổ thế giới có mặt, thì đấu chọn lựa có thể bắt đầu. Ông! Trên quảng trường vang vọng tiếng động lớn xôn xao, bỗng nhiên có tiếng chuông thanh thúy, trầm thấp truyền đến. Tiếng ồn ào, xôn xao lập tức biến mất, tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn chăm chú vào giữa quảng trường. Siêu siêu! Mọi người chăm chú nhìn vào, giữa không trung không biết từ lúc nào có mười mấy đạo thân ảnh mang theo tàn ảnh lóe lên rồi biến mất khiến cho người ta hoa mắt. Tiếp đó lập tức đáp xuống bên cạnh những ghế ngồi bên trên đài. Bái kiến chư vị đại nhân! Hơn 10 người dự thi của hai đại liên minh lập tức cung kính hành lễ. Đứng lên đi. Trong đám người có một người khẽ vung tay, ý bảo mọi người đứng dậy miễn lễ, người này chính là cốc chủ thải hồng cốc Phương Chí Thành. Bên người Phương Chí Thành còn có Đỗ Lộc và mấy người của Thiên Thủy Môn, từ khí tức trên người có thể nhận ra đều là thông thiên cảnh. Khí tức hùng hậu trong lúc mơ hồ lan tràn khiến cho người ta khó thở. Từ ánh mắt của những người này, dường như ngay cả Phương Chí Thành cũng không được đám người này để vào trong mắt. Mặt khác còn có một đại hán mặc cẩm bào, nhìn qua có chút tinh minh dẫn theo mấy nam nữ, già trẻ mặc y phục quý phái, từ y phục không khó nhận ra đây đều là người của Vạn Thiên Liên Minh. Là cốc chủ thải hồng cốc Phương Chí Thành. Còn có các chủ tôn cao mộc của Hồng Linh Các, nghe nói không bao lâu nữa Hồng Linh Các có cơ hội tiến vào trong trung thiên thế giới A. Không phải bởi vì Hồng Linh Các có một tôn oánh oánh sao? Cũng không biết tôn oánh oánh này tu luyện thế nào, còn nhỏ tuổi mà không ngờ lại có thực lực khủng bố như vậy. Đúng vậy, nghe nói sau khi kiểm tra qua, tôn oánh oánh này chỉ mới tu luyện chưa tới 200 năm A. Không ngờ đã tới thông thiên cảnh. Đây không phải là do tôn gia có vận khí tốt sao? Nghe nói tôn gia hơn 100 năm trước là một chi huyết mạch của tôn gia trong trung thiên thế giới, gia tộc kia lại có lai lịch không nhỏ. Tôn oánh oánh này từ nhỏ đã được sắp xếp qua đó tu luyện. Lần này lại cố ý trở lại tham gia vạn thế đối quyết trong vạn cổ thế giới, tóm lại Hồng Linh Các lúc này bạo phát rồi. Trong tiếng thấp giọng nghị luận của đám người chung quanh, đám người Đỗ Lộc nhanh chóng ngồi xuống. Phương Chí Thành tiến lên phía trước, ánh mắt đảo qua toàn trường bào run lên, rất có khí độ bá chủ một phương. Ánh mắt nhìn bốn phía quảng trường một vòng, sau đó nhìn về phía hơn 10 người dự thi nói. Tất cả những người tham gia thi đấu có lẽ cũng đã biết quy tắc. Sau khi ta tuyên bố bắt đầu, 5 người còn lại cuối cùng có thể đại biểu cho vạn cổ thế giới tham gia vạn thế đối quyết trong vô minh tiểu thiên thế giới. Thanh âm vang vọng, từng ánh mắt bắt đầu chấn động, từng đạo khí tức bắt đầu xuất hiện chấn động, chiến ý lặng lẽ bùng lên, không ít người vì ngày hôm nay đã nghẹn khuất thật lâu. Vì ngày hôm nay, ngay ở quảng trường thành Thải Hồng, chiến một trận thành danh để cho cả thiên hạ biết tới tên tuổi. Bốn phía quảng trường trong thành Thải Hồng cơ hồ tất cả mọi người đều nhìn về phía hơn 10 người trên quảng trường, thi đấu, đọ sức nhất định sẽ vô cùng căng thẳng, đồng thời cũng rất đặc sắc, không thể bỏ qua. Trong lúc thi đấu, cấm cố ý lấy mạng người khác. Hiện tại các ngươi có thể bắt đầu. Phương Chí Thành dứt lời, thân ảnh lóe lên, tiếp đó xuất hiện bên người Đỗ Lộc. Oanh! Khi Phương Chí Thành vừa mới nói xong, hơn 10 đạo thân ảnh trong chốc lát chớp động. Từng đạo thân ảnh phá không bay ra, tạo thành một đường vòng cung trên không trung, thậm chí còn có người đã bắt đầu ra tay trên không trung. Ầm ầm ầm. Thi đấu vô cùng căng thẳng, cách thi đấu này so với chém giết còn nóng bỏng hơn, bắt đầu ầm ầm va chạm. Nguyên lực cường hãn phô thiên cái địa tuôn ra, người có tu vi phá giới cảnh chiếm đa số, người có tu vi phá giới cảnh cao giai rất ít. Người có tu vi ngộ chân cảnh sơ giai có 3 người, một nam một nữ. Ngao. Còn có một người có tu vi ngộ chân cảnh sơ giai, thân ảnh lướt đi, hóa thành thân thể cự mãng khổng lồ, cái đuôi lớn khẽ quất lên, vài người có tu vi phá giới cảnh còn chưa kịp phản ứng thân thể đã hung hăng bị đập xuống phía dưới. Chỉ có nữ tử mặc y phục màu xanh tuyệt mỹ kia là chậm rãi tiến lên, một đường đi qua, không có ai dám ra tay với nàng.
Lần này vạn cổ thế giới cũng có mấy hạt giống không tệ a. Đỗ Lộc ngồi chính giữa, hai bên trái phải chính là Phương Chí Thành cùng với trung niên mặc cẩm bào đầu lĩnh của Vạn Thiên Liên Minh. Ánh mắt nhìn xuống phía dưới vô cùng uy phong, dường như hắn ta cũng cực kỳ hưởng thụ loại cảm giác này. Tất cả đều do Đỗ Đại Nhân đề bạt a. Phương Chí Thành lập tức nói với Đỗ Lộc. Phương chấp sự khách khí rồi, thải y sau khi tới Thiên Thủy Môn lại được thiếu môn chủ của Thiên Thủy Môn ta tốn không ít quan hệ mới có thể đi vào trong mật địa của Trung Thiên Thế Giới tu luyện. Tu vi hiện tại tiến triển cực nhanh, về sau tuyệt đối không thể khinh thường. Đỗ Lộc nói, nói tới Phương Thải Y, ánh mắt nhìn về phía Phương Chí Thành hoài ái hơn không ít. Đây đều là do Phạm Đường chủ hậu ái a. Trong mắt Phương Chí Thành cũng hiện lên sự vui vẻ, ánh mắt âm thầm chợt lóe, xem ra lựa chọn lúc trước của hắn là đúng. Hiện tại tất cả đều phát triển theo dự đoán, mà muốn như vậy, nhất định phải trả giá một số thứ. Đến lúc này, nhìn đám người đang giao thủ trên quảng trường, vẻ ngưng trọng trong mắt Phương Chí Thành triệt để biến mất, coi như Lục Lâm Thiên kia thực sự không chết thì có thể tạo thành bao nhiêu sóng gió. So với Chiến Thiên Liên Minh tiểu tử đó chỉ là con sâu cái kiến, sau lưng Thải Hồng Cốc chính là Chiến Thiên Liên Minh khổng lồ, nghịch đồ kia làm sao có thể dung chuyển. Nhưng mà lần này có lẽ tôn nữ của tôn các chủ Hồng Linh Các có lẽ sẽ thu được vị trí quán quân của vạn cổ thế giới này a. Tôn tiểu thư còn nhỏ tuổi đã là thông thiên cảnh, thực lực như vậy tiến vào trong trung thiên thế giới muốn xếp vào top đầu cũng là chuyện ván đã đóng thuyền, chúc mừng. Đỗ Lộc lập tức nói với nam tử mặc cẩm bào bên cạnh, ánh mắt khách khí không thôi. Để Đỗ Đại Nhân chê cười rồi, đến lúc đó mong Đỗ Đại Nhân ở trong vô minh tiểu thiên thế giới chiếu cố nhi nữ của ta nhiều hơn a. Trung niên mặc cẩm bào cười nhạt một tiếng, vẻ mặt phong vân khinh đạm, khiến cho người ta nhìn qua cực kỳ thoải mái. Đó là đương nhiên, nếu như tôn tiểu thư có thể đại biểu cho vạn cổ thế giới tham gia vòng tiếp theo, đến lúc đó tiến vào trong trung thiên thế giới, coi như là người vô minh thế giới, nếu như ta muốn, đến lúc đó cũng có thể sắp xếp vạn thiên liên minh sắp xếp thật kỹ. Đỗ Lộc nói, trong lúc mọi người nói chuyện, hơn 10 người phía dưới đã sớm va chạm, thanh âm trầm đỡ Upsilon. Xe vang vọng không ngừng, va chạm kịch liệt, thân ảnh lập lòe, không gian lắc lư, thậm chí còn có không ít linh khí va chạm, quang mang chói mắt nhanh chóng bắn ra. Phanh! Trong đám người đang giao thủ có một mỹ phụ mặc cung trang đang giao thủ với một đại hán, nguyên lực cường hãn va chạm, thân ảnh như thiểm điện, kình phong khuếch tán. Rốt cuộc cũng thừa cơ đánh một chưởng vào bụng đối phương, trực tiếp đánh bay thân thể hắn. Phanh! Cách đó không xa. Một đại hán bộ dáng chừng 40 tuổi thân thể gầy gò cũng dùng một quyền ầm ầm nện vào người một đại hán béo tốt. Cả quảng trường lúc này chỉ có một nữ tử mặc váy dài màu xinh xinh đẹp đứng đó, nàng không có ý định ra tay, cũng không có đối thủ, không có người nào dám đi lên giao thủ với nàng. Xem ra top 5 lần này chính là Tôn Oánh Oánh, Thải Hồng Dương, Thải Hồng Nguyệt, người của vạn cổ thế giới lần này rất mạnh a. Trên đài, Đỗ Lộc khẽ mỉm cười nói. Thật sự là náo nhiệt, xem ra ta tới thật là đúng lúc, lại gặp gỡ chuyện náo nhiệt như vậy. Nhưng vào lúc này trên không trung quảng tường vang vang lên một đạo thanh âm. Đạo thanh âm này bình thản, thế nhưng lại khiến cho tất cả mọi người nghe thấy rõ ràng. Giữa không trung lúc này có một đạo thân ảnh đạp không mà đứng, thân thể khôi ngô, mặt sẹo, ánh mắt như sao, toàn thân không có bất kỳ khí tức nào, không có bất kỳ ai biết rõ người này xuất hiện lúc nào. Từng ánh mắt lập tức nhìn chăm chú lên không trung, trên quảng trường, nữ tử tuyệt mỹ từ đầu không ra tay lập tức nhìn vào đạo thân ảnh khôi ngô đang đạp không, lơ lửng đứng trên không trung kia. Mà trên quảng trường, ánh mắt đám người Phương Chí Thành, Đỗ Lộc khi nhìn lên không trung, ánh mắt cả đám kinh ngạc. Phương Chí Thành nhìn đạo thân ảnh trên không trung, ánh mắt nghi hoặc, dường như lại lập tức nhớ tới cái gì đó. Đạo thân ảnh này tuy rằng đã lâu chưa từng có xuất hiện qua, thế nhưng đối với không ít người ở đây hôm nay mà nói tuyệt đối là khuôn mặt vô cùng quen thuộc. Đạo thân ảnh này 20 năm trước ở trong sơn mạch cổ lan đã tạo thành không ít động tĩnh. Siêu! Giữa không trung, dưới ánh mắt nghi ngờ của mọi người, thân thể của người có mặt sẹo trên không trung run lên, thân thể khôi ngô mang theo tiếng xé gió đột nhiên đáp xuống quảng trường. Phanh! Thân thể đáp xuống đất, hai chân hung hăng đạp mạnh vào mặt đất, tức thì, cả quảng trường cực lớn đều run lên. Vô số đá xanh dày đặc trên quảng trường trực tiếp bị nghiền nát, vết nứt lan tràn. Một cỗ khí tức lấy thân thể khôi ngô này làm trung tâm phóng lên trời. Cả không trung run lên, không ít người đang giao thủ kịch liệt lúc này lảo đảo lui lại.
trực tiếp từ trên không trung rơi xuống phía dưới. Thật mạnh! Nhìn thấy một màn như vậy, không ít người trên đài lập tức rung động, chỉ bằng một cỗ khí thế vô hình chung đã tạo thành động tĩnh lớn như vậy, đủ để chứng minh thực lực của người này. Người này đáp xuống đất, tám người đang giao thủ vừa rồi bị đánh rơi xuống tối sầm mặt mày lúc này đứng dậy, cả đám dùng ánh mắt tràn ngập hận ý nhìn về phía đại hán mặt sẹo kia. Lớn mật, dám quấy rầy chọn lựa người tham gia vạn thế đối quyết, người muốn chết phải không? Sau lưng Phương Chí Thành, một lão giả lập tức đứng lên nhìn đại hán kia quát lớn. Đại hán có thân thể to lớn khẽ ngẩng đầu, trong mắt hiện lên hàn ý nhàn nhạt, nói. Chỉ bằng vào chút thực lực như vậy còn muốn tham gia vạn thế đối quyết, chỉ bằng chút thực lực như vậy mang đi biểu diễn thì đúng hơn. Lớn miệng, bắt kẻ này cho ta. Sau lưng Phương Chí Thành, lão giả kia lập tức hét lớn, ánh mắt bắt đầu âm trầm. Cách đó không xa, đại hán 40 tuổi cùng với mỹ phụ mặc cung trang nhìn nhau, thân ảnh đại hán kia lập tức lóe lên, lạnh nhạt quát một tiếng. Dám can đảm làm loạn trong thành Thải Hồng, muốn chết. Dứt lời, thân ảnh đại hán kia đã xuất hiện cách đại hán mặt sẹo có thân thể to lớn mấy bước, không chút khách khí phất tay đánh ra một đạo quyền ấn. Hắn biết rõ thực lực đối phương không kém, cho nên toàn lực đánh ra một quyền, không gian bị đè nén, quyền ấn mang theo lực lượng khủng bố trực tiếp đánh về phía trước. Phanh! Thanh âm trầm thấp vang vọng, trong sát na, thậm chí còn không có ai nhìn thấy rõ. Chỉ nhìn thấy cảnh tượng mơ hồ một chút, khi quyền ấn của đại hán kia sắp đánh vào trên người đại hán mặt sẹo kia, đại hán mặt sẹo chỉ giơ tay lên, người phía trước lập tức đã giống như con diêu đứt dây bay ngược về phía sau, hung hăng đập vào mặt đất. Phụt! Trong miệng đại hán kia phun ra một ngụm máu tươi, khi thân thể đập xuống mặt đất khí tức đã không còn, chỉ một chiêu hời hợt đã bị đánh chết. Thải Hồng Dương chết, đại đệ tử Thải Hồng Cốc chết. Thải Hồng Dương này những năm gần đây đã tới ngộ chân cảnh trung giai, nghe nói chức vị cốc chủ Thải Hồng Cốc sau này hơn phân nửa sẽ là của Thải Hồng Dương này. Không ngờ chỉ một chiêu đã bị miểu sát. Người nọ là ai? Không ngờ thực lực lại khủng bố như vậy, nhưng mà dám đánh chết đại đệ tử Thải Hồng Cốc, lại đánh chết vào lúc này, hắn ta muốn chết sao? Đại đệ tử Thải Hồng Dương của Thải Hồng Cốc, đệ tử đắc ý của Phương Chí Thành, không chịu nổi một kích. Đại hán mặt sẹo lạnh nhạt nói, ánh mắt tràn ngập hàn ý. Đại sư huynh, đại hán chừng 40 tuổi kia một chiêu bị đánh chết, mỹ phụ mặc cung trang lập tức biến sắc, sau khi kiểm tra, thân thể mềm mại của nàng run lên, Thải Hồng Dương đã bị mất mạng, dưới một chiêu, đan điền và không gian linh hồn trong đầu đều bị đánh nát, lập tức mất mạng. Các hạ thật độc ác. Mỹ phụ mặc cung trang đứng dậy, ánh mắt âm trầm, bi thương nhìn về phía đại hán mặt sẹo có thân thể to lớn trước mắt. Ta ngoan độc, sợ là còn chưa bằng 1% của Thải Hồng Cốc A. 20 năm trước, các ngươi đổi trắng thành đen, sắp xếp tất cả để truy sát một người. Thải Hồng Nguyệt, chẳng lẽ khi đó ngươi cũng cảm thấy như vậy là nhẫn tâm hay sao? Đại hán có thân thể to lớn nhìn Mỹ phụ mặc cung trang, hàn ý trong mắt bắn ra. Nghe vậy ánh mắt Mỹ phụ mặc cung trang lập tức run lên, đôi mắt xinh đẹp hung hăng nhìn khuôn mặt có vết sẹo kia, mặt mũi tràn ngập vẻ nghi hoặc. Ngươi rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ ba phân đà của Thải Hồng Cốc của ta là do ngươi tiêu diệt? Trên đài, Phương Chí Thành rốt cuộc không thể nhịn được nữa mà nhìn vào đại hán mặt sẹo có thân thể to lớn rồi hỏi. Phương Chí Thành, 20 năm đến rồi, có một chút nợ nần ta cũng nên đòi. Đại hán to lớn kia quay người, ánh mắt nhìn đạo thân ảnh mặc trường bào trên đài, hàn ý trong mắt cũng dần dần trở nên nồng đậm. Xem ra ngươi chính là kẻ giả thần giả quỷ kia. Ta lại tưởng rằng Lục Lâm Thiên kia còn sống, không cần biết ngươi là ai, hôm nay ngươi sẽ giống như Lục Lâm Thiên kia, không còn mạng mà tở ra. Đỗ Lộc vỗ ghế, ánh mắt trầm xuống, khẽ phất tay một cái. Mấy đạo thân ảnh sau lưng lập tức phóng ra, một cỗ khí tức mênh mông hùng hồn đột nhiên lan tràn. Năm khí tức thông thiên cảnh lập tức tập trung vào đại hán mặt sẹo kia. Đệ tử Thải Hồng Cốc nghe lệnh, bắt người này. Ánh mắt Phương Chí Thành trầm xuống, dứt lời. Cả quảng trường hỗn loạn, một nhóm lớn đệ tử Thải Hồng Cốc vội vàng chạy ra. Trong khoảng thời gian ngắn, từ bốn phía quảng trường có chừng hơn vạn đệ tử Thải Hồng Cốc chạy vội tới. Đem trọn quảng trường vây kín, từng cỗ khí tức sắc bén bắt đầu lan tràn, khí tức hội tụ lại một chỗ cũng tạo thành thanh thế không kém. Một ít người tham gia lựa chọn còn lại lập tức lựa chọn lùi xuống, nữ tử xinh đẹp mặc váy kia không biết từ khi nào đã trở lại bên người đại hán mặc cẩm bào trên đài.
ánh mắt mang theo sự hiếu kỳ nhìn vào đại hán có vết sẹo trên khuôn mặt kia. Thải Hồng Cốc, Thiên Thủy Môn, thủ đoạn thật lớn a. Đại hán mặt sẹo nhìn bốn phía cùng với năm người trên không trung, khóe miệng nở nụ cười lạnh lẽo. Thứ không biết sống chết, dám quấy rồi ở nơi này, người chán sống rồi. Đỗ Lộc lạnh nhạt nói một tiếng, ánh mắt âm lệ trầm xuống, căn bản không có để đại hán mặt sẹo vào trong mắt. Chơi nhiều người sao? Đại hán mặt sẹo kia khẽ thở dài, đột nhiên thân thể run lên, ngẩng đầu nhìn lên không trung, miệng hét lớn một tiếng, thanh âm tựa như sấm rền truyền ra. Đệ tử Thất Sát Môn nghe lệnh, phong tỏa thành Thải Hồng. Thanh âm giống như tiếng sấm cuồn cuộn, quanh quẩn trên thành Thải Hồng, thanh âm đinh tai nhức óc. Mọi người nghe vậy, vô số ánh mắt bỗng nhiên biến đổi, bắt đầu kinh ngạc. Mà khi đại hán mặt sẹo kia nói xong, bên ngoài thành Thải Hồng lập tức vang lên từng tiếng hét lớn. Bẩm trưởng môn, thành Thải Hồng đã bị phong tỏa toàn diện, ai dám ra khỏi thành giết không tha. Bẩm trưởng môn, đường hầm thế giới của vạn cổ thế giới đã bị phong tỏa, chỉ có tiến vào không cho phép đi ra, người vi phạm giết không tha. Bẩm trưởng môn, ba thời thần trước Thải Hồng Cốc đã bị san bằng thành bình địa, người phản kháng giết không tha. Từng tiếng hét lớn được nguyên lực bao bọc vang vọng, quanh quẩn cả thành Thải Hồng, đủ để lọt vào tai tất cả mọi người. Chỉ một thoáng, ánh mắt tất cả mọi người đại biến. Ầm ầm, từng tiếng quát lớn vừa dứt, bốn phía Thải Hồng Cốc đột nhiên run lên, giống như có mây đen cuồn cuộn kéo tới, cả phía chân trời bắt đầu run rẩy. Từng tiếng hét lớn vang vọng, mắt nhìn động tĩnh ở phía chân trời, tất cả mọi người trên quảng bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt mang theo sự kinh hãi nhìn về bốn phía. Phong tỏa thành Thải Hồng, phong tỏa đường hầm không gian. Thải Hồng Cốc bị san bằng thành bình địa, tại sao lại không có ai biết? Cả thành Thải Hồng kinh hãi, từng ánh mắt nhìn chăm chú lên trên không trung, trong nháy mắt ngắn ngủi, từ bốn phương tám hướng của thành Thải Hồng đột nhiên cuồn cuộn, có vô số tiếng xé gió rít lên. Giữa không trung, một mảng lớn mây đen kéo tới, chỉ là nhìn kỹ mới phát hiện ra đây căn bản không phải là mây đen mà là một mảnh khôi lỗi tỏa giá đông nghịt. Từ bốn phương tám hướng có mấy trăm khôi lỗi tỏa giá khổng lồ kéo tới, mà trước khôi lỗi tỏa giá còn có vô số thân ảnh rậm rạp, chẳng chịt che khuất bầu trời. Những nơi đi qua ánh sáng lập tức bị che đậy, mấy chục vạn thân ảnh di chuyển, thanh thế kinh người. Oanh! Mấy chục vạn người, từng cỗ khí tức sắc bén tuôn ra, hội tụ tạo thành một cỗ khí thế kinh người. Khí tức trên thân thể những người này căn bản người bình thường không thể có được, mỗi một người đều mang theo khí tức sát phạt. Coi như là có tu vi bằng nhau, đối phương dưới khí tức sát phạt của những người này cũng bị ảnh hưởng. Đội hình mênh mông cuồn cuộn như vậy, mấy trăm khôi lỗi tỏa giá khổng lồ, mấy chục vạn thân ảnh mang theo khí tức sát phạt xuất hiện, cả không trung bỗng nhiên phong cân biến sắc, tất cả mọi người cơ hồ rung động, kinh ngạc không thôi. Mấy trăm đầu khôi lỗi tỏa giá tựa như mây đen kéo tới trên không trung, từng đạo thân ảnh hội tụ mang theo khí tức sát phạt che khuất bầu trời khiến cho mọi người ngẩng đầu lên nhìn vào vô cùng kinh hãi. Trong mấy cái chớp mắt, mấy chục vạn thân ảnh mang theo khí tức sát phạt này vây chặt không trung thành Thải Hồng, uy thế khủng bố lan tràn ra. Trên không trung, vô số khí tức hùng hậu khuếch tán khiến cho thiên địa chung quanh rung chuyển không ngớt. Nhiều cường giả như vậy sao? Không ít người nhìn lên khôn trung lập tức há hốc mồm. Trong mấy chục vạn người vừa mới xuất hiện này người có tu vi phá giới cảnh nhiều vô số kể, ngộ chân cảnh không có 1000 thì có 900. Mà người có tu vi thông thiên cảnh rõ ràng có vô số. Mấy thông thiên cảnh sơ giai cũng dám hung hăng càn quấy, muốn chết. Đột nhiên từ trong đám người mênh mông cuồn cuộn có một tiếng hét lớn vang lên, mấy đạo thân ảnh đã giống như chớp nhảy ra. Siêu siêu. Cơ hồ trong giây lát, năm đạo thân ảnh trực tiếp phá không xuất hiện trước mặt năm người có tu vi thông thiên cảnh sơ giai vừa mới từ sau lưng Đỗ Lộc nhảy ra. Trong sát na, nguyên lực mênh mông bỗng nhiên bộc phát. Không gian trong chốc lát bị cứng lại. Siêu siêu. Một giây sau, chảo ấn, quyền ấn, kiếm quang, trưởng ấn, chỉ ấn xuyên thủng không gian, lộ ra quang mang đen kịt. Ầm ầm ầm. Năm thanh âm trầm thấp vang vọng, năm người có tu vi thông thiên cảnh sơ giai cực kỳ không may này còn chưa có một chút phản ứng nào thân thể đã hóa thành huyết vụ. Trong sát na, năm thông thiên cảnh sơ giai trực tiếp bị miểu sát. Âm minh dạ xoa, Đường Ngũ, Thiên Xu, Thanh Kiền, Địa Long, năm người đạp không mà đứng, mà đám người phía sau chính là đệ tử Thất Sát Môn đi tới. Các ngươi đừng như vậy, ta không theo kịp a, một người cũng không để lại cho ta,
ta đã nói để cho ta động thủ trước rồi mà. Thân thể to lớn của Kim Viên Phá không xuất hiện, chỉ là lúc tới đã không còn chuyện gì của hắn. Hắn bất đắc dĩ trừng mắt nhìn năm người Âm Minh Dạ Xoa, hung hăng cầm hai lão giả trên người vết thương chồng chất, máu tươi không ngừng chảy ra ném về phía trước mặt đám người Phương Chí Thành trên quảng trường. Hai lão giả kia tiếp tục phun ra máu tươi. Cốc chủ, Thải Hồng Cốc bị diệt, bị san thành bình địa rồi. Thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Về sau không có Thải Hồng Cốc, cơ nghiệp bao nhiêu năm của Thải Hồng Cốc cũng bị hủy rồi. Những người này đều là ma quỷ a, giết người không nháy mắt lấy một cái. Hai người bị ném trên mặt đất, miệng kêu thảm một tiếng, hai người này cũng chính là hai trưởng lão của Thải Hồng Cốc. Xoát xoát. Nghe vậy toàn thân Phương Chí Thành run lên, khuôn mặt trở nên trắng bệch, chân lảo đảo lùi về phía sau mấy bước. Lão giả vừa rồi còn có chút hung hăng càn quấy sau lưng Phương Chí Thành lúc này cũng nghẹn họng, nhìn đội hình mênh mông cuồn cuộn trên không trung, khuôn mặt lúc này cứng lại, không nói nên lời. Năm người có tu vi thông thiên cảnh sơ giai bị miểu sát, thân thể Đỗ Lộc run rẩy đứng dậy, nhìn năm người vừa mới ra tay, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt âm lệ vừa rồi bắt đầu run rẩy, thì thào nói: "Đại đạo cảnh, đều là đại đạo cảnh, tại sao lại có nhiều đại đạo cảnh cùng với nhiều thông thiên cảnh như vậy, những người này rốt cuộc là người nào? Thực lực thật mạnh, những người này là người từ nơi nào tới a? Thải Hồng Cốc thực sự bị diệt rồi sao? Dường như nhằm vào Thải Hồng Cốc, nhiều người như vậy, rốt cuộc là có địa vị gì? Đây không phải là Kim Viên sao? Nhi tử của tộc trưởng Hoàng Kim Long Viên a?" Cả quảng trường ngây ngốc, không ít người âm thầm hít sâu một ngụm khí lạnh. Yết hầu nuốt nước bọt, đội hình ở giữa không trung lúc này tuyệt đối không phải là thứ mà tiểu thế giới có thể chống lại. Có thể xuất ra đội hình lớn như vậy không biết người này có địa vị gì. Các ngươi là người nào? Diệt Thải Hồng Cốc ta, Chiến Thiên Liên Minh tuyệt đối sẽ không buông tha cho các ngươi. Sau khi Phương Chí Thành thu hồi ánh mắt rung động, thân thể nhìn qua già nua bỗng nhiên cao ngất hơn không ít, trên khuôn mặt rung động ánh mắt âm trầm tới cực điểm, thanh âm âm trầm vang vọng. Hỏi đại hán mặt sẹo có thân thể vạm vỡ trên quảng trường. Chiến Thiên Liên Minh thì thế nào? Không phải ta cũng chưa từng giết qua người của Chiến Thiên Liên Minh. Giữa không trung, Thiên Xu đảo qua phía dưới, cuối cùng nhìn chằm chằm vào Đỗ Lộc, nói: "Đỗ Lộc đã lâu không gặp, không ngờ ngươi vẫn chỉ là đại đạo cảnh sơ giai." "Thất sát, Thiên Xu, ngươi là Thiên Xu, các ngươi là người từ thị hoang thế giới tới." Đỗ Lộc nhìn Thiên Xu trên không trung, ánh mắt run rẩy, trong thị hoang thế giới xảy ra chuyện lớn như vậy, bên ngoài đã có không ít người biết được, tự nhiên hắn cũng đã sớm nghe nói qua. Đại hán mặt sẹo thân thể vạm vỡ nhìn Phương Chí Thành, chậm rãi nói: "Phương Chí Thành, dù gì chúng ta cũng có một chút duyên phận thầy trò, ngươi cần gì phải độc ác như vậy? Tới thị hoang thế giới mà ngươi cũng không định buông tha ta, ngươi thực sự hy vọng ta chết như vậy sao? Chỉ tiếc không giống như mong muốn của ngươi. Cho tới giờ ta vẫn sống tốt. Ngươi là..." Ánh mắt run rẩy nhìn đại hán mặt sẹo, thân thể vạm vỡ, Phương Chí Thành run rẩy. "Những năm này ta luôn mai danh ẩn tích, chính là vì hôm nay, tất cả mọi chuyện nên chấm dứt đi." Dứt lời, khuôn mặt sẹo khẽ nhúc nhích, thân thể vạm vỡ cũng rung động, một cỗ quang mang chói mắt từ quanh thân tràn ra. Quang mang tràn ngập, cả không trung trực tiếp có cảm giác thời gian loạn, không ngừng chấn động. Không có ai ở đây có thể nhìn thấu bên trong. Quang mang chói mắt trên không trung thu liếm, một đạo thân ảnh màu xanh từ từ bước ra, quang mang quanh thân biến mất. Trường bào màu xanh khẽ tung bay, khóe miệng nở nụ cười lạnh lẽo, hai mắt như sao, đen nhánh mà thâm thúy, hàn ý trong mắt bắn ra. Đây mới là bộ dáng chính thức của trưởng môn hay sao? Khi nhìn thấy đạo thân ảnh này, vô số thân ảnh ở phía dưới rung động, mà ngay cả đệ tử Thất Sát môn, đệ tử Phi Linh môn trên không trung cũng không có ngoại lệ. Kể cả là Thất Kiếm, Độc Long, Tam Thú, đám người này còn chưa từng nhìn qua bộ dáng vốn có của trưởng môn, thậm chí còn không quá rõ ràng mọi chuyện. Lục Lâm Thiên, đó là Lục Lâm Thiên. Trong sát na này vô số đệ tử Thải Hồng Cốc run rẩy. Thất sư đệ, hai mắt Mỹ Phụ mặc cung trang rung động, thân thể lảo đảo lùi về phía sau mấy bước, ánh mắt trầm xuống. Phương Chí Thành nhìn đạo thân ảnh quen thuộc kia, cơ mặt co rúm lại. Ánh mắt của Đỗ Lộc cũng biến đổi, cơ mặt co rúm lại. Là Lục Lâm Thiên, kia chính là Lục Lâm Thiên sao? Đúng vậy, chính là hắn. 20 năm trước hắn đã tuyên bố sẽ trở về diệt Thải Hồng Cốc,
hiện tại hắn đã trở về rồi. Ta nhớ Thải Hồng Cốc đã từng nói qua Lục Lâm Thiên này chết trong thị hoang thế giới, sao lại đột nhiên xuất hiện vậy? Ngươi điếc sao, không nghe Lục Lâm Thiên vừa mới nói những năm này hắn ta mai danh ẩn tích sao? Giờ phút này ngoài quảng trường lập tức truyền đến tiếng xôn xao, nghị luận. Ngươi còn chưa chết. Phương Chí Thành hít sâu một hơi, nhìn thân ảnh mặc áo bào màu xanh cùng với đội hình khủng bố trên không trung, thân thể hắn lần nữa cứng hơn không ít. Lục Lâm Thiên ngẩng đầu, nhìn thân ảnh trước mắt, lúc trước hắn chỉ là phá giới cảnh, khi đó chính là con sâu cái kiến. Một đường bị đuổi giết, bị bao vây, cuối cùng không thể không trốn vào trong thị hoang thế giới. Nhớ tới những chuyện này ánh mắt Lục Lâm Thiên dần dần âm trầm, hàn ý lạnh lẽo từ quanh thân tuôn ra, nhiệt độ trong thiên địa bắt đầu lạnh lẽo. Lão thất phu, ta đã trở về. Thù đuổi giết lúc trước, khoản nợ kia ngày hôm nay ta sẽ tự mình đòi lấy. Thanh âm của Lục Lâm Thiên mang theo hàn ý âm trầm, cuồn cuộn vang vọng trong quảng trường, khiến cho người nghe cảm thấy run sợ. Nhưng vào lúc này trên chân trời xa xa lần nữa truyền ra một tiếng hét lớn, thanh âm vang vọng không trung. Hoàng Kim Long Viên nhất tộc xuất lĩnh thú tộc vạn cổ thế giới, nguyện đến trợ giúp một tay. Thanh âm vừa dứt, ở phía sơn mạch cổ lan đột nhiên có vô số thân ảnh đông nghịt lướt tới. Oanh! Sau mấy lần chớp động, một mảng lớn thân ảnh lập tức xuất hiện trên không trung quảng trường, một cỗ khí tức hùng hồn khuếch tán khiến cho không gian không ngừng run run, từ khí tức trên không có thể nhận ra đây toàn bộ đều là cường giả thú tộc mang theo khí tức hung hãn phóng tới. Người dẫn đầu có thân thể to lớn, một cỗ bá khí, vương giả từ trên người lan tràn ra, chính là phụ thân của Kim Viên, hiện tại là tộc trưởng của Hoàng Kim Long Viên nhất tộc Kim Trường. Phụ thân, Kim Viên thấy vậy, bàn chân đạp mạnh hư không, thân ảnh lập tức đi tới trước người Kim Trường. Ca ca, chúng ta nhận được tin tức là lập tức tới đây. Bên người Kim Trường có một nữ tử thân thể mềm mại, tuổi chừng 27-28 tuổi, mặc một bộ váy màu lam nhạt, nữ tử này nhìn thấy Kim Viên tới lập tức nói. Thiên Xu, không phải ngươi nói Lục Lâm Thiên đã chết rồi sao? Ngươi thù chỗ tốt của Thiên Thủy Môn ta, thế nhưng lại làm như vậy, Thiên Thủy Môn ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho ngươi. Nhìn Lục Lâm Thiên, nhìn Thiên Xu, thanh âm âm trầm của Đỗ Lộc quanh quẩn, ánh mắt lần nữa lạnh lẽo không thôi. Có bản lĩnh thì Thiên Thủy Môn ngươi cứ tới thị hoang thế giới thử xem. Thiên Xu hoàn toàn không để ý tới Đỗ Lộc. Đỗ Lộc, lão cẩu nhà ngươi ngày hôm nay cũng không cần đi. Sau khi Lục Lâm Thiên gật đầu với tộc trưởng Kim Trường của Hoàng Kim Long Viên nhất tộc, ánh mắt lập tức nhìn về phía Đỗ Lộc, trở nên lạnh lẽo, bên trong đám người đuổi giết hắn khi trước, Đỗ Lộc này chính là một trong những người có mặt. Lục Lâm Thiên, ngươi thật lớn mật, muốn khiêu chiến Thiên Liên Minh ta hay sao? Sắc mặt Đỗ Lộc âm trầm, ánh mắt nhìn vào đội hình minh mông cuồn cuộn trên không trung hiện lên vẻ kiêng kỵ. Lão cẩu, ta chỉ muốn đối phó với Thiên Thủy Môn. Không có liên quan tới Chiến Thiên Liên Minh, người mang Chiến Thiên Liên Minh ra dọa ta cũng không có tác dụng gì. Thải Hồng Cốc với ta mà nói, hiện tại ta chỉ cần lật tay là diệt. Một năm trước ta đã sắp xếp người diệt ba phân đà của ngươi vào một năm trước. Ta biết ngay tới lúc đó lão thất phu Phương Chí Thành này nhất định sẽ thông báo cho Thiên Thủy Môn. Mà phạm sàm lão cẩu kia hơn phân nửa sẽ để cho lão cẩu nhà ngươi tới vạn cổ thế giới này, vừa vặn cũng để cho ta giải quyết. Lục Lâm Thiên nhìn Đỗ Lộc, khi nói chuyện hoàn toàn không để ý tới ánh mắt đang biến ảo bất định của Đỗ Lộc mà nhìn chung quanh, trầm giọng nói. Ta chỉ muốn đối phó với người của Thải Hồng Cốc và Thiên Thủy Môn, người không liên quan mau tránh, nếu không, giết không tha. Nghe vậy đại hán mặc cẩm bào trên đài và người của Vạn Thiên Liên Minh do dự một hồi, cảm nhận khí tức khủng bố trên không trung, cả đám lui lại phía sau. Nhìn người Vạn Thiên Liên Minh lùi về phía sau. Ánh mắt Đỗ Lộc và Phương Chí Thành càng thêm khó coi. Đỗ Lộc âm trầm nói. Lục Lâm Thiên, sao nào? Ngươi còn muốn giết ta sao? Đừng tưởng rằng nhiều người là có thể giết được ta, đây chính là tiểu thế giới, ta muốn rời khỏi nơi này vô cùng dễ. Đến lúc đó, lần sau gặp mặt ta nhất định sẽ nghiền nát ngươi thành cho tàn. Dạ tỷ, Đỗ Lộc lão cẩu này cũng là đại đạo cảnh, phiền tỷ và Địa Long, Đường Ngũ liên thủ đánh chết. Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nhìn Đỗ Lộc, có chút trào phúng nói. Giết! Giữa không trung, năm đạo thân ảnh đột nhiên xuất động, âm minh dạ xoa, Địa Long, Đường Ngũ, Thanh Kiệt, Thiên Xu, năm người hành động. Từng đạo nguyên lực hùng hồn từ trong cơ thể năm người bắt đầu tràn ra.
Không gian phía trên quảng trường bỗng nhiên gió nổi mây phun, tiếp đó, năm đạo thân ảnh lao thẳng về phía Đỗ Lộc. Đỗ Lộc biến sắc, dầu gì hắn cũng là cường giả đại đạo cảnh tu luyện hai loại thuộc tính thủy, hỏa, thân ảnh nhanh chóng lùi về phía sau. Chỉ là năm người âm minh dạ xoa liên thủ, trừ Thiên Xu và Thanh Kiện ra, thực lực của âm minh dạ xoa, Địa Long, Đường Ngũ vốn đều mạnh mẽ hơn hắn nhiều. Tuy rằng hiện tại ở trong tiểu thế giới, thế nhưng mọi người đều giống nhau, đều bị áp chế, thế nhưng kinh nghiệm và lĩnh ngộ áo nghĩa của ba người này lại mạnh hơn Đỗ Lộc. Âm minh dạ xoa là người đầu tiên xuất hiện trước người Đỗ Lộc, âm minh chi khí ngập trời từ trong tay tuôn ra, một đạo chảo ấn mang theo không gian vặn vẹo, xé rách ra năm vết nứt không gian, trực tiếp bao phủ thân thể Đỗ Lộc vào bên trong. Hỏa diệt kiếm pháp. Đỗ Lộc hét lớn một tiếng, thân thể phóng lên trời, tay nắm một thanh tường kiếm bằng linh khí, nhanh chóng bố trí khải giáp hộ thân, trường kiếm bằng linh khí đánh ra một đạo kiếm quang sắc bén phá không, trực tiếp đâm thủng chảo ấn. Du Long kiếm quyết. Lúc này Đường Ngũ đột nhiên xuất hiện, bảo kiếm trong tay phát ra tiếng kiếm MNS đinh tai nhức óc, năng lượng ngập trời run lên, quang mang trên thân kiếm đại thịnh, trực tiếp tương liên với không gian. Trong nháy mắt ngắn ngủi, mấy đạo kiếm quang được ngưng tụ, hóa thành mấy đạo tàn ảnh mơ hồ, giống như tia chớp bao phủ sau lưng Đỗ Lộc. Đỗ Lộc nhanh chóng lách mình, ánh mắt hoảng hốt, tay đánh ra mấy đạo kiếm quang mang theo hỏa diễm như thực chất bắn ra. Kiếm quang bao phủ không gian, hỏa diễm giống như thực chất bao phủ không gian, ngăn cản cơ hồ tất cả tàn ảnh kiếm quang của Đường Ngũ. Siêu! Chỉ là lúc này, bảo kiếm trong tay Đường Ngũ run lên, trực tiếp đánh ra một kiếm xuyên thủng hỏa diễm giống như thực chất của Đỗ Lộc. Kiếm quang bắn ra, hung hăng đâm thẳng về phía trước. Khi Đỗ Lộc kinh ngạc phát hiện ra, kiếm khí kinh khủng kia đã mang theo vết nứt không gian nhanh như thiểm điện lan tràn tới trước người hắn, kiếm khí khủng bố chút xuống, khải giáp trên người run lên rồi lập tức rạn nứt. Phanh! Trong nháy mắt này, cơ hồ chẳng phân biệt được trước sau, một đạo quyền ấn của Địa Long giống như pháo hoa bắn lên trời, trực tiếp hung hăng đập vào lưng Đỗ Lộc. Phụt! Trước người có một kiếm, sau lưng có một quyền, Đỗ Lộc phun ra một ngụm máu tươi, khải giáp trên người nhanh chóng nứt vỡ. Hồn tinh trưởng! Thiên Xu phá không đánh ra, linh hồn lực minh mông lan tràn, một đạo trưởng ấn nương theo linh hồn lực minh mông giống như mây đen ngập trời, trùng trùng điệp điệp rơi vào trên đỉnh đầu Đỗ Lộc. Siêu! Cùng một thời gian, Thanh Kiện mang theo không gian vặn vẹo, mang theo uy năng minh mông cuồn cuộn cùng vết nứt không gian đen kịt trực tiếp đâm vào trong bụng Đỗ Lộc. Ta không để yên cho các ngươi. Đỗ Lộc quát lên một tiếng, trong ánh mắt sợ hãi, tuyệt vọng hiện lên vẻ dữ tợn, oán độc. Muốn tự bạo sao, không có cơ hội đâu, chết đi. Thanh âm giống u hồn, lệ quỷ quanh quẩn trên không trung, khi Đỗ Lộc còn chưa nói xong. Âm minh dạ xoa đã lần nữa xuất hiện bên người Đỗ Lộc, chảo ấn đánh xuống, vết nứt không gian mang theo quang mang đen kịt lập lòe, cả không gian bị đạo chảo ấn này đè xuống, khí tức âm minh lan tràn, thân thể Đỗ Lộc dưới chảo ấn trực tiếp hóa thành huyết vụ, mà ngay cả cơ hội tự bạo cũng không có. Hít! Đám người chung quanh hít sâu một ngụm khí lạnh, đặc biệt là người của Vạn Thiên Liên Minh cùng với những trưởng lão còn lại của Thải Hồng Cốc, bọn họ là người rõ ràng thực lực của Đỗ Lộc nhất. Bởi vậy bọn họ cũng biết muốn đánh chết Đỗ Lộc cần thực lực rất mạnh mẽ. Đường đường là Đỗ Lộc của Thiên Thủy Môn, không ngờ chỉ sau mấy cái lách mình đã bị mấy người này đánh chết. Cả đám ra tay sắc bén, tàn nhẫn, thân mang sát khí, những người này không có ai là kẻ lương thiện. Thật mạnh, những người này đều rất mạnh. Nữ tử mặc bộ váy dài tuyệt mỹ kia khẽ nói, trong mắt hiện lên vẻ rung động khó có thể che giấu. Oanh oánh, con phải cẩn thận một chút. Ta nghĩ ta đã biết những người này ở đâu tới. Thất sát môn trong thị hoang thế giới, từ tình huống này xem ra, trưởng môn Tây Phương cầu bại của thất sát môn chính là Lục Lâm Thiên Đào tẩu năm đó của vạn cổ thế giới. Đại hán mặc cẩm bào nói với nữ tử tuyệt mỹ kia. Xoạt xoạt, nhìn Đỗ Lộc trên không trung hóa thành huyết vụ, Phương Chí Thành biến sắc, thân thể lảo đảo lui dày. Đỗ Lộc đã bị đánh chết khiến cho hắn chính thức hiểu ra. Ngày hôm nay hắn phải đối mặt với việc gì? Đối với việc Đỗ Lộc chết, Lục Lâm Thiên cũng không có quá nhiều chấn động. Có 5 người âm minh dạ xoa ra tay, đánh chết Đỗ Lộc vô cùng dễ dàng, nhìn không ít đệ tử Thải Hồng Cốc có mặt lúc này, hắn trầm giọng nói. Người của Thải Hồng Cốc nghe rõ đây, đầu hàng miễn chết, nếu không giết không tha. Trên quảng trường, mọi người nhìn nhau, Đỗ Lộc của Thiên Thủy Môn và Nam Thông Thiên Cảnh đều bị miểu sát. Chuyện này đối với đệ tử tinh anh của Thải Hồng Cốc mà nói,
bọn họ đều âm thầm được nghe nói qua thực lực hơn người của đám cường giả thiên thủy môn, đây là cấp độ trong truyền thuyết trong mắt bọn họ. Thế nhưng ngay cả cường giả như vậy cũng bị miểu sát, tăng thêm trên không trung lúc này còn có thú tộc trong sơn mạch cổ lan cùng với mấy chục vạn người tràn ngập khí tức sát phạt giống như sói hoang nhìn chằm chằm khiến cho bọn họ cảm thấy sợ hãi trong lòng. Cho nên vừa mới nghe Lục Lâm Thiên nói ánh mắt đã nhìn về phía Phương Chí Thành. Lục Lâm Thiên, không ngờ ngươi còn xuất hiện. Tất quả chuyện này chung quy là do số mệnh. Hít sâu một hơi Phương Chí Thành thu liễm vẻ mặt sợ hãi của mình, chậm rãi bước ra, mắt nhìn Lục Lâm Thiên, trong mắt lúc này tràn ngập vẻ phức tạp. Đây là số mệnh của ngươi, nhất định ngươi sẽ phải trả giá vì lựa chọn của mình. Lục Lâm Thiên nhìn thẳng vào Phương Chí Thành, ánh mắt không có một chút rung động nào. Đúng là do lựa chọn của ta, thế nhưng, Lục Lâm Thiên, người đánh chết nhiều đệ tử thải hồng cốc ta như vậy, thi thể khắp nơi, máu chảy thành sông, người không cảm thấy làm như vậy quá độc ác hay sao? Phương Chí Thành cũng nhìn chăm chú vào Lục Lâm Thiên, lạnh nhạt nói. Bởi vì ngươi tâm ngoan thủ lạt cho nên bao nhiêu gia đình sẽ bị ngươi phá thành mảnh nhỏ, bao nhiêu người cũng mất đi thân nhân. Lão thất phu, bớt miệng lưỡi đi, ngay cả đồ đệ cũng giết. Chẳng lẽ không tâm ngoan thủ lạt sao? Người phái người đi truy sát ta, không tâm ngoan thủ lạt sao? Ta chạy tới thị hoang thế giới, người vẫn cùng với thiên thủy môn phái người tiến vào trong đó muốn lấy mạng ta, chẳng lẽ không tâm ngoan thủ lạt sao? Ánh mắt lạnh lẽo nhìn Phương Chí Thành, thanh âm Lục Lâm Thiên ngày càng lạnh lẽo, trầm giọng nói. Ta khiến cho máu chảy thành sông, thây ngay khắp đồng. Lúc trước, lúc truy sát ta thải hồng cốc có vô số người đuổi theo ta không dứt. Một khi tham dự, thân là người thải hồng cốc, có chết cũng không oan. Thân là tu luyện giả, sẽ có lúc tính mạng không nằm tỏng tay mình. Người không phạm ta không phạm người phạm ta trả lại gấp trăm lần. Ta chưa từng chủ động trêu chọc vào kẻ khác, bất quá diệt thải hồng cốc, thiên địa bất dung, Lục Lâm Thiên ta cũng không dung tha cho thải hồng cốc. Ánh mắt Phương Chí Thành run rẩy, dưới ánh mặt lạnh lẽo như trong hầm băng của Lục Lâm Thiên, tự dưng hắn cảm thấy toàn thân run rẩy. Âm thầm hít sâu một hơi rồi nói. Mặc cho ngươi nói như thế nào, ngươi cũng không thể phủ nhận được bản tính tâm ngoan thủ lạt của ngươi. Ta thật hối hận lúc trước không thay trời hành đạo, đánh chết nghịch đồ như ngươi. Nếu như lúc trước ta toàn lực ra tay, hôm nay tại sao lại có cảnh như vậy? Ha 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 ha. Một tiếng cười to truyền ra, trong tiếng cười xen lẫn hàn ý vô cùng. Một cỗ sát ý vô hình khuếch tán, dưới sát khí này. Cả không khí trong quảng trường giống như cứng lạnh, nụ cười vừa tắt, Lục Lâm Thiên lạnh lùng nói. Hay cho lão thất phu, người muốn giết ta là thay trời hành đạo, ta muốn giết ngươi lại là tâm ngoan thủ lạt. Thật không ngờ ta tâm ngoan thủ lạt thì thế nào? Thải hồng cốc đã bị diệt, tất cả những kẻ còn lại ngày hôm nay cũng trốn không thoát. Lục Lâm Thiên, nói cho cùng đây cũng là chuyện của hai người chúng ta, vẫn nên do hai người chúng ta giải quyết thì tốt hơn. Lần này nên chính thức giải quyết, không biết những năm nay thực lực của nghịch đồ nhà ngươi đã tới cấp độ nào rồi. Phương Chí Thành dứt lời, thân thể nhìn qua có chút già nua đột nhiên cao ngất, một cỗ nguyên lực mênh mông trào ra, vạt áo tung bay. Phương Chí Thành nhìn Lục Lâm Thiên nói. Lục Lâm Thiên, đến đây đi, nếu như muốn giải quyết chuyện này ta sẽ chiến với ngươi một trận. Nghe vậy Lục Lâm Thiên nhìn Phương Chí Thành trên đài, chậm rãi tiến lên hai bước nói. Cũng tốt. Cũng nên giải quyết mọi chuyện, ta chiến với ngươi một trận. Dứt lời, ánh mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên, chậm rãi đi về phía trước, mỗi khi bước một bước, hàn ý lạnh thấu xương từ trong hư không chung quanh thẩm thấu ra. Hàn khí bằng mắt thường không thể thấy được giống như không khí lan tràn ra bốn phía. Lục Lâm Thiên nở nụ cười lạnh lẽo, trầm giọng nói. Chỉ là lão thất phu nhà ngươi lại không đủ tư cách chiến một trận với ta, chỉ có thể nói, ta tự tay giải quyết lão thất phu nhà ngươi. Lục Lâm Thiên, nói gì ta cũng là sư phụ của ngươi. Ta muốn nhìn xem trong 20 năm này rốt cuộc ngươi có bao nhiêu bổn sự. Sắc mặt Phương Chí Thành trầm uống, nguyên lực trong người tuôn ra. Không gian chung quanh chấn động kích liệt, bàn chân đạp mạnh mặt đất. Mặt đất tức thì bị dẫm nát, trong nháy mắt này, thân thể của hắn đã giống như mũi tên, nhanh như thiểm điện bắn về phía Lục Lâm Thiên. Thân thể phóng về phía trước, nguyên lực điên cuồng hội tụ trong lòng bàn tay. Cả phiến không gian chung quanh lắc lư không ngớt. Chỉ trong nháy mắt hắn lao thẳng tới trước mặt Lục Lâm Thiên, ánh mắt ngưng trọng, một cỗ khí tức lạnh lẽo mang theo không gian chấn động bao phủ Lục Lâm Thiên. Sư phụ,
nếu như ngươi có lòng làm sư phụ ta thì ta làm sao phải chạy trốn tới thị hoang thế giới cơ chứ? Ta đã sớm không còn bất kỳ quan hệ nào với ngươi. Ngươi có tư cách gì trở thành sư phụ ta? Ngươi không xứng. Lúc này ánh mắt Lục Lâm Thiên bỗng nhiên biến đổi, trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người có mặt, hắn chậm rãi nhấc tay, trực tiếp cách không đánh ra một cái tát. Phanh! Lập tức mọi người nghe được một thanh âm thanh thúy, trầm đỡ Upsilon, C trong không gian. Khi thân thể Phương Chí Thành đang lao thẳng về phía Lục Lâm Thiên, thân thể ở giữa không trung đột nhiên đình trệ, trên mặt không ngờ lại vô thanh vô thức xuất hiện vết bàn tay đỏ ửng. Phụt! Phương Chí Thành trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, mái cái răng trực tiếp vỡ nát từ trong miệng phun ra, thân thể giống như một quả đan, hung hăng đập vào trên quảng trường. Phanh! Mặt đất quảng trường rung chuyển giống như địa chấn, lấy nơi thân thể Phương Chí Thành bị đập xuống làm trung tâm, vô số vết nứt lan tràn. Trong sát na, tất cả đám người chung quanh khiếp sợ, tất cả đều há hốc mồm nhìn chân chối. Một tát đánh bay cốc chủ thải hồng cốc Phương Chí Thành, chuyện này đối với không ít người mà nói, tuyệt đối là chuyện vô cùng khiếp sợ. Bọn họ đều nhớ rõ, 20 năm trước Lục Lâm Thiên chỉ mới là phá giới cảnh mà thôi. Mà trong vòng 20 năm ngắn ngủi Lục Lâm Thiên này lại có thực lực khủng bố tới tình trạng như vậy. Phụt! Dưới một cái tát này, Phương Chí Thành đập xuống đất, máu tươi trong miệng vẫn phun ra không ngừng, sắc mặt trắng bệch, hai mắt tràn ngập sợ hãi. Ai, một ngộ chân cảnh nho nhỏ đã ở trước mặt trưởng môn lớn lối, không biết sống chết à? Du Long, Đường Ngũ nói. Ta có chút nghi ngờ lão gia hỏa này uống phải thứ gì đó. Bằng không tại sao lại muốn chiến cùng với trưởng môn một trận? Có 100 lão gia hỏa này cộng lão cũng không đủ một cái tát của trưởng môn. Thanh Kiện cười nhạt nói. Thiên Xu nghiêm túc nói. Kỳ thật ta cảm thấy lão gia hỏa này rất dũng cảm, không phải là dũng cảm bình thường a. Lục Lâm Thiên. Bên người trung niên mặc cẩm bào, Tôn Oánh Oánh lẩm bẩm nói, trong mắt hiện lên vẻ chấn động. 20 năm. Không ngờ ngươi lại không có bất kỳ tiến bộ nào. Bằng vào tu vi ngộ chân cảnh cao giai của ngươi há có tư cách chiến với ta một trận. Ngươi đủ tư cách sao? Khi thanh âm lạnh lẽo vang lên, thân ảnh Lục Lâm Thiên đã xuất hiện bên người Phương Chí Thành, bàn chân hung hăng đạp vào bụng hắn. Thân thể Phương Chí Thành run lên, trong miệng lần nữa có máu tươi phun ra. Dưới lực lượng mạnh mẽ này toàn thân hắn căn bản không thể nào nhúc nhích, giãy giụa. Giống như ngay cả lục phủ ngũ tạng lúc này cũng bị đập vụng. Giờ phút này Phương Chí Thành ngẩng đầu nhìn đạo thân ảnh mặc áo bào xanh trước mắt, lúc này hắn mới chính thức biết rõ, thời gian 20 năm đủ để thay đổi quá nhiều. Thanh niên năm đó bị hắn đuổi giết khắp thế giới giờ phút này đã có thể dẫm nát hắn dưới chân. Thất sư đệ hạ thủ lưu tình. Lúc này một tiếng kêu vang lên, một mỹ phụ mặc cung trang nhảy ra. Ánh mắt có chút phức tạp nhìn qua Lục Lâm Thiên, người này chính là Thải Hồng Nguyệt. Ta và Thải Hồng Cốc không còn bất kỳ quan hệ nào, người đừng gọi nhầm người. Lục Lâm Thiên nhìn mỹ phụ mặc cung trang, ánh mắt lại âm thầm biến ảo. Ta biết Thải Hồng Cốc làm chuyện có lỗi với ngươi, chuyện năm đó đại khái ta cũng biết rõ, đây đều là do Thải Hồng Cốc sai. Thải Hồng Nguyệt nhìn Lục Lâm Thiên, trong đôi mắt sáng tràn ngập vẻ phức tạp nói. Thế nhưng, ngươi cảm thấy sư phụ còn có lựa chọn nào khác không? Sau lưng là cả Thiên Thủy Môn. Sư phụ không có lựa chọn nào khác. Vì cả Thải Hồng Cốc, vì cả vạn cổ thế giới người có thể phản kháng Thiên Thủy Môn sao? Lục Lâm Thiên nhíu mày nói. Cả đời người sẽ có rất nhiều lựa chọn, thế nhưng lại không thể cải biến. Bất kể như thế nào cũng phải trả giá vì lựa chọn của mình. Kết quả có xấu tới đâu cũng phải tự mình thừa nhận. Lựa chọn của bản thân mình phải tự thừa nhận hậu quả. Thải Hồng Cốc lựa chọn giết ta, đương nhiên cũng phải thừa nhận trả thù của ta. Ngay cả Thiên Thủy Môn cũng vậy. Có một ít lựa chọn cũng là bất đắc dĩ, giống như là lựa chọn của Thải Y sư muội vậy. Thải Hồng Nguyệt nói. Thải Y. Trong đầu Lục Lâm Thiên lập tức hiện lên một nữ tử xinh đẹp có mái tóc màu đen, trong lúc mơ hồ trong lòng hắn run lên. Thải Y chẳng lẽ có quan hệ với hắn sao? Trong mắt Tôn Oánh Oánh hiện lên vẻ tò mò. Nể mặt Thải Y sư muội, người thả sư phụ và những người còn lại của Thải Hồng Cốc đi. Thải Hồng Nguyệt nhìn Lục Lâm Thiên nói. Ánh mắt Lục Lâm Thiên lóe lên, lập tức cúi đầu nhìn Phương Chí Thành nói. Lão thất phu, nể mặt Thải Y ta sẽ cho ngươi sống thêm một ngày, đến lúc đó ta sẽ giải quyết ngươi cùng với đám người Thiên Thủy Môn. Dứt lời, Lục Lâm Thiên nhìn chung quanh quảng trường nói.
ta nói lại lần cuối, đầu hàng thì có thể miễn chết, nếu không giết không tha. Giết không tha. Mấy chục vạn người trên không trung hét lớn, tiếng gầm cuồn cuộn, đinh tai nhức óc. Dưới khí tức sát phạt tràn ngập, không ít đệ tử thải hồng cốc trên quảng trường bị dọa toàn thân run rẩy, binh khí trong tay rơi xuống, lập tức có người giơ tay lên nói. Ta đầu hàng. Đừng giết ta, ta cũng đầu hàng. Ta đầu hàng. Liên tiếp có thanh âm vang lên, cơ hồ tất cả đệ tử thải hồng cốc không chiến mà hàng, mấy người trưởng lão trên đài ảm đạm, cũng nhấc tay lên đầu hàng. Chỉ có một lão giả hét lớn với Lục Lâm Thiên khi trước lúc này có chút sợ hãi, lặng lẽ chạy trốn. Siêu. Người này vừa mới chạy trốn thì trên không trung đã có một đạo lưu quang nhanh như thiểm điện xuyên thủng không gian bắn xuống. Phanh. Thanh âm trầm đỡ Upsilon, C vang lên, khi tất cả mọi người nhìn vào thì mới phát hiện ra, tên trưởng lão của thải hồng cốc này trực tiếp bị nện vào trong phiến đá dày đặc trên quảng trường, thân thể lúc này đã không còn nguyên vẹn, chết vô cùng tức tưởi, mà ngươi ra tay là một đại hán vạm vỡ. Con mẹ nó, rốt cuộc cũng để cho ta thu thập một tên. Ai trốn thử xem. Kim Viên đứng ở bên cạnh lão giả trưởng lão của thải hồng cốc vừa bị đánh chết, trên nắm tay còn có quang mang nhàn nhạt lóe lên rồi biến mất. Nhân đây ta cũng tuyên bố một chút, thải hồng cốc bị diệt, về sau địa bàn của thải hồng cốc chính là của Phi Linh Môn, ai dám nhúng chàm giết không tha. Nhìn toàn trường, thanh âm của Lục Lâm Thiên cuồn cuộn vang vọng, từ nay về sau Phi Linh Môn hắn cũng không cần phải che giấu, Phi Linh Môn được tái hiện. Mục tiêu thứ nhất ngoài thị hoang thế giới chính là vạn cổ thế giới. Về sau trong vạn cổ thế giới không còn thải hồng cốc nữa. Vô số người chung quanh nhìn vào, kết cục lúc này dường như cũng không phải là kết quả trong tưởng tượng của tất cả mọi người, thậm chí tới hiện tại chỉ có mấy người ít ỏi ra tay, thế nhưng đã giải quyết tất cả người của thải hồng cốc. Người thải hồng cốc đầu hàng, đệ tử Phi Linh Môn trên không trung lập tức tiến lên giải quyết mọi chuyện sau đó. Mắt thấy tất cả chuyện này. Người của Vạn Thiên Liên Minh đã sớm lui sang một bên, chỉ là biến hóa bực này cũng khiến cho tất cả mọi người biến sắc. Người phụ trách của Vạn Thiên Liên Minh trong vạn cổ thế giới là ai? Lục Lâm Thiên nhìn toàn trường, cuối cùng nhìn vào đám người Vạn Thiên Liên Minh rồi hỏi. Nghe vậy cơ hồ tất cả người của Vạn Thiên Liên Minh đều nhìn vào đại hán mặc cẩm bào kia. Tại Hạ Tôn Cao Mộc, các chủ Hồng Linh Các, cũng là chấp sự của Vạn Thiên Liên Minh, không biết các hạ có việc gì muốn tìm ta? Sắc mặt đại hán mặc cẩm bào khẽ biến đổi, nghe vậy thân thể lập tức tiến lên, nhìn Lục Lâm Thiên, ôm quyền rồi khách khí hỏi. Lục Lâm Thiên nhìn Tôn Cao Mộc rồi nói. Mời Tôn các chủ đi theo ta một chuyến, ta còn có chuyện muốn nói với các chủ. Không thành vấn đề. Tôn Cao Mộc không chút do dự, dưới tình huống này hắn hiểu rõ, hắn không có bất kỳ lựa chọn nào khác. Phụ thân, con đi cùng với người. Tôn Oánh Oánh kéo tay phụ thân. Muốn đi cùng với phụ thân mình. Tôn Cao Mộc do dự một chút, nhìn thấy Lục Lâm Thiên đã đi thẳng về phía trước, hắn cũng không phải đối, mà cũng không có đồng ý. Tất cả mọi người nghe rõ cho ta, đường hầm không gian trong vạn cổ thế giới bị phong tỏa, trong vòng một tháng chỉ cho phép tiến vào mà không được đi ra. Người vi phạm tự gánh lấy hậu quả. Tất cả những kẻ đầu hàng thành thật cho ta một chút, dám có chủ ý gì, ta nhất định sẽ khiến cho kẻ đó sống không bằng chết. Lục Lâm Thiên và Tôn Cao Mộc rời đi, sau lưng truyền đến không ít tiếng hét lớn của người Phi Linh Môn. Trong một đình viện sau quảng trường của thành Thải Hồng, ba người Lục Lâm Thiên, Tôn Cao Mộc, Tôn Oánh Oánh tiến vào trong sảnh, Tôn Cao Mộc nhìn Lục Lâm Thiên nói. Nếu như ta suy đoán không sai, các hạ chính là trưởng môn Tây Phương Cầu Bại Thanh danh hiển hách mấy năm nay trong thị hoang thế giới đúng không? Tin tức của ngươi cũng linh thông đó chứ? Lục Lâm Thiên nói. Thị hoang thế giới cách nơi này cũng không xa, chúng ta làm thương hội đương nhiên cũng biết rõ nhiều hơn một chút. Chỉ là không ngờ Lục trưởng môn và Tây Phương Cầu Bại hiển hách lại là một người. Tôn Cao Mộc quả thực vô cùng kinh ngạc và rung động, từ trong tin tức hắn nhận được mà nói, cả thị hoang thế giới hiện tại có thể nói đều nằm trong sự khống chế của người này. Lục Lâm Thiên cũng không quá để ý, dù sao chuyện như thế cũng không giấu được bao lâu, ánh mắt hắn nhìn về phía Tôn Oánh Oánh. Trong mắt hiện lên chút kinh ngạc nói. Áo nghĩa linh hồn, áo nghĩa thuộc tính hỏa, áo nghĩa thời gian, tu luyện giả ba loại áo nghĩa. Làm sao ngươi biết, ta đã che giấu khí tức, cũng không sử dụng qua áo nghĩa a. Tôn Oánh Oánh lập tức kêu lên một tiếng kinh ngạc rồi nhìn qua Lục Lâm Thiên, trong lòng rất là rung động. Kinh ngạc cái gì, Lục trưởng môn cũng không phải là người thường.
một chút thủ đoạn nho nhỏ của con sao có thể che mắt được Lục trưởng môn cơ chứ? Tôn Cao Mộc vội vàng nhìn Tôn Oánh Oánh, sau đó nói với Lục Lâm Thiên. Lục trưởng môn, đây chính là tiểu nữ Oánh Oánh của ta. Lục Lâm Thiên nhìn qua Tôn Oánh Oánh một lát, hắn lập tức nhận ra được thời gian tu luyện của thiếu nữ này không lâu, bộ dáng cũng xinh đẹp, ánh mắt thanh tịnh như châu ngọc, tinh khiết không tì vết, cũng có thể coi là một mỹ nhân. Người này rất là lợi hại. Tôn Oánh Oánh nhìn Lục Lâm Thiên, ánh mắt kinh ngạc ngày càng hiếu kỳ, đôi mắt đen nhánh không ngừng cẩn thận đánh giá Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên thu hồi ánh mắt trên người Tôn Oánh Oánh, sau đó phất tay đánh ra một đạo lưu quang, lập tức bắn về phía Tôn Cao Mộc. Siêu! Tôn Cao Mộc còn chưa kịp phản ứng, Tôn Oánh Oánh đã vung tay lên nắm đạo lưu quang này vào trong lòng bàn tay. Đây là một khối ngọc giản tạo hình kỳ lạ, nhìn thoáng qua bên trên có đổ ván bí văn phức tạp, nhưng chung quy nhìn kỹ mà nói, thấy nó cũng khá bình thường. Đây là... Nhìn thấy ngọc giản trong tay nữ nhi, sau khi Tôn Cao Mộc nhìn rõ vật này, ánh mắt lập tức biến sắc, khi ánh mắt nhìn về phía Lục Lâm Thiên đã chuyển thành cung kính, lập tức nói. Tôn Cao Mộc bái kiến Lục đại nhân. Lục Lâm Thiên sững sờ một chút, cũng không quá kinh ngạc, nói. Tôn các chủ không nên khách khí, ta cần Tôn các chủ hỗ trợ, không biết. Mời Lục đại nhân cứ nói. Lục Lâm Thiên còn chưa dứt lời, Tôn Cao Mộc lập tức gạt đầu, lập tức đồng ý. Sau khi thải hồng cốc bị diệt, về sau trong vạn cổ thế giới không còn người của chiến thiên liên minh, chỉ có vạn thiên liên minh, thế nhưng ta cần tham gia vạn thế đối quyết, cho nên. Lục Lâm Thiên còn chưa nói hết, Tôn Cao Mộc lần nữa ngắt lời Lục Lâm Thiên nói. Không thành vấn đề, cứ tính cho ta, chuyện nhỏ này ta vẫn có thể làm được, không biết Lục đại nhân cần mang mấy người đi. Ba người. Lục Lâm Thiên do dự một chút rồi lập tức nói với Tôn Cao Mộc. Lục đại nhân, ta có một yêu cầu quá đáng, không biết Lục đại nhân có thể thành toàn hay không? Tôn Cao Mộc ngẩng đầu, ánh mắt có chút kỳ vọng nhìn qua Lục Lâm Thiên. Mời Tôn các chủ cứ nói. Lục Lâm Thiên gật đầu nói. Tôn Cao Mộc nói. Không biết Lục đại nhân có biết, tuy rằng vạn thế đối quyết là do hai đại liên minh liên thủ tổ chức. Thế nhưng lại âm thầm phân cao thấp, Lục đại nhân muốn tham gia vạn thế đối quyết, không biết Lục đại nhân có thể đại biểu vạn cổ thế giới. Đại biểu vạn thiên liên minh hay không? Nếu như có thể, tốt nhất là đại biểu Hồng Linh Các, và Lục đại nhân yên tâm, đến lúc đó cơ hồ tất cả khen thưởng ta đều giao cho Lục đại nhân. Ta nhất định sẽ xử lý chuyện này thỏa đáng. Tôn các chủ cứ sắp xếp, ta chỉ cần tham dự vạn thế đối quyết là được rồi. Lục Lâm Thiên dứt lời, thân ảnh đã biến mất tại chỗ không thấy. Phụ thân, gia hỏa kỳ quái kia đã đi rồi. Tôn Oánh Oánh hưng phấn kéo tay Tôn Cao Mộc nói. Kỳ quái, Lục đại nhân sao lại là người kỳ quái cơ chứ? Nhà đầu nhà con sau này nhất định phải khách khí với Lục đại nhân một chút, địa vị của Lục đại nhân không phải bình thường đâu. Tôn Cao Mộc vội vàng bịt miệng Tôn Oánh Oánh rồi nói. Phụ thân, cái lệnh bài kia là thứ gì? Sao con lại không biết? Tôn Oánh Oánh hỏi. Tôn Cao Mộc nói. Đó là đại biểu cho thân phận của Tuyên Cổ Điện, Lục đại nhân là người của Tuyên Cổ Điện. Cái gì gọi là Tuyên Cổ Điện? Tôn Oánh Oánh lần nữa hỏi. Nhà đầu nhà con, chẳng lẽ những năm này ở trong tộc con không biết chút gì sao? Tôn Cao Mộc nhìn Tôn Oánh Oánh, trong mắt tràn ngập vẻ yêu thương. Phụ thân, người không biết rồi, lão tổ kia rất nhẫn tâm a. Con nói cho người biết, hắn ta là ác ma, mỗi ngày đều bắt con tu luyện, mà nay cả đi ra ngoài cũng cần được sự cho phép của hắn. Nếu như không phải lần này con tham gia vạn thế đối quyết, sợ rằng đã bị hắn nhốt ở trong trung thiên thế giới a. Nhớ tới tộc, Tôn Oánh Oánh không khỏi ủy khuất cáo trạng. Nhà đầu nhà con, lão tổ làm vậy là vì muốn tốt cho con. Bằng không con cũng không có thực lực bây giờ. Vạn thế đối quyết lần này, hy vọng của Hồng Linh Các nằm trên người con đó. Tôn Cao Mộc nhìn ái nữ rồi nói. Phụ thân, Tuyên Cổ Điện này có lai lịch như thế nào? Trong mắt Tôn Oánh Oánh có chút chấn động, nói. Lục Lâm Thiên kia quả thực có chút đặc biệt, hung hăng bá đạo, thực lực dường như rất mạnh, không biết so với Đường tỷ thì như thế nào. Không xong. Tôn Cao Mộc dường như nhớ tới cái gì đó, lập tức rời phòng rồi nói. Lục đại nhân còn chưa nói cho ta biết danh tính mấy người tham gia vạn thế đối quyết. Còn không kiểm tra, ta biết sắp xếp như thế nào đây. Hoàng hôn, trong một đại điện to lớn ở thành Thải Hồng, người của Phi Linh Môn phân biệt ngồi xuống.
Đám người Địa Long, Tam Thú, Thất Sát, Thất Kiếm, Bạch Kinh Đường đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía thiếu niên gầy gò chừng 16-17 tuổi trong đại điện. Nhìn đạo thân ảnh gầy gò này, tất cả mọi người không khỏi hít sâu một hơi, âm thầm nuốt một ngụm nước bọt. Tiểu tử này quá biến thái, quả thực hiếm thấy. Đại nạn không chết, tất có hậu phúc, lời này quả thực vô cùng chuẩn xác a. Con mẹ nó, quá nghịch thiên, chuyện này nói ra có ai tin được không a? Đám người Địa Long, Thất Kiếm há hốc mồm rồi thảo luận, cả đám ngây ngốc nhìn thiếu niên có thân hình gầy gò này, hận không thể nghiên cứu kỹ một chút. Thái A bái kiến chư vị tiền bối. Thanh niên gầy gò mỉm cười, cung kính thi lễ với đám người chung quanh, cực kỳ khách khí. Thanh niên này chính là Thái A, mấy ngày trước sau khi mọi người rời khỏi thị hoang thế giới rốt cuộc cũng đã thức tỉnh. Mà linh hồn lực minh mông cùng với nguyên lực trên người Thái A đã bị hắn triệt để luyện hóa, thực lực của hắn bây giờ cũng đạt tới đại đạo cảnh cao giai, vô cùng khủng bố. Sợ rằng không kém niết bàn cảnh là bao. Thái A vốn trời sinh là đoạn hồn tuyệt thể tạo thành dị dạng, hiện tại sau khi khôi phục cũng dần dần chuyển biến tốt đẹp, nhìn qua vô cùng tuấn tú, thoạt nhìn 16-17 tuổi, chỉ tiếc là thân hình vẫn có chút gầy gò. Tiểu tử, đừng có làm bộ, ta không chịu nổi a, dùng thực lực của ngươi hiện tại, ta gọi ngươi là tiền bối cũng không kém là bao. Con mẹ nó, quả thực biến thái, so với trưởng môn còn biến thái hơn a. Đường Ngũ nhìn chăm chú Thái A, vẫn há hốc mồm nhìn chân chối. Thái A bị phụ thân dương hồn tu la của hắn cưỡng ép rót vào trong cơ thể nguyên lực và linh hồn lực suốt đời, đồng thời còn phục dụng vô số đan dược và linh dược. Thế cho nên trong cơ thể có nguyên lực minh mông và linh hồn lực rời rạc bên ngoài kinh mạch và không gian linh hồn. Chỉ cần đỡ upsilon.ng vào một chút sẽ ngọc đá cùng tan. Chuyện này khiến cho Thái A vừa mới ra đời đã chịu đau đớn giống như ở địa ngục. Cũng may Thái A mạng lớn, chống lại được tới bây giờ. Hiện tại đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Lục Lâm Thiên đứng trước mặt Thái A rồi mỉm cười, kết quả bực này bản thân Lục Lâm Thiên cũng thật không ngờ. Trong thiên trụ giới, trong vòng 100 năm không ngờ Thái A lại có thể nhận được toàn bộ nguyên lực, linh hồn lực của dương hồn tu la, cũng không biết tại sao mà nhảy vào tới đại đạo cảnh cao giai. Kết quả bực này, sau khi Lục Lâm Thiên biết được cũng kinh ngạc cả buổi, nhưng cũng chỉ có thể nói là Thái A đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Đương nhiên, Lục Lâm Thiên cũng từng suy đoán qua, lúc trước khi chữa thương cho Thái A, dùng tử kim huyền lôi lần nữa rèn thân hình Thái A, chuyện này khiến cho thể chất hiện tại của Thái A cũng có thể nói đã đạt tới tình trạng vô cùng cường hãn. Mà không gian linh hồn của Thái A còn được quang mang huyền ảo chữ thiện trong đan nguyên chữ vạn của Lục Lâm Thiên chiếu rọi 9981 ngày mở ra không gian linh hồn hoàn toàn mới. Không gian linh hồn này so với không gian linh hồn của người bình thường khổng lồ và rắn chắc hơn nhiều. Còn mang theo khí tức tang thương, Lục Lâm Thiên nhớ rõ, khi không gian linh hồn kia được mở ra, thân hình Thái A xảy ra một loạt biến hóa, không gian dung chuyển không ngớt, trên người tiểu tử này cũng có khí tức man hoang, cổ xưa lan tràn ra. Lục Lâm Thiên suy đoán, sự biến thái của Thái A hiện tại có quan hệ với chữ thiện trên đan nguyên chữ vạn. Đan nguyên chữ vạn tới từ bổn nguyên hỗn độn. Chữ thiện đại biểu cho vượt qua vạn vật, tâm ta tức thiện, áo nghĩa vạn hóa minh hợp. Dùng đại áo nghĩa này mở ra không gian linh hồn, khiến cho trên người Thái A xảy ra biến đổi khó có thể tin được, tăng thêm kinh nghiệm từ lúc sinh ra tới giờ của Thái A, cho nên hiện tại mới có tình huống biến thái như vậy. Chính thức tính ra Thái A cũng chỉ có hơn 40 tuổi mà thôi, chỉ mới tu luyện vài chục năm, nghĩ tới những thứ này Lục Lâm Thiên cũng vô cùng ngại ngùng. So sánh giữa hắn và Thái A, Thái A mới là kẻ biến thái. Lần này Thái A khôi phục đạt được tu vi đại đạo cảnh cao giai, bởi vậy Lục Lâm Thiên cũng muốn mang theo Thái A tham dự vạn thế đối quyết, dùng tu vi của Thái A hiện tại, có đầy đủ tư cách tham dự vạn thế đối quyết. Phịch! Ngay khi Lục Lâm Thiên vừa mới nói xong, Thái A lập tức cung kính quỳ gối xuống trước mặt Lục Lâm Thiên rồi nói. Đệ tử Thái A mong sư phụ thu làm đồ đệ. Mọi người thấy vậy đều sững sờ. Lục Lâm Thiên cũng giật mình không nhỏ, nói. Thái A, mau đứng lên rồi nói sau. Trưởng môn, thu nhận Thái A đi. Không có người sẽ không có Thái A ngày hôm nay. Người có ân tái sinh với Thái A, đây cũng là ý tứ của bản thân Thái A, mong trưởng môn thành toàn. Âm Minh Dạ Xoa đi tới trước người Lục Lâm Thiên rồi hành lễ, nói tiếp. Mong trưởng môn cho ta một chút nhân tình, nhận lấy Thái A, để cho nó sau này đi theo bên cạnh trưởng môn.
tất cả mọi thứ của đệ tử hiện tại là do sư phụ ban cho. Dương Linh Quyết đệ tử tu luyện cũng là do sư phụ ban cho, mong sư phụ thành toàn. Thái A nói xong, không ngừng dập đầu thình thịch vào mặt đất. Đứng lên đi, người đệ tử này ta sẽ nhận. Lục Lâm Thiên hít sâu một hơi, khóe miệng nở nụ cười có chút bất đắc dĩ, vươn tay kéo Thái A lên. Chúc mừng trưởng môn. Chúc mừng Dạ Xoa muội tử. Mọi người thấy vậy lập tức chúc mừng. Trưởng môn, cả vạn cổ thế giới lúc này đều bị phong tỏa. Hoàng Kim Long Viên nhất tộc xuất lĩnh tất cả các thú tộc hỗ trợ, trong thời gian ngắn không có vấn đề gì. Địa bàn của Thải Hồng Cốc chúng ta đã toàn lực tiếp quản, chuyện kế tiếp mong trưởng môn chỉ đạo. Sau khi chúc mừng một phen, Thiên Xu nghiêm túc nói với Lục Lâm Thiên. Tin tức trong này không thể để lộ ra ngoài, thế nhưng dù phong tỏa thế nào cũng không thể không lọt gió. Chúng ta chỉ cần tranh thủ một ít thời gian mà thôi. Thiên Thủy Môn so với Thải Hồng Cốc mạnh hơn nhiều. Ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ đổi, chậm rãi đi vài bước, đột nhiên dừng lại, hai tay nắm chặt, hàn ý trong mắt bắn ra, trầm giọng nói. Lần này, ta và Kim Viên Đại Ca, Thái A cùng đi về vô minh thế giới tham dự vạn thế đối quyết, các ngươi cứ dựa theo kế hoạch mà xử lý, đến lúc đó sẽ vô cùng náo nhiệt. Biến cố trong thành Thải Hồng khiến cho cả vạn cổ thế giới rung chuyển, bởi vì đường hầm không gian trong vạn cổ thế giới bị phong tỏa, chuyện này khiến cho trong lòng mọi người càng thêm bất an. Thế nhưng dưới sự tiếp quản của Phi Linh Môn, tất cả dần dần dẹp loạn, cũng không có ai dám có gan phản kháng lúc này. Trong vòng mấy ngày này, Lục Lâm Thiên cũng gọi mọi người nói một chuyện. Về sau Thất Sát Môn chính thức đổi thành Phi Linh Môn, tất cả không cần phải che giấu. Hiện tại Phi Linh Môn có 7 đường, phó đường chủ Kim Đường là Phạm Thống, ngoại đường Bạch Kinh Đường, Vũ Đường Viêm Hỏa, Hình Đường Bàn Xấu Hòa Thượng, Linh Đường Vấn Thân Mạc, Yêu Đường và Ám Đường còn chưa có ai. Bởi vậy Lục Lâm Thiên cũng sắp xếp cho Địa Long kiến thiết Yêu Đường, Âm Minh Dạ Xoa kiến thiết Ám Đường, Thất Sát, Thất Kiếm thì trở thành trưởng lão, chuyện cụ thể tới lúc đó bàn bạc với Mộc Vương. Ám Đường và Linh Đường, Kim Đường là 3 đường mà Lục Lâm Thiên quan tâm nhất. Bởi vậy hắn cùng với Âm Minh Dạ Xoa toàn lực phát triển Ám Đường, cả Phi Linh Môn toàn lực tương trợ, nếu như Âm Minh Dạ Xoa vừa ý người đường khác có thể thu lấy. Mà Kim Đường, Phạm Thống quản lý không tệ. Thế nhưng Phạm Thống lại có thiên phú tu luyện không tồi, chỉ cần có thời gian, thành tựu sau này của Phạm Thống không cần phải nói. Bởi vậy Lục Lâm Thiên cũng cố ý nói qua với Phạm Thống, để Phạm Thống tự mình lựa chọn, một là một lòng tu luyện, hai là tiếp tục trông coi Kim Đường. Sau khi do dự Phạm Thống lựa chọn tiếp tục quản lý Kim Đường, có thể rút được bao nhiêu thời gian thì tu luyện bấy nhiêu. Sau khi sắp xếp tất cả, Lục Lâm Thiên cũng bể bổn không ít, mãi mới có một chút thời gian thở một hơi. Mà lúc này, Tôn Cao Mộc cũng truyền tới tin tức, nói là tất cả chuyện trong vô minh tiểu thiên thế giới đã được sắp xếp. Lần này trong vạn cổ thế giới cũng chỉ phái ra 4 người tham dự vạn thế đối quyết trong vô minh thế giới. 4 người này theo thứ tự là Lục Lâm Thiên, Kim Viên, Thái A, Tôn Oánh Oánh. Thậm chí ngay cả sự sắp xếp và quy tắc cụ thể của vạn thế đối quyết trong vô minh tiểu thiên thế giới cũng được Tôn Cao Mộc mang về. Vô minh thế giới là tâm của vô minh tiểu thiên thế giới. Lần này xem như là vạn thế đối quyết chính thức. 1000 thế giới trong vô minh tiểu thiên thế giới đều tham gia. Đương nhiên, câu nói 1000 tiểu thế giới này cũng chỉ là ước lượng mà thôi, ít nhất thì hoang thế giới không có tham gia. Đây cũng là ý tứ của Lục Lâm Thiên, tuy rằng hiện tại thị hoang thế giới được Phi Linh Môn chính thức khống chế trong tay. Thế nhưng chủ nhân chính thức thì lại là Huyết Thiên Đế. Mà Huyết Thiên Đế bất kể là đối với Vạn Thiên Liên Minh hay là Chiến Thiên Liên Minh lại không hề có hảo cảm. Tất cả đám người bị cầm tù trong Hắc Thủy Giam Ngục khi trước đều là người của Vạn Thiên Liên Minh và Chiến Thiên Liên Minh. Cuối cùng cũng bởi vì hai đại liên minh mà chết, Lục Lâm Thiên không cần nghĩ cũng biết quan hệ của Huyết Thiên Đế với hai đại liên minh. Bởi vì có điểm này, Lục Lâm Thiên đã sớm nghĩ kỹ. Hắn tham dự Vạn Thế Đối Quyết cũng không cần dùng tên tuổi của thị hoang thế giới. Chỉ cần dùng vạn cổ thế giới là được rồi. Hắn đối với Chiến Thiên Liên Minh quả thực không có một chút hảo cảm nào. Cả vô minh tiểu thiên thế giới, người cầm đầu của Chiến Thiên Liên Minh trong này là Thiên Thủy Môn. Cho nên Lục Lâm Thiên cũng không muốn dùng thân phận Chiến Thiên Liên Minh, vừa vặn có thân phận của Vạn Thiên Liên Minh Hồng Linh Các ở trong vạn cổ thế giới, Lục Lâm Thiên vô cùng hài lòng. Vạn thế đối quyết ở trong vô minh thế giới lần này có người của 1000 tiểu thế giới tham gia, nghe nói cộng lại có thể gần 5000 người. 5000 người tha ra,
thế như cứ phân thành cặp chiến đấu thì không biết đến bao giờ. Bởi vậy thi đấu sẽ diễn ra ở trong hoang vu mật địa. Hoang vu mật địa, đồn rằng chính là mật địa mà một cường giả trong vô minh thế giới trước đây đã lưu lại. Lúc mật địa này xuất hiện, nghe nói còn khiến cho vô số thế lực trong vô minh tiểu thiên thế giới tranh đoạt. Bảo vật bên trong cũng không ít, về sau trở thành nơi thi đấu của vạn thế đối quyết, mỗi một lần vạn thế đối quyết diễn ra đều tiến hành trong hoang vu mật địa. Quy tắc cũng rất đơn giản, tiến vào trong hoang vu mật địa sẽ đóng cửa, mà ở trong hoang vu mật địa sẽ có người có hai đại liên minh thả 5 khối ngọc giản không gian. Chỉ cần nhận được ngọc giản không gian rồi bóp nát là có thể rời khỏi thế giới hoang vu này. 5 người nhận được ngọc giản không gian rời khỏi này sẽ chiến thắng, sau đó có thể tham dự vòng tiếp theo của vạn thế đối quyết trong trung thiên thế giới. Về phần tất cả chuyện xảy ra trong thế giới hoang vu này, chết cũng có, trọng thương cũng có, không có ai quan tâm, bọn họ chỉ quan tâm 5 khối ngọc giản kia nằm trong tay ai mà thôi. Tôn Cao Mộc đã sắp xếp tất cả, đến lúc đó đi tới hoang vu mật địa là được. Tiểu tử, lá gan cũng không nhỏ, diệt thải hồng cốc, vạn cổ thế giới cũng dám nuốt, không sợ chiến thiên liên minh đối phó với ngươi sao? Trong thiên trụ giới, Tam Kỳ lão nhân hỏi Lục Lâm Thiên. Kỳ lão, vạn cổ thế giới chỉ là tiểu thế giới, chiến thiên liên minh có thể làm gì được? Hiện tại thực lực của phi linh môn không phải là thứ mà bất kỳ tiểu thế giới nào có thể động vào được. Khi Lục Lâm Thiên dứt lời, thân ảnh đã xuất hiện trong tầng thứ 7 thiên trụ giới. Sau khi áo nghĩa thời gian của hắn tiến bộ, hắn đã đặt chân tới tầng thứ 7 thiên trụ giới, Lục Lâm Thiên cũng chuyển Tam Kỳ lão nhân qua tầng thứ 7. Một tiểu thế giới chiến thiên liên minh sẽ không để ý. Chỉ là vì mặt mũi cho nên chiến thiên liên minh nhất định sẽ đoạt lại vạn cổ thế giới. Thực lực của phi linh môn ngươi những năm này mạnh hơn không ít, chỉ là nếu như chiến thiên liên minh kia muốn đoạt lại, ngươi cảm thấy bọn họ có làm được không? Chẳng lẽ ngươi định vì một vạn cổ thế giới nho nhỏ mà liều mạng với chiến thiên liên minh? Tam Kỳ lão nhân đứng dậy, trường bào trên thân ảnh hư ảo run lên, lạnh nhạt nhìn Lục Lâm Thiên. Cái này, đối với lời nói của Tam Kỳ lão nhân, Lục Lâm Thiên cũng hiểu rõ. Đến lúc đó hắn quả thực sẽ không vì một vạn cổ thế giới mà liều mạng với chiến thiên liên minh. Trong thị hoang thế giới chiến thiên liên minh không thể làm gì được, thế nhưng không có nghĩa là vạn cổ thế giới cũng giống vậy. Tam Kỳ lão nhân nhìn Lục Lâm Thiên, đắc ý nói. Muốn chiến thiên liên minh không tìm tới ngươi gây phiền phức vô cùng đơn giản. Chỉ cần ngươi có thể một đường quá quan, tiến vào trong hỗn độn thế giới, đừng nói là phi linh môn ngươi khống chế một vạn cổ thế giới, coi như ngươi khống chế cả vô minh tiểu thiên thế giới, thậm chí là vô sắc trung thiên thế giới chiến thiên liên minh cũng không dám động vào ngươi. Huống chi bây giờ ngươi còn dùng thân phận của vạn thiên liên minh đi tham dự vạn thế đối quyết, chỉ cần ngươi có đầy đủ thực lực. Đến lúc đó vạn thiên liên minh sẽ không mặc kệ ngươi, chiến thiên liên minh lúc đó cũng không thể làm gì được ngươi. Xem ra chỉ có thực lực mới chứng minh được tất cả a. Lục Lâm Thiên nói. Đương nhiên, bất kể ở nơi nào chỉ có thực lực mới chứng minh được tất cả. Tam Kỳ lão nhân nói. Trong tay Lục Lâm Thiên lập tức xuất hiện một khối ngọc giản, hắn đưa cho Tam Kỳ lão nhân rồi nói. Kỳ lão, thứ này trả lại cho người, chỉ là thứ này là vật gì? Vì sao người của Hồng Linh Các vừa mới nhìn thấy đã lập tức cung kính vậy? Tam Kỳ lão nhân nhìn ngọc giản trong tay Lục Lâm Thiên rồi lập tức nói. Thứ đồ chơi này ngươi giữ đi, nói không chừng sau này sẽ có một ít tác dụng. Thứ này chính là tiêu chí thân phận của Tuyên Cổ Điện, là vật của ta trước kia. Tuyên Cổ Điện. Lục Lâm Thiên cũng chưa từng nghe nói qua có Tuyên Cổ Điện này, hắn nhìn Tam Kỳ lão nhân rồi nói. Kỳ lão, Tuyên Cổ Điện là thế lực gì? Chẳng lẽ Kỳ lão là người của Tuyên Cổ Điện? Tuyên Cổ Điện kỳ thực không phải là thế lực gì mà chỉ là một tổ chức, không giống như Phi Thiên Đạo Tặc. Tam Kỳ lão nhân nói. Phi Thiên Đạo Tặc, Tuyên Cổ Điện. Tam Kỳ lão nhân nói tiếp. Phi Thiên Đạo Tặc là từ bên trong đạo phỉ thế giới phát triển ra, có thể nói là tinh anh của đạo phỉ, là những nhân vật cường hãn trong đám tán tu. Không có bao nhiêu người dám gây chiến với bọn họ, về sau ngươi sẽ gặp. Về phần Tuyên Cổ Điện, so với Phi Thiên Đạo Tặc còn thần bí hơn không ít, thậm chí người bình thường căn bản còn không biết sự tồn tại của Tuyên Cổ Điện. Ngừng một cái, Tam Kỳ lão nhân mới tiếp tục nói. Tuyên Cổ Điện trong mắt người ngoài rất thần bí, từ trước tới nay đều được phủ lên sắc thái thần bí. Mà người của Tuyên Cổ Điện ít nhất cũng có tu vi Niết Bàn cảnh.
Bởi vì thực lực ít nhất cũng phải là niết bàn cảnh thì mới có thể gia nhập Tuyên Cổ Điện. Quan trọng nhất chính là trên người phải mang hai loại áo nghĩa kỳ lạ, hoặc là áo nghĩa kỳ lạ khác biệt mới có thể gia nhập, cả hai, thiếu một thứ cũng không được. Biến thái như vậy sao? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 130.